Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 8. Tô Lạc sửng sốt, bấy giờ mới phản ứng lại gì không sạch sẽ mà bé nhắc tới là chỉ nữ quỷ. Anh không nhìn được cười rộ lên, tiếng cười trầm thấp phát ra từ đáy họng, có vẻ vô cùng sung sướng. Chậc, bé ngoan nhà chúng ta cũng biết kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu rồi à? Tô Lạc nói hay lắm, nhưng lần sau không được nói nữa. Túc bảo, thật mà. Nghe nhóc con bắt đầu dẫy nảy lên, Tô Lạc lập tức nói, được. Cậu Tư biết rồi, cảm ơn Túc bảo. Túc bảo dặn dò mấy câu nhất định phải nhớ, mới cúp điện thoại. Tô Lạc cảm thấy thú vị, khóe miệng vẫn cứ treo một nụ cười. Nhóc con này. Nhưng nếu giường quá lớn không thể nằm hết được thì sao? Ngủ ở giữa, hai bên đều bị trống một khoảng lớn, vậy chẳng phải sẽ có hai nữ quỷ à? Nếu thế thì cứ ngủ ở một bên là được, ít nhất cũng chỉ có một nữ quỷ mà thôi. Tô Lạc cũng không để tâm đến chuyện này, chỉ coi như bé nói nhăng nói cuội. Trong phòng khách sạn, đồng hồ trên vách tường kêu tích tắc, chỉ tới số 12 giờ. Tô Lạc đặt iPad xuống, tùy ý kéo áo ngủ, lên giường nghỉ ngơi. Bình thường anh cũng quen ngủ ở mép giường, bởi vì tiện lấy điện thoại và tắt đèn ngủ, lúc này cũng không nghĩ nhiều, sau khi vào giấc thì hơi nhích vào giữa một chút nhưng cũng không nhích quá nhiều. Ngay chính giữa, làm gì có ai đi ngủ còn ngó xem mình có nằm ở giữa giường không chứ? Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng ngáy rất nhỏ nhanh chóng vang lên. Tô Lạc trở mình, vừa hay quay mặt về bên giường bị bỏ trống. Trong lúc đang ngủ mơ, anh bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, không biết có thứ gì đang nghịch mặt mình. Anh khẽ nhíu mày, mơ màng mở mắt ra. Tô Lạc mở mắt ra, đôi đồng tử bỗng co rút kịch liệt. Không biết từ lúc nào, một cô gái đã nằm bên cạnh anh. Sắc mặt cô gái trắng bệch một cách không bình thường, hai mắt nhìn Tô Lạc hao háo, tay cô gái còn cầm tóc để trêu chọc lên mặt anh. Thấy Tô Lạc tỉnh giấc, cô gái cười dịu dàng, anh tỉnh rồi. Tô Lạc bật dậy như lò xo, anh chưa bao giờ thất thố như này. Cô là ai? Tô Lạc quát hỏi. Tuy bị hù cho giật thót nhưng anh không hề nghĩ đến vấn đề ma quỷ. Fan cuồng của anh quá nhiều, thi thoảng ngủ trong khách sạn còn bị tỉnh giấc nửa đêm vì có tiếng cạy cửa, đây là chuyện thường tình. Nhưng cạy cửa lẻn vào kiểu thần không biết quỷ không hay rồi nằm bên cạnh anh như này thì vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Nữ quỷ chậm rãi bò dậy, ngồi trên giường rồi kéo váy xuống, để lộ ra bờ vai mềm mại, ngượng ngùng nói, anh ơi! Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, đêm nay em là của anh. Tô Lạc. Anh cố nén cảm giác ớn lạnh, nói, cút ra ngoài. Nữ quỷ đứng dậy, gương mặt lộ vẻ ấm ức. Anh, em có chỗ nào không tốt ư? Nữ quỷ nói, em đã chết vì anh rồi, đáng thương như vậy rồi, anh không thể thương em một chút sao? Tô Lạc chau mày, chỉ cảm thấy fan cuồng này hơi có vấn đề về thần kinh. Nữ quỷ mặc váy dài nên Tô Lạc không nhìn ra điều gì bất thường. Mãi đến khi nó bay thẳng đờ tới trước mặt Tô Lạc, chân không chạm đất, mũi chân thẳng đứng. Tô Lạc, nữ quỷ ư, ra đầu anh tê dại, lập tức nhớ tới chuyện ma quỷ mà Túc Bảo kể trước khi đi ngủ. Giường ngủ còn trống chỗ, thực sự sẽ gọi hồn ma quỷ ư. Nữ quỷ ngẩng đầu, mê mẩn nhìn Tô Lạc, anh ơi, sao anh không nói gì? Người ta thích anh từ lúc anh mới debut đó nha, lẽ nào anh quên em rồi à? Tô Lạc sắp sụp đổ vì phát điên và tức giận trước lời nói hoang đường của nữ quỷ này rồi. Sao anh có thể nhớ chuyện đó? Không, phải nói là hoàn toàn không tồn tại chuyện mà anh nên nhớ. Tuy nhiều kẻ vẫn nói anh là người ngoài mặt lịch sự nhã nhặn còn nội tâm lại xấu xa. Nhưng anh chưa bao giờ tương tác để lôi kéo fan, càng đừng nói việc liên lạc riêng với fan. Ảnh đế Tô Lạc cố đè nén nỗi kích động muốn điên cuồng tháo chạy, vớ vội di động cùng chìa khóa rồi chật vật chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần. Cả hành lang chỉ có mình anh vội vã bước đi. Nhưng dù anh đi nhanh cỡ nào, nữ quỷ vẫn luôn bay bên cạnh. Anh ơi, sao anh lại chạy nhanh như vậy? Anh sợ em phải không? Nữ quỷ càng nói càng thêm oán hận trong lòng. Tô Lạc ấn thang máy xuống lầu 1. Thấy một bóng người mặc áo ngủ vội vàng đi ra, giám đốc khách sạn vừa đứng dậy nói, xin chào anh. Bóng Tô Lạc đã hoàn toàn biến mất. Giám đốc sảnh. Lần này Tô Lạc không ở Kinh Đô mà đang quay phim tận phương Nam cách xa ngàn dặm. Anh lên máy bay về nhà họ Tô ngay trong đêm. Trời vừa hửng sáng, một lớp sương mờ bao phủ khắp thành phố. Hai mắt Tô Lạc đỏ ngầu, anh còn tưởng mặt trời ló dạng thì nữ quỷ bám giết như Sam bên cạnh sẽ tạm thời biến mất. Chẳng ngờ, nó vẫn ở bên cạnh.
quỷ còn có thể xuất đầu lộ diện vào ban ngày ư? Tô Lạc chỉ cảm thấy mình đã bị bộ phim truyền hình từng đóng trước đây gài bẫy. Vất vả lắm mới về tới trang viên nhà họ Tô, Tô Lạc chẳng mang tới hình tượng ảnh đế nữa mà co giò chạy vào tòa nhà chính. Túc Bảo, Tô Lạc vô thức gọi tên cô bé con. Bà cụ Tô vừa điều khiển xe lăn từ lầu 2 xuống thì trông thấy một người đàn ông tóc tai rối bù, người vận một bộ đồ ngủ gần như lộ mông khi chạy bước dài. Bà cụ không sao liên hệ được người đàn ông trước mắt này với con trai mình, dù sao ngày thường Tô Lạc luôn ăn mặc đàng hoàng nghiêm chỉnh. Bà cụ Tô sợ run người, theo phản xạ đứng bật dậy. Người đâu, người đâu? Có kẻ cuồng ăn mặc hở hang vào nhà rồi. Bà cụ Tô vừa tức giận vừa kinh sợ, có khi nào một giây tiếp theo tên cuồng hở hang này sẽ cởi luôn bộ đồ ngủ ra không? Bà chỉ là một người già thôi, kẻ cuồng hở hang này rõ là mất trí đến rồ dại mà. Tô Lạc ngẩn người, nhanh chóng phản ứng ra. Không ngờ bà cụ Tô có thể tự đứng dậy. Anh kinh ngạc nói, mẹ ơi, mẹ. Bà cụ Tô, Tô Lạc ư. Tô Lạc, ô, lẽ nào bây giờ mẹ mới nhận ra con à? Bà cụ Tô, hừm, không mặc quần áo tử tế nên bà không nhận ra thật. Bà cụ Tô trợn trắng mắt rồi ngồi xuống xe lăn theo thói quen, nói, sao con lại chật vật thế hả? Làm như sau lưng con có thú dữ và nước lũ đuổi theo không bằng. Tô Lạc nhất thời quên luôn vụ nữ quỷ, chỉ tay vào chân bà cụ Tô, mẹ, hồi nãy mẹ vừa đứng dậy. Bà cụ Tô vừa điều khiển xe lăn ra ngoài vừa càm ràm, chuyện bé xé ra to, mẹ có thể đứng dậy chẳng phải quá bình thường sao? Chờ chút, đứng dậy ư? Bà cụ Tô cũng sững sờ. Nửa đời trước bà có thể đứng ngồi vận động bình thường, hoàn toàn khác với những người sinh ra đã bị tàn tật. Cho nên đôi khi tư duy theo quán tính, bà hoàn toàn không thấy câu nói ban nãy của Tô Lạc có vấn đề gì. Lúc này, ý thức được mình có thể đứng dậy, bà cụ Tô tròn mắt ngỡ ngàng. Mẹ đứng dậy được ư? Bà cụ Tô chống tay lên xe lăn rồi run rẩy thử đứng dậy, nhưng không rõ vì vấn đề tâm lý hay còn lý do nào khác, bà không thể đứng dậy nữa. Tô Lạc vội bước tới đỡ bà. Bà cụ Tô nản lòng, có lẽ hồi nãy chỉ là tiềm năng của con người bị kích phát trong tình huống gặp hiểm nguy. Tô Lạc lại không nghĩ như vậy, an ủi, nếu có thể đứng dậy thì chắc chắn khác trước rồi, sau này nhất định sẽ đứng được. Chưa biết chừng còn có thể đi nhảy ở quảng trường với các lão phu nhân khác đó ạ. Giọng điệu của Tô Lạc vừa thoải mái lại giỏm rỉnh. Đáy mắt bà cụ Tô cũng thấp thoáng hy vọng, bà chợt nhớ tới mấy ngày trước mình còn dùng chân đạp ông cụ Tô một cước. Bà điều khiển xe lăn vào thang máy, mẹ phải đi tìm ba con. Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe một giọng nói e lệ bên tai, hóa ra anh cũng có lúc dịu dàng như vậy. Người ta càng lúc càng yêu anh rồi đó. Tô Lạc. Đúng là đòi mạng, vừa nãy anh quên bén sự tồn tại của nữ quỷ. Tô Lạc chạy vội lên lầu, Túc Bảo. Nữ quỷ vừa toan bay theo thì bỗng phát hiện ra điều bất thường, cuống quýt bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc, quỷ hồn đã biến mất. Tô Nhất Trần bưng tách cà phê đi qua, chau mày nói, Túc Bảo còn chưa ngủ dậy, em kêu gào như ma quỷ thế làm gì? Tô Lạc, chuyện cấp bách lắm. Tô Nhạc Phi đang cầm một chiếc túi, miệng ngậm cái bánh mì, quăng lại một câu. Nhìn bộ dạng như mới gặp quỷ ấy. Tô Lạc. Còn không phải gặp quỷ ư. Túc Bảo vừa mở mắt ra đã trông thấy cậu Tư đứng trước mặt mình. Ồ, sao cậu Tư lại về rồi, con còn chưa gói xong bánh chưng đâu. Tô Lạc, Túc Bảo, cậu Tư của con gặp bánh chưng rồi. Túc Bảo còn chưa tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, a, à, bánh chưng nhân gì thế ạ? Tô Lạc. Tô Lạc dài ấn đường, không phải bánh chưng đấy, ý cậu là nữ quỷ cơ. Tối qua con kể chuyện ma quỷ cho cậu, sau đó cậu đã gặp quỷ thật. Túc Bảo hồ nghi nhìn sang bên cạnh anh, có nữ quỷ đâu ạ? Có điều, trên người cậu Tư của cô bé có âm khí. Tô Lạc lập tức đáp, con không nhìn thấy được cũng là lẽ thường tình, nó ở ngay. Anh vừa toan chỉ tay sang bên cạnh thì phát hiện nữ quỷ đã lặn mất tăm. Tô Lạc kinh ngạc nhìn quanh quất, thật sự không thấy bóng dáng nữ quỷ nữa. Chạy rồi ư? Kỷ Trường lập tức bay ra ngoài kiểm tra, chẳng mấy chốc đã quay về phòng, nói, chắc là chạy rồi, chạy cũng nhanh thật. Hắn nhìn Tô Lạc, dính sát khí âm thì có lẽ gặp phải ác quỷ. Túc Bảo hỏi, phải làm sao ạ? Ánh mắt Kỷ Trường khẽ vụt qua một tia sáng, còn làm sao nữa, nếu ác quỷ tìm đến Tô Lạc thì cách đơn giản nhất chính là lấy Tô Lạc làm mồi nhử câu con cá ác quỷ thôi. Túc Bảo đứng trên giường, vừa vặn cao đến ngực Tô Lạc. Cậu Tư, cúi đầu. Cô bé kiếng chân, cố gắng với tay.
Tô Lạc lập tức cúi người. Túc Bảo vỗ nhẹ lên đầu anh, miệng lẩm bẩm, xoa đầu chó, mọi sự khỏi phải lo. Sau đó đôi tay nhỏ của cô bé tiếp tục vỗ lên vai Tô Lạc, sờ chân chó, thuận buồm xuôi gió. Tô Lạc, em mờ khí mà anh không nhìn thấy đã bị Túc Bảo vỗ cho tiêu tán. Tô Lạc chỉ cảm giác nặng nề biến mất, lòng cũng bình tĩnh lại. Khóe miệng anh khẽ giật, anh nói, ai dạy con đấy? Túc Bảo thật thà khai ra, sư phụ con dạy. Tô Lạc, anh cả từng nói với anh rằng bên cạnh Túc Bảo có một người sư phụ, nhưng cũng có thể do cô bé con bị ngược đãi trong thời gian dài nên hoang tưởng ra một người luôn ở bên bảo vệ mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có điều vẫn còn một khả năng là, sư phụ của Túc Bảo thực sự tồn tại, nếu không tại sao khi trước Túc Bảo lại biết số điện thoại của Tô Ý Thâm. Lúc ấy Tô Lạc không cho là đúng, anh hướng đến khả năng Túc Bảo có vấn đề về tâm lý, thậm chí anh và Tô Nhất Trần còn cãi nhau một phen vì Tô Nhất Trần không đưa Túc Bảo đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng bây giờ, Tô Lạc vô thức muốn đẩy gọng kính, nhưng chợt phát hiện ra mình không kịp vớ cặp kính trong khách sạn. Tô Nhất Trần cầm máy tính bảng bước vào, nói, có phải em vẫn chưa tỉnh ngủ không? Xem thử tin giải trí buổi sáng đi, đảm bảo tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Tô Lạc nhận máy tính bảng, đập vào mắt anh là một dòng chữ đen đậm. Hình tượng ảnh đế Tô Lạc sụp đổ, móc lửng. Cùng với dòng chữ là hình ảnh đi kèm. Trong hình, anh đang mặc đồ ngủ chạy như điên khỏi khách sạn, động tác của anh chẳng khác nào Tôn Ngộ Không vừa được thả ra khỏi ngũ hành sơn, chỉ còn thiếu dòng chữ, tôi thoát ra rồi, tôi thoát ra rồi. Ánh mắt Tiêu Viễn Phong nhìn Tần Di Di mang theo sự áp bách, ông ta bình tĩnh mà nhìn cô ta vài lần, sau đó lại phiền chán mà rời tầm mắt. Tôi hỏi cô, Tiêu Kỳ Nhiên đang ở đâu? Cháu không biết, Tần Di Di vừa mở miệng, giọng nói không khống chế được mà run rẩy. Mấy tiếng trước cháu có gọi cho anh ấy qua điện thoại, anh ấy nói đã xuất phát rồi. Tiêu Viễn Phong nhìn thấu sự rụt rè của cô ta, nói ngắn gọn ý muốn của ông, hiện tại đi tìm Giang Nguyệt, để cho cô ta liên lạc với Tiêu Kỳ Nhiên. Tần Di Di hít thở một chút, sau đó khó khăn nói. Bác, chuyện này có phải là không tốt lắm hay không? Chị Giang Nguyệt cũng chỉ là khách, cũng không phải. Nghe được những lời này, Tiêu Viễn Phong cười lạnh một tiếng. Cô cho rằng nó thật sự muốn kết hôn với cô hay sao? Sắc mặt của Tần Di Di trong nháy mắt liền trắng bệch. Tiêu Viễn Phong cũng lười nói nhảm với cô ta, chỉ dùng gậy đầu rồng gõ gõ trên mặt đất, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn nói. Nếu như cô không muốn đêm nay trở thành trò hề của cả thành phố này, thì tốt nhất cô nên thức thời một chút. Ý tứ của Tiêu Viễn Phong rất rõ ràng, hiện tại chỉ có Giang Nguyệt mới có thể tìm được Tiêu Kỳ Nhiên. Không còn cách nào khác. Đại khái đợi thêm tầm hơn 10 phút, một nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng mang khăn màu đen tiến đến gần bàn của Giang Nguyệt, cúi người nhỏ giọng nói vài câu với cô. Giang Nguyệt lễ phép nghe xong, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ gật gật đầu mà đáp lại vài câu, lúc này nhân viên phục vụ mới rời đi. Tuy rằng cô chỉ lơ đãng nói vài ba câu, nhưng cũng khó tránh khỏi có người chú ý đến cô. Khoảng 2, 3 phút nữa trôi qua, Giang Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy. Thấy Giang Nguyệt chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, vị khách nữ ngồi cùng bàn nhất thời trở nên hứng thú, bỗng nhiên cất tiếng gọi cô, cố ý mang theo giọng điệu ẩn ý. Giang Nguyệt, tôi thấy nghi thức sắp bắt đầu rồi, cô muốn đi đâu vậy? Giọng nói của vị khách nữ này không quá lớn, nhưng đủ để lan ra khắp xung quanh. Đột nhiên, những ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt kia toàn bộ đều rơi vào trên người của Giang Nguyệt. Toilet, cô có muốn đi cùng không? Cô mỉm cười, hài hước nói. Chờ nghi thức bắt đầu lâu quá, tôi có chút nhịn không được, bây giờ mà không đi, tôi sợ sẽ bỏ lỡ nghi lễ mất. Vừa nói xong, Giang Nguyệt nở nụ cười thoáng qua, ánh mắt sắc bén, trong giọng nói mang theo sự chất vấn nói. Hay là, cô cho rằng tôi sẽ đi đâu? Ở đây không giàu thì cũng quý, không phải là ông chủ thì cũng là minh tinh, không thì cũng là nhà quyền quý, không ai muốn bị mất mặt trong trường hợp như vậy. Lời này vừa nói ra, người nọ ngại ngùng sờ chóp mũi. Thì ra là như vậy, vậy thì tôi không quấy rầy cô nữa. Trước khi chứng minh được sự thật Giang Nguyệt và Tiêu Kỳ Nhiên biến mất tạm thời có liên quan đến nhau, thì không ai dám đứng lên làm con chim đầu đàn này. Vừa chọc cho người khác chê cười, lại vừa đắc tội Tiêu gia. Giang Nguyệt bình tĩnh bước đi, giày cao gót gõ xuống thảm một cách nhẹ nhàng, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, chỉnh tề đi ra đại sảnh. Cô dừng ở trước cửa của một phòng trong khách sạn. Trong nháy mắt đẩy cửa đi vào. Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt biến mất không còn dấu vết,
chỉ còn lại sự thờ ơ và lạnh lùng. Trên chiếc ghế nằm ở chính giữa phòng, người ngồi đó không ai khác, chính là Tiêu Viễn Phong đang tỏa ra cơn lạnh ý khắp người. Cô quả nhiên rất thức thời, Tiêu Viễn Phong không ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Nguyệt. Chỉ thiếu mất một phút nữa, tôi sẽ tự mình đi tìm cô. Khi nghe nhân viên phục vụ nói Tiêu Viễn Phong muốn mời cô 5 phút nữa đi qua chỗ ông ta, cô liền biết cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cô mà không xuất hiện, thì ông ta chắc chắn cũng sẽ có cách khác để cô phải xuất hiện. Phương thức có đàng hoàng hay không, cô sẽ tự mình lựa chọn. Hiện tại, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Kỳ Nhiên. Ông ta mở miệng, đầy sự áp bức ra lệnh, bây giờ nó đang mất tích, cô có trách nhiệm tìm thấy nó. Tôi không có trách nhiệm này. Mí mắt của Giang Nguyệt cũng không nhấc lên, gằn từng chữ nói. Hơn nữa, tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu, ngài nên đi hỏi Tần Di Di. Nếu như cô ta mà tìm được, tôi còn cần hỏi cô. Giang Nguyệt rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói, vậy thì ngài có thể đi tìm người khác, tôi thật sự bất lực. Nhìn ra được sự cự tuyệt của Giang Nguyệt, Tiêu Viễn Phong cười lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một phong thư, dùng sức ném lên bàn, những bức ảnh lập tức vương vãi khắp sàn. Vậy những bức ảnh này, sẽ từ phía trên đại sảnh mà giải đầy mỗi một góc. Giang Nguyệt cúi đầu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt nhìn rõ nó là gì, đồng tử lập tức mở to. Là ảnh của cô và Tiêu Kỳ Nhiên. Có ảnh hôn môi, cũng có ảnh hắn ôm cô lên xe, còn có ảnh hai người cùng nhau ra vào khách sạn. Tối nay, nếu có bất kỳ một tấm ảnh nào trong đây bị lộ ra, cô đoán xem sẽ có kết quả gì. Tiêu Viễn Phong nhếch môi, châm chọc nói. Tôi không có ý định dùng cách này để uy hiếp cô, nhưng mặt mũi của Tiêu gia không thể mất. Giang Nguyệt, cô là người thông minh, đừng để tôi dùng cách hạ lưu này để đối đãi với cô. Nghe những lời này, tai Giang Nguyệt ù đi. Giọng cô có chút khó khăn, sự kiêu ngạo vừa rồi không có cách nào có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu như, tôi cũng không liên lạc được với anh ta thì sao? Vậy thì thật đáng tiếc, Tiêu Viễn Phong nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng uy nghiêm nói. Nếu như trong vòng một tiếng nó không xuất hiện ở đại sảnh, thuận lợi hoàn thành nghi thức đính hôn. Vậy thì tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng cô là vị yêu mà sinh hận, ngăn cản cuộc hôn nhân này. Hãy nghĩ về thanh danh của cô đi, Giang Nguyệt. Giang Nguyệt chết lặng đi ra khỏi phòng, tựa vào vách tường của khách sạn. Tất cả mọi người đều tụ tập ở trong hội trường, không ai nhận ra cô đang ở trong góc nhỏ này. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, gọi điện thoại cho Tiêu Kỳ Nhiên. Trong lòng hy vọng hắn sẽ nhận điện thoại, lại vừa hy vọng hắn sẽ không nhận. Nhưng không quá 5 giây, điện thoại đã bắt máy. Trong lòng Giang Nguyệt trầm xuống. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia, có chuyện gì? Giang Nguyệt hít sâu vài lần, mới mở miệng, anh đang ở đâu? 1102, qua đây. Giang Nguyệt đứng ở trước cửa phòng, giơ tay định gõ cửa, rồi lại buông xuống. Ngay khi cô đang do dự, cánh cửa đột nhiên mở ra, người đàn ông mặc áo sơ mi, nhìn cô từ trên cao. Cô muốn đứng ở cửa bao lâu? Thì ra hắn đều nhìn thấy, thông qua mắt mèo ở trên cửa phòng. Giang Nguyệt mím môi, lấy lại tinh thần, thanh âm cứng ngắc nói, Tiêu Tổng, khách khứa ở trong khách sạn đều đang chờ anh. Người đàn ông dường như khẽ cười một tiếng, thở ơi hỏi. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Giang Nguyệt nghe anh nói những lời này. Hoàn toàn không thể tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, nhưng đây là tiệc đính hôn của anh. Chỉ cần tôi muốn, thì chẳng có vấn đề gì cả. Giang Nguyệt, cô không biết chính xác người đàn ông này rốt cuộc đang phát điên cái gì, càng không muốn tiếp tục ở chung phòng với anh ta. Dù anh không muốn, thì chí ít anh cũng nên cho những vị tân khách đang đợi ở bên ngoài một lời giải thích chứ. Bọn họ tính là cái gì? Muốn tôi phải đi giải thích với bọn họ à? Tiêu Kỳ Nhiên nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo chút tùy ý. Muốn đi thì đi, không ai ngăn bọn họ cả. Nói xong, hắn nhìn Giang Nguyệt, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đen như mực. Ngược lại là cô, hoàng thượng còn chưa vội, thái giám đã gấp gáp, cô cứ thích làm người tốt như vậy sao? Giang Nguyệt nhất thời bị lời nói của anh làm cho nghẹn lại. Nếu không phải Tiêu Viễn Phong uy hiếp cô, thì cho dù tối nay có xảy ra chuyện lớn náo loạn đến tận trời thì cô cũng không thèm quan tâm. Nhưng trong mắt Tiêu Kỳ Nhiên, cô rất giống loại người hay xen vào việc của người khác. Không đợi đến khi Giang Nguyệt trả lời, Tiêu Kỳ Nhiên lại tiếp tục nói, hay là từ sâu tận đáy lòng cô không muốn tôi với Tần Di Di ở bên nhau. Anh từ từ dương mắt lên, giống như đã nhìn thấu được Giang Nguyệt,
bên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Giang Nguyệt, cho tôi đáp án. Giang Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt chợt lóe lên tia ngạc nhiên, anh đang nói cái gì vậy? Nếu không phải vì nguyên nhân này, vậy thì tại sao cô lại gọi điện thoại cho tôi? Tiêu Kỳ Nhiên thấy phản ứng của Giang Nguyệt không đúng với suy nghĩ của mình, ý cười trên môi từng chút tản đi, vẻ mặt dần dần trở nên vô cảm. Giang Nguyệt đón ánh mắt của anh, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, không cần suy nghĩ đáp. Bố anh lén lút cho người chụp ảnh tôi và anh, ông ta uy hiếp tôi phải đến tìm anh, nếu không ông ta sẽ. Nghe cô giải thích, sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên càng ngày càng âm trầm, cho nên, cô chỉ vì không muốn mình bị liên lụy nên mới đến tìm tôi. Giang Nguyệt kiên định trả lời, đúng vậy. Không còn lý do nào khác. Không có. Quai hàm của Tiêu Kỳ Nhiên siết chặt, có thể nhìn ra hắn đã mất hết kiên nhẫn. Đã ở bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên nhiều năm như vậy, cho nên cảm xúc lên xuống của anh, không ai có đủ sự tinh tế hiểu rõ sự thay đổi dù là nhỏ nhất của anh hơn Giang Nguyệt. Cô ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của anh. Muốn tôi thỏa hiệp, thuận lợi kết thúc tiệc đính hôn. Giọng nói của anh trầm thấp. Vậy thì thể hiện chút thành ý đi. Vừa dứt lời, Tiêu Kỳ Nhiên liền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng. Giang Nguyệt loạng choạng bị kéo vào phòng, cánh cửa sau lưng cạch một tiếng đóng lại, cô bị anh ép sát vào cửa. Cô không chỉ nghe được tiếng thở của Tiêu Kỳ Nhiên mà còn có thể nhìn thấy những cảm xúc dục vọng đang dâng trào trong mắt anh. Áp suất không khí xung quanh anh rất thấp. Làm chút chuyện khiến tôi hài lòng, tôi sẽ cân nhắc về yêu cầu của cô. Anh khẽ búng ngón tay, ánh mắt như có như không rơi trên chiếc cổ trơn bóng của Giang Nguyệt. Làn da nơi đó mịn màng trắng nõn, không chút tì vết, vô cùng trong suốt trơn bóng ẩm ướt, khiến cho người ta chỉ muốn hôn lên nó. Trong tiềm thức Giang Nguyệt muốn chạy trốn. Tiêu Kỳ Nhiên, anh đã là người trưởng thành rồi. Giang Nguyệt cố gắng thuyết phục anh. Đừng vô cớ gây chuyện, anh vẫn nên làm chuyện mình nên làm đi, được không? Tiêu Kỳ Nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, mỉm cười. Bọn họ cho cô bao nhiêu thời gian để dạy bảo tôi? Ngữ khí của anh rất nhẹ, tùy ý hỏi, còn bao lâu nữa? Nửa tiếng hay là 20 phút? Vậy là, anh đã đoán ra tất cả mọi chuyện. Giang Nguyệt nhắm chặt hai mắt lại, hai cánh tay buông thõng bên hông nắm chặt, các khớp xương đã bắt đầu trắng bệnh. Tùy anh đi. Bây giờ chỉ cần nói cho người khác biết số phòng của Tiêu Kỳ Nhiên, nhất định sẽ có người đến bắt anh hoàn thành hôn ước đúng thời gian, cô cần gì phải mất thời gian thuyết phục hắn. Ngay khi Giang Nguyệt quay người chuẩn bị rời đi, người đàn ông phía sau mỉm cười, cô cảm thấy hiện tại cô có thể rời đi sao? Quả nhiên, khi Giang Nguyệt vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Giang Nguyệt, cô có ở đây không? Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt cứng nhắc của Giang Nguyệt, hai tay khoanh trước ngực, nhỏ giọng chỉ đủ để một mình cô nghe thấy hỏi. Đoán xem bên ngoài có phóng viên truyền thông không? Nếu hiện tại bọn họ thấy chúng ta ở cùng nhau một phòng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đêm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cô vẫn cho rằng chỉ cần cô làm theo lời của ông ấy nói, thì Tiêu gia sẽ không lấy cô ra làm lá chắn sao? Tiêu Kỳ Nhiên cười cười, Giang Nguyệt à, tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào ngu ngốc như cô. Giang Nguyệt đột nhiên dùng mình một cái. Cô cố gắng trấn định tinh thần, nhưng giọng vẫn run run, tất cả những chuyện này anh đều đã biết trước, vậy tại sao anh còn nhận điện thoại của tôi? Tiêu Kỳ Nhiên đã biết tất cả những điều này từ trước, còn nhìn ra tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng. Tiêu Kỳ Nhiên biết rằng anh không có khả năng làm trái ý của Tiêu Viễn Phong, vì vậy anh không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào của người khác, mà anh lại chọn nhận điện thoại của cô. Anh bia rất rõ cô sợ cái gì, vậy mà vẫn để cô gánh cái tội phá hoại tiệc đính hôn này. Một khi chuyện cô dụ dỗ Tiêu Kỳ Nhiên tại tiệc đính hôn bị lan truyền ra ngoài, cô hoàn toàn không có cách nào chứng minh mình trong sạch. Càng không cách nào ngăn chặn tin đồn. Có rất nhiều ví dụ cho việc phụ nữ luôn là người đeo lên lưng mọi tội danh, chịu mọi sự sỉ nhục. Nhưng đàn ông thì luôn có thể phủi bỏ sạch sẽ một cách dễ dàng. Đối với những loại đả kích hủy diệt này, thậm chí đến ngay cả cơ hội để bọn họ mở miệng giải thích cũng không có. Lông mi Giang Nguyệt khẽ run, một luồng cảm xúc chua xót liền xông thẳng vào khoang mũi, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì sao? Vì sao phải vắng mặt trong buổi tiệc đính hôn? Vì sao phải trốn ở chỗ này không ra? Vì sao phải khiến cô trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người? Vì sao? Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên nhìn Giang Nguyệt càng thêm tăm tối, anh điều chỉnh hơi thở của mình, lạnh lùng nói. Bởi vì, cô khiến cho tôi mất đi lý trí. Giang Nguyệt nghe không ra ý tứ trong lời của Tiêu Kỳ Nhiên.
Nhưng cô cũng không có thời gian để cẩn thận cân nhắc ý nghĩa trong lời nói của anh, người bên ngoài đã càng ngày càng nhiều. Giang tiểu thư, xin hỏi cô ở bên trong phải không? Vừa rồi có người nhìn thấy cô đi đến bên này, nếu cô ở trong xin hay đáp lại lời của tôi, được không? Ánh đèn trong phòng rất sáng, càng khiến sắc mặt Giang Nguyệt thêm trắng bệch. Căn phòng này rất nhỏ, cô không có chỗ nào để trốn. Thế nào, cô đã nghĩ ra nên làm như thế nào chưa? Tiêu Kỳ Nhiên nở nụ cười âm trầm lạnh lùng, ý cười không thể chạm đến đáy mắt. Tôi và cô làm một cuộc giao dịch, tôi sẽ giúp cô giải quyết tất cả. Cô biết đấy, tôi có thể giải quyết ổn tất cả, cũng có thể đạp đổ tất cả. Giang Nguyệt đã mất đi khả năng suy nghĩ, cô đờ đẫn hỏi anh, vậy Tiêu Tổng muốn làm như thế nào đây? Vài phút sau, cửa phòng được mở ra. Ánh mắt của cánh phóng viên truyền thông sáng lên. Đang muốn xông vào phòng thì bị thân hình cao lớn của người đàn ông tựa vào khung cửa cản lại, anh hờ hững liếc nhìn mặt bọn họ. Không có sự vui vẻ, cũng không có sự tức giận, nhưng lại vô cùng áp lực. Tiêu, một phóng viên đứng đầu kêu lên một tiếng, liền bị vẻ mặt lạnh lùng của anh làm cho ngậm miệng lại. Lúc này, Tiết An vội vàng đẩy đám người đó sang một bên, cung kính đi đến. Tiêu Tổng, phu nhân kêu ngài lập tức đến bệnh viện. Tiêu Kỳ Nhiên gật gật đầu. Chuyện này cha tôi biết không? Tôi đã báo cáo với lão Tiêu Tổng nói tất cả đều nghe theo ý của phu nhân, tiệc đính hôn cũng tạm thời gác lại. Cánh phóng viên đang đứng xung quanh nghe thấy lời bọn họ nói thì trở nên lúng túng. Không phải là làm tiệc đính hôn sao, sao lại nói dẹp là dẹp ngay như vậy được? Tiết An nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu giải tán đám phóng viên truyền thông. Đây rõ ràng là đang biểu thị chuyện này là chuyện nhà của Tiêu gia, không tiện lan truyền ra bên ngoài. Có một cánh phóng viên truyền thông vẫn chưa từ bỏ ý định, đột nhiên hét lên. Tiêu Tổng, có phải Giang Tiểu Thư ở trong phòng của anh không? Anh có thể cho chúng tôi vào xem không? Tên phóng viên này vừa nói xong, nhất thời ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên khẽ nheo lại, nhiệt độ quanh người trầm xuống, đôi môi mỏng chậm rãi mấp máy, vô cùng bình tĩnh. Anh đến từ đơn vị truyền thông nào? Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng trong nhất thời hai chân của anh ta đã bắt đầu mềm nhũn ra. Ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, cho dù Giang Nguyệt thật sự có ở trong phòng của Tiêu Kỳ Nhiên thì hiện tại ai cũng không dám làm trái lời hắn mà tự tiện xông vào. Còn muốn có bữa ăn no, vẫn phải xác định rõ ràng. Tiết An, xử lý căn phòng này một chút, Tiêu Kỳ Nhiên nói xong, vẻ mặt không chút thay đổi, sải đôi chân dài bước đi. Súng bắn chim đầu đàn, sự đe dọa vừa rồi không thể không rõ ràng hơn. Không có một phương tiện truyền thông nào dám bàn tán lung tung, vừa rồi khách sạn còn náo nhiệt giờ thì vắng vẻ giống như sở thú không có chim thú vậy. Lúc này Tiết An mới thật cẩn thận dùng thẻ phòng mở cửa phòng, chỉ thò nửa người đi vào. Nhìn căn phòng trống rỗng, anh ta nhỏ giọng nói, chị Giang Nguyệt, Tiêu Tổng đã dọn sạch đám người bên ngoài, chị có thể đi ra ngoài rồi. Vài giây sau, Giang Nguyệt từ phòng tắm đi ra. Sắc mặt cô vẫn tái nhợt. Ánh mắt cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm về phía cửa. Tất cả phóng viên đều đã rời đi rồi sao? Chị yên tâm đi, Tiêu Tổng đã xử lý sạch sẽ. Tiết An không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy kiên định cam đoan. Anh ấy sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Khi Giang Nguyệt nghe thấy câu này, gương mặt xinh đẹp trong sáng kia không biểu lộ chút cảm xúc gì. Cô chỉ cảm thấy những lời này nghe vô cùng vớ vẩn và buồn cười. Sẽ không để cô xảy ra chuyện. Anh ta còn hận không thể dồn cô vào chân tường, để cô không còn lối thoát nữa, chỉ có thể cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy của anh. Tiết An đang nói chuyện với Giang Nguyệt, bỗng nhiên ánh mắt cậu ta chú ý đến chiếc vòng cổ trên cổ của cô, có chút kinh ngạc. Vòng cổ này là chiếc vòng cổ tối hôm đó Tiêu Tổng lấy về từ chỗ của Tần Di Di. Hóa ra cuối cùng Tiêu Tổng vẫn đưa nó cho Giang Nguyệt. Thấy Tiết An nhìn chằm chằm mình, Giang Nguyệt hỏi. Tôi có chỗ nào nhìn kỳ lạ à? Không có, lúc nào chị Giang Nguyệt cũng rất xinh đẹp. Tiết An lập tức phủ nhận. Làm phiền chị chịu thêm chút vất vả ở lại trong đây thêm một lúc. Đợi đến khi đảm bảo những người trong khách sạn đều đã rời khỏi, tôi sẽ đưa chị đi ra ngoài. Giang Nguyệt lập tức gật đầu đồng ý. Lúc vô ý đưa tay chạm đến chiếc vòng cổ trên cổ, Giang Nguyệt lập tức ngây người một lúc. Vừa rồi vào thời khắc mấu chốt. Đột nhiên Tiêu Kỳ Nhiên từ trong túi áo lấy ra chiếc vòng cổ, ngang ngược đeo cho cô, sau đó mới đẩy cô vào phòng tắm. Cô không biết vòng cổ này có tác dụng gì mà phải khiến hắn mất nhiều công sức đeo vào cho cô như vậy.
Sự bướng bỉnh và cố chấp này khiến cô không thể nào hiểu được. Qua một lúc lâu sau, Giang Nguyệt mới thừa dịp khách sạn không bóng người lẻn ra ngoài, ngồi lên xe Tiết An trở về nhà. Chị Giang Nguyệt, bữa tiệc tối đã kết thúc rồi sao? Tĩnh Nghi thấy cô trở về, lập tức nghênh đón. Em chờ ở cửa khách sạn rất lâu, nhưng vẫn không thấy chị đi ra. Kiểu tiệc tối cao cấp như thế này, một trợ lý nhỉ như Tĩnh Nghi không có tư cách đi vào, đương nhiên những chuyện xảy ra bên trong khách sạn cũng không hay biết gì. Trong nội tâm Giang Nguyệt nhìn không được cảm khái, không hổ là Tiêu gia, mặc kệ trò cười này náo động lớn đến như thế nào, cũng có thể áp chế kín kẽ không một khe hở. Ừ, xem như đã kết thúc, cô thay giày ở cửa, chỉ cảm thấy mệt mỏi, Tĩnh Nghi, chị muốn đi tắm. Em đã bật nước nóng chờ sẵn từ lâu rồi. Động tác của Tĩnh Nghi rất nhanh, tay chân lanh lẹ giúp cô chuẩn bị quần áo. Em biết tối nay chị rất mệt, chờ sau khi chị tắm xong thì nghỉ ngơi sớm một chút nha. Giang Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng trong lòng cũng được thả lỏng một chút, cô vừa muốn đi vào phòng tắm, bỗng nhiên phát hiện trong nhà chỉ có một mình Tĩnh Nghi. Chị Trần và Tiểu Diệp đâu? Giang Nguyệt hỏi. Tĩnh Nghi chớp mắt mấy cái, em cũng không biết. Chị Trần nghe điện thoại xong liền nói công ty muốn mở cuộc họp khẩn cấp, rồi gọi Tiểu Diệp cùng đi ra ngoài, chỉ bảo em ở nhà chờ chị. Giang Nguyệt cũng không hỏi nhiều, sau khi hiểu rõ liền đi về phía phòng tắm. Nhiệt độ nước nóng vừa đủ, Giang Nguyệt thả mình trong nước nóng nhắm mắt dưỡng thần, trải qua một đêm vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, rốt cuộc giờ khắc này cũng có thể được thả lỏng. Trong đầu Giang Nguyệt tạm thời trống rỗng, cô lựa chọn không suy nghĩ gì cả, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Không biết đã tắm bao lâu, đợi đến khi Tĩnh Nghi gõ cửa, cô từ trong nước tỉnh lại, nhiệt độ nước đã trở nên hơi lạnh. Chị Giang Nguyệt, lần sau không nên ngủ quên trong phòng tắm nữa, sẽ bị cảm lạnh đó. Tĩnh Nghi cằn nhằn, vội vàng quấn khăn tắm lên người cô. Giang Nguyệt sấy khô tóc, trở về phòng ngủ. Màn hình điện thoại đúng lúc sáng lên, cô đi đến mở điện thoại, trên màn hình chỉ xuất hiện một tin nhắn ngắn gọn. Hiện tại, xuống lầu gặp tôi. Giang Nguyệt liên tục mím môi, cô cố làm ra vẻ không nhìn thấy tin nhắn của hắn. Giang Nguyệt, nếu cô ngủ, tôi sẽ đi lên đó. Đúng là tên cầm thú. Giang Nguyệt nắm chặt tay khiến đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Cô im lặng hồi lâu, nghĩ đến Tĩnh Nghi ngủ ở phòng bên cạnh, vẫn thay quần áo, không trang điểm, rồi đeo khẩu trang đi xuống lầu. Một chiếc Maybach quen thuộc đã ở dưới lầu chờ cô từ lâu. Tất cả cửa sổ xe đều được đóng kín. Hoàn toàn không nhìn thấy người ngồi bên trong, thế nhưng trong lòng Giang Nguyệt rất rõ ràng, đối phương vẫn luôn chờ cô chủ động đi lên. Anh luôn thích cô phải tự mình chủ động. Giang Nguyệt nuốt nước miếng vài lần, cam chịu nhắm mắt lại, mở cửa xe ngồi vào. Nếu cô còn không trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, tài xế ngồi ở hàng ghế đầu đã biến mất, anh thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh như đầm sâu nhìn cô. Giang Nguyệt ngẩng đầu lên. Tùy ý cười một tiếng, không có, vừa mới tắm xong, nên không nhìn thấy tin nhắn. Giang Nguyệt trấn định tự nhiên, bình tĩnh thong dong, ở trong mắt Tiêu Kỳ Nhiên cũng không được tính là ngụy trang hoàn mỹ gì. Đến, thực hiện lời hứa của cô. Tiêu Kỳ Nhiên hơi bình tĩnh lại, hai chân tự nhiên tách ra, rõ ràng là muốn để cô tự mình ra trận. Giang Nguyệt khẽ mím môi, hiểu được anh đang muốn cái gì. Anh muốn làm ở trong xe. Ngay khi cô ngồi lên đùi của anh. Hai tay anh liền vòng qua eo cô. Đôi tay dùng sức ấn lên đùi cô, giống như không cho cô tách ra khỏi người anh. Hơi thở nóng bỏng giữa hai người, khiến cho bầu không khí mập mờ trong xe ngày càng tăng cao. Từ trước đến nay Giang Nguyệt đều không thể từ chối yêu cầu của Tiêu Kỳ Nhiên. Mà hôm nay, cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cùng với hơi thở đã xâm chiếm cơ thể cô vô số đêm, cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình không thông, trong ngực như có cái gì đó chặn lại. Trong dạ dày không ngừng rộn rạo, như có thứ gì đó dâng lên hết lần này đến lần khác khiến cho Giang Nguyệt thật sự muốn nôn ra. Hắn đã không còn là Tiêu Kỳ Nhiên của trước kia nữa. Lý trí và lương tâm của Giang Nguyệt nói cho cô biết, hắn sẽ sớm trở thành vị hôn phu của Tần Di Di, là cha của một đứa trẻ, đã là người đàn ông không còn liên quan gì đến cô, hai người không nên xảy ra quan hệ thân mật như vậy. Đêm đã rất khuya, ánh trăng xuyên qua những cành cây cao, chiếu thành bóng cây. Theo gió đêm lay động, từng chút hắt lên cửa sổ xe. Từng mảng ánh sáng rơi xuống trên người Giang Nguyệt, xuyên qua lớp áo ngủ có thể nhìn thấy vòng eo thon thả. Cô mặc bộ đồ ngủ đi xuống, thay cho bộ lễ phục đã mặc vài giờ trước, mái tóc buông xõa sau lưng mềm mại,
khí chất dịu dàng hơn rất nhiều. Lúc này, gấu váy đã bị đẩy lên cao nhất, ngón tay của người đàn ông rất rõ ràng, ngón tay khẽ bóp đùi cô. Thân người cô hơi nâng lên, trên đùi đã có những vết ép màu hồng nhạt. Hơi thở của hai người dần trở nên nóng rực, ngầm hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không khí trong xe thật sự bị bế tắc, Giang Nguyệt hít thở không thông, cảm giác nhói ở lồng ngực càng lúc càng dữ dội. Rõ ràng là đã quá quen thuộc chuyện thân mật này, nhưng lúc này lưng Giang Nguyệt căng thẳng, hai tay cực lực chống đỡ vai hắn. Tiêu Kỳ Nhiên còn chưa ý thức được vấn đề, liền khàn khàn cười một tiếng, âm thanh động tình, lâu rồi không làm, không quen. Bàn tay to của hắn tà mị nhéo hông của cô, muốn tôi dậy, hủ. Giang Nguyệt mím môi, mặt cúi gằm, cổ họng khô khốc như bánh răng rỉ sét, lăn lộn nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ nào. Cô muốn hỏi hắn tại sao hắn làm vậy. Nếu hắn không phải đính hôn với Tần Di Di, không phải sắp trở thành cha của một đứa trẻ, có lẽ cô còn có thể không để ý mà tiếp tục chơi trò chơi kim chủ với hắn một thời gian nữa. Nhưng bây giờ cô không thể. Cô không thể tiếp tục như vậy với một người đàn ông chuẩn bị có vợ, càng không thể tiếp tục không rõ ràng với một người đàn ông sắp trở thành cha. Điều này làm trái với lương tâm của cô, sẽ khiến cô sau này không có đêm nào ngủ yên. Anh không kết hôn với Tần Di Di sao? Giang Nguyệt mấp máy môi. Ừ, tạm hoãn rồi. Tiêu Kỳ Nhiên im lặng một lúc trước khi trả lời, luôn cảm thấy hình như cô hơi nghẹn ngào, nhưng lại cảm thấy đó là ảo giác. Giọng nói của cô trong vài khoảnh khắc giống như đang khóc, hắn nhất thời khó có thể phân biệt được. Nghe câu trả lời của hắn, Giang Nguyệt không khỏi giễu cợt hỏi, tạm hoãn là có ý gì, không phải đã đính hôn sao? Tiêu Kỳ Nhiên thấy cô hỏi nghiêm túc như vậy, chỉ cho rằng cô tính tình trẻ con hỏi nhảm, giọng điệu bình đạm, không cho cô câu trả lời chính xác. Không xác định, tùy tâm trạng thôi. Thái độ thờ ơ của hắn khiến Giang Nguyệt run rẩy. Giang Nguyệt đưa tay vội vàng lau nước mắt, cười nói, cho dù là anh có con, cũng có thể tiếp tục tùy tiện đối đãi với hôn nhân như vậy, nuôi phụ nữ ở bên ngoài sao? Câu hỏi này không nặng không nhẹ, khi cô vừa nói ra, bầu không khí ái muội trong xe lập tức biến mất, sắc mặt người đàn ông trở nên vô cùng âm trầm. Tại sao lại hỏi câu hỏi này? Hắn bình tĩnh nói, Giang Nguyệt, tối nay tôi đến đây, không phải để nghe cô nói những việc này. Bộ dáng không thức thời của Giang Nguyệt khiến trong lòng Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy phiền não. Lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của cô, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt dần dần chuyển đến vùng bụng phẳng lì của cô, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô có thai. Tính toán một lượt, lần cuối cùng cô cũng cách đây hơn 2 tháng, không thể loại trừ khả năng mang thai ngoài ý muốn. Ít hầu của Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên di chuyển lên xuống dữ dội, cố gắng không để cảm xúc của mình xuất hiện bất thường quá mức. Giang Nguyệt chỉ dừng lại nửa giây, bị câu hỏi của hắn cuốn đi, quên mất lúc đầu mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tiêu Kỳ Nhiên thật sự rất xuất sắc. Về khả năng phản công, không ai giỏi hơn hắn. Bầu không khí vội vàng và hừng hực vừa rồi hoàn toàn biến mất, nhiệt độ trong xe trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tư thế của hai người thân mật như vậy, nhưng lại không hề có bất kỳ động tĩnh hay xúc động gì nữa. Làm sao tôi có thể mang thai được? Giang Nguyệt chớp chớp mắt, trả lời hắn, cho dù tôi có mang thai, tôi cũng sẽ lập tức bỏ đi. Nó không thể xuất hiện trên đời này. Vì sao? Tia chờ mong cùng kinh ngạc trong lòng Tiêu Kỳ Nhiên lúc này hoàn toàn bị nước lạnh dập tắt. Hắn híp mắt, thanh âm cực kỳ khàn khàn, không phải nói muốn kết hôn sao? Nếu cô mang thai, vậy thì sẽ có khả năng gả vào Tiêu gia. Giọng điệu của Tiêu Kỳ Nhiên lười biếng, cực kỳ thờ ơ, nhìn giống như cũng không thèm để ý, cũng không phải là không được. Giang Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ Tiêu Kỳ Nhiên cũng đã nói với Tần Di Di như vậy. Để cô ta cam tâm tình nguyện mang thai con của hắn sao? Nghĩ đến đây, cảm giác buồn nôn mà cô cố gắng kìm nén lại trào lên cổ họng, thậm chí đến tận gốc lưỡi cũng bắt đầu cảm thấy đắng ngắt. Họ là ba mẹ của Kiều Kiều đấy. Họ vất vả kiếm tiền lo tiền học và phí sinh hoạt cho Kiều Kiều. Con bé lại nhịn ăn nhịn mặc để tiêu tiền vào những việc liên quan tới cậu Tô Lạc kia, mỗi tháng chi hết mấy ngàn tệ lận. Lẽ nào số tiền này cũng lãng phí hết ư? Ba của Kiều Kiều vỗ bàn, tức đến độ hóa điên, nói, tôi không biết CLB hỗ trợ gì, do idol gì. Tôi chỉ biết con gái tôi chết vì Tô Lạc, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Sau khi bàn bạc nhất trí, đám người quyết định đến khu vực bên ngoài công ty quản lý của Tô Lạc để gây sự. Họ không dám chọc vào nhà họ Tô. Nhưng công ty điện ảnh chắc phải chú ý đến ảnh hưởng từ scandal nhỉ. Sau khi tan học,
Túc Bảo biết được chuyện người nhà cô gái nhảy lầu tới gây sự. Kỷ Trường lắc đầu, một số kẻ chỉ luôn đổ lỗi cho người khác. Tôi yếu thế nên tôi có lý, tôi đã mất đi con gái rồi, người khác nên thông cảm cho tôi, giúp tôi, thậm chí bồi thường cho tôi. Trên đời này có rất nhiều người cảm thấy mình nghèo khổ, nên liều mạng trèo lên cao, cố gắng, chăm chỉ. Những người này đáng được tôn kính. Nhưng vẫn tồn tại một số người, hễ gặp chuyện là cho rằng mình đáng thương, người khác phải giúp mình, nếu không giúp thì chẳng thể nào bù đắp thiệt hại của họ. Đáng sợ hơn là, họ không thấy suy nghĩ của mình sai trái. Kỷ Trường thở dài. Thế giới muôn hình vạn trạng. Túc Bảo hỏi, sư phụ, thế chúng ta phải làm thế nào? Kỷ Trường đáp, chuyện của người sống chúng ta không giải quyết được, cũng không đến lượt trẻ con như con phải giải quyết. Chúng ta chỉ cần quản lý chuyện liên quan đến quỷ là được. Túc Bảo hồ nghi, thế nên. Kỷ Trường, thế nên dẫn cậu tư của con ra ngoài lượn một vòng để câu cá. Cô gái mặc đồ đỏ, thắp nến đỏ rồi nhảy lầu kia nhất định có mối liên hệ nào đó với ác quỷ bám theo Tô Lạc. Quỷ thông thường phải mất ít nhất 10 năm mới có thể thăng cấp thành ác quỷ. Rất nhiều quỷ muốn trở thành ác quỷ nhưng lại không chịu nổi quá trình chết chóc lặp đi lặp lại, cuối cùng tan thành mây khói. Quỷ phải mang chấp niệm cực lớn mới có thể thành ác quỷ. Túc Bảo gật đầu, hiểu rồi. Cậu Tư, Túc Bảo dẫn cậu đi câu cá nha. Cô bé nói. Tô Lạc. Câu cá gì? Hiện tại, công ty điện ảnh mà Tô Lạc đang đầu quân là Đường Minh Thịnh Thế. Hôm nay là một ngày nhiều mây, mây đen bên ngoài xả xuống thấp như đang đè xuống những tòa cao ốc. Đường Điền Điền ngồi trên ghế ông chủ của mình, đau đầu đọc tin tức giải trí liên quan đến Tô Lạc. Hình tượng ảnh đế Tô Lạc sụp đổ, ảnh đế Tô Lạc không xin phép đã dứt khoát rời khỏi đoàn phim, ảnh đế mắc bệnh ngôi sao. Đám người này đúng thật là thừa nước đục thả câu. Tô Lạc vốn là tiền bối trong ngành giải trí, đã là tiền bối thì đương nhiên được trọng vọng, diễn xuất và năng lực nghề nghiệp cũng được công nhận. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tô Lạc không mới mẻ như các tiểu thịt tươi và tiểu hoa đán. Ngày thường, tiêu đề trên các bản tin luôn là, tiểu thịt tươi này bị lộ chuyện yêu đương, tiểu hoa đán kia bí mật thẩm mỹ để xinh đẹp hơn. Bây giờ tin tức về sự sụp đổ hình tượng của Tô Lạc được tung ra đã thu hút toàn bộ lượng truy cập, đương nhiên cũng có người đố kỵ đến đỏ mắt sẽ nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu để bóp chết sự nghiệp của Tô Lạc. Ôi, Đường Điền Điền thở dài. Lúc này, một bà lão mặc đường phục một màu xanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cửa sổ. Một. Trang phục truyền thống của người Trung Quốc từ thời nhà Thanh đến nay. Đường Điền Điền sợ đến mức méo miệng, tiếng thở dài lập tức biến thành la hét. A, à, mẹ kiếp, Đường Điền Điền ngã ngồi xuống đất. Bà cụ mặc đường phục trừng mắt nói, kêu gào như ma quỷ làm gì thế. Lúc này Đường Điền Điền mới nhìn rõ bà già quỷ trước mặt chẳng phải ai khác, chính là mẹ ông ta. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Đây là lần thứ hai Đường Điền Điền gặp quỷ. Lần đầu là khi ông ta nhờ Túc Bảo gọi hồn bà cụ Đường. Từ ngày ấy đến giờ không gặp lại quỷ hồn của mẹ mình nên Đường Điền Điền còn tưởng bà cụ Đường đã đi đầu thai. Bà cụ Đường nói, mẹ đang ở địa phủ làm việc để tích âm đức cho con. Lòng Đường Điền Điền chua xót, dạo này ông thuận buồm xuôi gió, chẳng ngờ lại nhờ mẹ ông giúp đỡ. Mẹ ơi, lần này mẹ đến có chuyện gì ạ? Mẹ đủ tiền tiêu không? Không đủ thì mỗi ngày con lại đốt thêm ít tiền nữa. Đường Điền Điền bò dậy, nói. Bà cụ Đường đáp, không cần, giờ mẹ là quỷ hồn giàu nhất dưới địa phủ, còn thêm tiền nữa là có thể tạo phản rồi đấy. Lần này mẹ chi tiền, mua đường đi, mới có thể lên thăm con 5 phút. Đường Điền Điền. Mẹ ơi, suýt chút nữa thì con sợ đến mức xuống địa phủ với mẹ luôn rồi đấy. Đường Điền Điền cười híp mắt nói. Bà cụ Đường mắng ông ta huyên thuyên rồi nói tiếp, lần trước chẳng phải mẹ đã kêu con tìm ba giúp cô nhóc kia ư. Còn nói rõ ba cô nhóc họ Mộc, sao con không biết đường giúp người ta hả? Đường Điền Điền xoa đầu mình, ba của Túc Bảo cũng không phải người mà chúng ta có thể dò la tin tức. Bà cụ Đường lầm bầm, cũng đúng, có điều ngoại trừ người ba họ Mộc kia thì mẹ Túc Bảo cũng bị người ta tính kế hãm hại. Chuyện này là mẹ nghe ngóng được nhưng bị hại thế nào thì mẹ không rõ, con phải nắm lấy cơ hội lần này nhé. Đường Điền Điền, mấy chuyện bí mật của Hào Môn cũng đâu phải chuyện mà ông ta có thể nhúng tay vào. Còn nữa, mẹ dò la được chút tin tức, người ta tiết lộ cho mẹ rằng một minh tinh dưới trướng công ty con sẽ gặp phiền phức, con xử lý tốt chuyện này thì công ty sẽ tiến lên một bậc. Đường Điền Điền câm nín, rốt cuộc mẹ ông ta làm gì dưới địa phủ và lôi kéo những ai mà chuyện gì cũng dò la được thế này. Đường Điền Điền gật đầu,
con biết rồi. Dù bà cụ Đường không lên trần gian nói chuyện này thì ông ta có chết cũng phải bảo vệ Tô Lạc đến cùng. Biết mẹ mình mất rồi vẫn lo lắng cho mình, Đường Điền Điền chỉ thấy chua xót. Chẳng ngờ bà cụ Đường lại cười híp mắt nói xong chuyện chính rồi, giờ mẹ phải đi đón bạn thân của mẹ. Cuối cùng thì bà già chết tiệt này cũng ngỏm đời, sau này mẹ của con có bạn cùng nhảy quảng trường rồi. Lần này mẹ vung tiền để mua hai cơ hội hiển linh, một là cho con trông thấy mẹ, hai là xuất hiện trước mặt bà bạn thân để bà ta hoảng sợ rồi đi đời nhà ma. Đường Điền Điền. Ông ta trợn mắt há hốc mồm nhìn bà mẹ già của mình reo vui rộn rã bay đi. Lúc này, một cái đầu nhỏ ló vào cửa phòng làm việc của Đường Điền Điền. Đường Điền Điền vừa bị mẹ ruột hù cho xém bỏ nửa cái mạng thì bây giờ lại bị Túc Bảo dọa cho suýt mất luôn nửa cái mạng còn lại. Chào chú Đường. Túc Bảo đeo chiếc cặp hình thú cưng, vui vẻ chào. Đường Điền Điền đỡ ngực, nói, tiểu thư Túc Bảo, con hù chết chú rồi. Túc Bảo cười hi hi rồi nắm tay Tô Lạc đi vào. Sao hôm nay tiểu thư Túc Bảo lại có thời gian đến đây? Đường Điền Điền lập tức kêu người đem bánh ngọt vào, nói, chẳng phải hôm nay con phải đi học sao? Túc Bảo lắc đầu, cậu Tư nói muốn dạy con trốn học. Tô Lạc, này này, nói gì thế con? Rõ ràng cô bé con nói muốn dẫn anh đi câu cá mà. Kết quả lại đến công ty quản lý của anh. Cánh cửa bị đẩy ra. Mấy nhân viên bưng 7-8 loại bánh ngọt nhỏ đi vào. Trước kia, đám nhân viên công ty không hiểu gì khi nhìn thấy dòng thông tin cuối cùng trong sổ tay nhân viên viết, tiểu thư không thể ăn quá ngọt, không thích vị sô-cô-la, thích bánh trái cây, thích kẹo trái cây. Đến bây giờ thì các nhân viên đã vỡ lẽ. Hai mắt Túc Bảo lấp lánh, cô bé giơ ngón cái, khen ngợi, chú Đường, chú sắp phát tướng rồi, sau này cúc áo của chú càng không cài được nha. Đường Điền Điền. Ý cô bé là tiền đồ của ông ta vô cùng thênh thang phải không? Đường Điền Điền cười híp mắt, cảm ơn tiểu thư Túc Bảo đã khen ngợi. Túc Bảo cắn một miếng bánh nhỏ, ngọt mà không ngấy, ngon quá đi. Đường Điền Điền quan sát sắc mặt Túc Bảo, hỏi, hôm nay có chuyện gì à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Lạc vừa toan lên tiếng thì Túc Bảo nghiêm túc nói, con bấm ngón tay, chú Đường sắp gặp phiền phức đó. Đường Điền Điền. Gì thế? Lúc này, trợ lý vội vã đi vào, nói, Đường Tổng, có người gây sự ở cổng công ty. Đường Điền Điền kinh ngạc nhìn Túc Bảo. Trùng hợp ư. Dưới lầu 1 của đường Minh Thịnh Thế. Rất nhiều fan và đám nhà báo đến, nằm vùng, ở khu vực xung quanh đường Minh Thịnh Thế để theo dõi tin tức của Tô Lạc. Người nhà cô gái tự sát cầm theo 4-5 biểu ngữ đen trắng có nội dung. Ảnh đế Tô Lạc xem mạng người như cỏ rác. Hại thiếu nữ chết thảm. Đền mạng cho con gái tôi. Trả lại sự công bằng cho tôi. Dám làm không dám nhận, ảnh đế Tô Lạc là tên cặn bã. Đám chó săn và các blogger nổi tiếng trên mạng lập tức xông lên chụp ảnh, livestream như ruồi ngửi thấy mùi trứng thối. Đường Điền Điền vừa đi ra đã trông thấy thế trận này cùng những dòng biểu ngữ, mặt ông ta đen như đít nồi. Bảo vệ đâu, đuổi đám người này đi. Đường Điền Điền dứt khoát ra lệnh. Nghe thấy lời này. Ba mẹ cô gái nhảy lầu lập tức xù lông. Mẹ cô gái nhảy lầu quỳ xuống đất, khóc to, trời xanh ơi, họ xem mạng người như cỏ rác. Đứa con gái đáng thương của mẹ ơi, con chết thảm quá. Tên ảnh đế Tô Lạc kia đùa bỡn tình cảm của con gái chúng tôi khiến con bé nhảy lầu tự sát, các người không đưa ra cách giải quyết thì thôi, còn muốn đuổi chúng tôi đi hả? Các người muốn bịt miệng không cho chúng tôi nói chứ gì, hôm nay không giải quyết chuyện này thì đừng hòng đuổi được chúng tôi đi. Một đám người tức giận kêu gào đòi Đường Điền Điền đưa ra cách giải quyết. Cánh nhà báo vây xem hiểu ra sự việc thì kinh ngạc không thôi. Gì cơ, ảnh đế Tô Lạc đùa bỡn tình cảm của fan khiến người ta nhảy lầu tự vẫn à? Đám blogger sáng bừng hai mắt, lập tức nói sằng nói bậy trong phòng livestream của mình. Đường Điền Điền đau đầu muốn chết, vốn dĩ Tô Lạc chỉ bị chút phết đen vì vụ việc không xin nghỉ mà rời đoàn phim, dù sao cũng có thể tha thứ được vì mẹ anh ấy bệnh nặng. Giờ lại lòi ra vết nhơ, đùa bỡn với tình cảm của fan. Phải biết rằng, ba người đàn ông nói chuyện cũng làm nên một con hổ, tin đồn lặp đi lặp lại ắt trở thành sự thật, ai ngờ được đám người này gây sự ngay ở cổng công ty, còn la lối om sòm trước bàn dân thiên hạ thế này. Bỗng nhiên, Túc Bảo chạy vào quầy lễ tân của công ty rồi nhanh chóng chạy ra, đến trước mặt bà mẹ của cô gái tự sát. Cô bé nhét thứ gì đó vào tay bà mẹ kia, nói, đây, cho gì? Mẹ cô gái tự sát ngẩn người, nhìn cuộn băng dính trong suốt trong tay,
vô thức hỏi, con làm gì thế? Túc Bảo đáp, chẳng phải gì đòi băng dính sao? Cho gì đó, hai. Mọi người, im lặng như tờ. Hai, băng dính, treo dài có bính âm là treo dài, giống với, giải quyết, treo dài cũng có bính âm là treo dài. Mẹ của Kiều Kiều sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng ra. Bà ta buồn bã nói, dì muốn đưa ra cách giải quyết, không phải một cuộn băng dính. Túc Bảo lập tức lấy một cái túi nhựa trong cặp thú cưng ra, nói, lẽ nào dì muốn lấy cái túi nhựa này? Một, túi nhựa, treo dài, và cách giải quyết có cùng bính âm là treo dài. Mẹ cô gái nhảy lầu. Gương mặt hồn nhiên mềm mại của cô bé trước mặt lúc này đang lộ vẻ nghiêm túc, mẹ của Kiều Kiều nhìn mà rối cả đầu óc. Một người họ hàng nhà Kiều Kiều đứng bên cạnh to tiếng, các người có ý gì hả? Cho một con nhóc ra mặt lừa gạt chúng tôi ư? Đúng. Chuyện nghiêm trọng thế này mà các người coi như trò đùa. Suy cho cùng thì trong mắt các người, chuyện con cháu nhà chúng tôi tự vẫn chẳng là gì cả. Mẹ cô gái nhảy lầu, hu hu hu, Kiều Kiều đáng thương của tôi. Tôi chỉ cần Kiều Kiều của tôi sống lại thôi, các người không giải quyết chuyện này thì con gái tôi chết không nhắm mắt được. Túc Bảo, họ muốn chị gái chết đi sống lại ư, không thể ăn nói tùy tiện như vậy đâu. Túc Bảo vừa toan lên tiếng thì bị Tô Lạc bế lên. Tô Lạc nói, trẻ con đừng xen vào chuyện của người lớn nha. Còn chuyện của quỷ thì, được. Tô Lạc trao đổi gì đó với Đường Điền Điền. Sau đó Đường Điền Điền vẫy tay kêu người mang loa và micro mà các thực tập sinh chuyên sử dụng để khiêu vũ đến. Ông ta cầm micro, sợ người khác không nghe thấy nên vặn to hết cỡ. Alo, micro đặt quá gần máy phát âm thanh nên phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, mọi người vội vàng bịt tai lại. Lúc này Đường Điền Điền mới nói. Đều nghe được hết phải không? Nào, mấy người nói xem muốn giải quyết thế nào. Dứt lời, Đường Điền Điền đưa micro đến trước mặt mẹ Kiều Kiều. Mẹ của Kiều Kiều chỉ biết rằng con gái mình tự sát thì bà ta phải làm ầm ĩ lên, thế nhưng lúc này bỗng nhiên kêu bà ta nói rõ cách giải quyết, bà ta lại chỉ biết ngẩn người. Cũng đâu thể kêu bọn họ bồi thường tiền được, đòi hỏi vật chất để bù đắp cho cái chết của con gái thì người khác sẽ đánh giá họ thế nào. Chẳng phải người khác sẽ cho rằng nhà họ đem cái chết của con gái ra để đổi lấy tiền bạc ư? Tôi, bà ta lắp bắp, chúng tôi muốn các người đưa ra cách giải quyết, muốn đòi lại công bằng. Đường Điền Điền nhìn ba và mẹ của Kiều Kiều, nói, anh chị mất đi con gái, tôi cũng rất buồn. Thế nên tôi không dám đến tìm anh chị vì sợ hai người sẽ càng buồn hơn, không ngờ anh chị lại đến tận đây làm ầm ĩ. Muốn giải quyết chuyện này chứ gì? Đường Điền Điền xác định lại lần nữa. Là anh chị yêu cầu tôi đấy nhé. Giờ tôi sẽ giải quyết chuyện này, lát nữa người làm ba mẹ như anh chị đừng hối hận nhé. Một người trong đám người gây sự nói to, đừng nói nhảm nữa. Tôi muốn xem các người còn dở thêm trò gì nữa. Đường Điền Điền kêu người phát đoạn video trích xuất từ camera của khách sạn. Thời gian là buổi tối hai ngày trước, Tô Lạc rời khỏi đoàn phim sau khi kết thúc cảnh quay rồi về khách sạn Sisin. Nửa tiếng sau, một cô gái lặng lẽ vào đăng ký phòng 414 của khách sạn rồi một mình lên phòng. Hình ảnh cuối cùng mà camera ghi lại được là vào lúc 12 giờ đêm, cô gái nhảy từ tầng 414 xuống. Đường Điền Điền hỏi, nhìn thấy chưa? Từ lúc Tô Lạc về tới khách sạn cho đến khi con gái hai anh chị xảy ra chuyện thì hai người họ hoàn toàn không hề tiếp xúc với nhau. Blogger và cánh nhà báo ồ lên rồi lập tức quay ống kính về phía ba mẹ của Kiều Kiều. Ba Kiều Kiều kích động nói. Các người làm thế là có ý gì? Chết cũng không chịu thừa nhận hả? Đám họ hàng cũng phụ họa theo đuôi, đoạn video có thời gian nửa ngày thì chứng tỏ được điều gì? Trước đấy thì sao? Sao không nhắc tới chuyện minh tinh Tô Lạc của công ty các người đùa bỡn tình cảm của cháu gái chúng tôi? Có bản lĩnh thì các người lôi tiếp camera khác làm bằng chứng đi. Đám họ hàng này chắc mầm Tô Lạc không thể đưa đoạn video chứng cứ khác ra, vì fan của anh quá đông, anh cũng không quen Kiều Kiều nhà bọn họ. Cảm thấy còn có ẩn tình khác, đám nhà báo lại quay ống kính về phía Tô Lạc và Đường Điền Điền. Tô Lạc mím môi, nói, đúng là có chứng cứ thật. Trợ lý của anh lập tức lấy bản sao của một video khác ra. Đây là đoạn video thu thập những hình ảnh Tô Lạc bị quấy rối. Khi anh đang quay phim ở Kinh Đô, một cô gái bỗng xông vào đoàn phim đòi gặp anh, sau đó cô gái bị bảo vệ đuổi đi. Không biết vì sao. Mỗi lần anh ở khách sạn thì cô gái này đều nắm được thông tin số phòng của anh, sau đó đứng ngoài cửa phòng gõ cửa suốt cả đêm. Cuối cùng cô gái bị cảnh sát dẫn đi.
Không biết cô gái đó dùng cách thần thông gì mà mỗi lần Tô Lạc rời phòng khách sạn, cô gái đều lẻn vào phòng anh, ăn đồ ăn anh ăn còn thừa, ngủ trên chiếc giường anh đã nằm. Những tấm hình này đều thu thập lại được từ hình ảnh cô gái chụp ảnh check-in. Chưa kể đến việc cô gái còn gắn thiết bị theo dõi lên xe của Tô Lạc, thuê xe rồi cố tình ép xe anh, v.v., hàng loạt những việc xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người khác. Cô gái cũng nhiều lần bị bắt vào đồn cảnh sát. Xin lỗi, tuy tôi chưa bao giờ gặp mặt cô ấy nhưng cô ấy rất nổi tiếng trong hội người hâm mộ. Tô Lạc đẩy gọng kính, nói tiếp, cô ấy là một fan cuồng rất nổi tiếng. Người vây xem bừng tỉnh ngộ. Ồ, hóa ra là fan cuồng à. Thứ cho tôi nói thẳng, hành vi của fan cuồng đôi khi rất buồn nôn. Như trường hợp của cô gái này đã vi phạm pháp luật rồi đấy. Câm nín luôn, fan cuồng lấy cái chết ra để ràng buộc thần tượng của mình qua những áp đặt đạo đức ư. Gia đình cô gái này cũng thật là, con gái tự sát rành rành do vấn đề của cô ấy và cách quan tâm của ba mẹ cô ấy, thế mà lôi cái chết của con mình ra để gây sự tống tiền, chẳng trách sinh ra được cô con gái như vậy. Đúng nha, bọn họ đều là kiểu người ích kỷ đến cực điểm. Người nhà Kiều Kiều nhất thời nghẹn họng, mẹ Kiều Kiều suy sụp tinh thần, nói, không. Không phải như thế này, con gái tôi không như thế này. Bà ta khóc nói, con gái tôi rất ngoan. Con bé tuyệt đối không làm ra mấy loại chuyện như vậy, nhất định do cậu đã làm gì đó mới khiến con bé hành động như vậy. Ba của Kiều Kiều nhìn hồi lâu mới nhả ra được một câu, dù sao con gái tôi cũng chết rồi, các người cậy việc người chết không thể nói ra sự thật nên thích nói gì thì nói hả? Tô Lạc, Túc Bảo, wow, bẻ đôi sự thật bằng lý sự cùn. Túc Bảo cảm thấy mình lại học thêm được chút kiến thức để đào tạo phế vật. Mẹ của Kiều Kiều khóc to, còn nữa. Con gái tôi cố gắng tìm đủ mọi cách để gặp cậu một lần, con bé đáng thương như vậy mà cậu không thể cho nó cơ hội sao? Có lẽ gặp được rồi, Kiều Kiều của bà ta sẽ không nhảy lầu thì sao? Tô Lạc nói giọng lạnh lùng, vô tình, vì cô ấy đáng thương nên tôi phải gặp cô ấy rồi dỗ ngọt cô ấy ư? Có phải cô ấy lấy việc nhảy lầu ra đe dọa thì tôi phải cưới cô ấy mới được không? Mẹ của Kiều Kiều, lẽ nào không được ư? Đó là một mạng người đấy, đương nhiên. Ý tôi là cậu có thể vờ kết hôn với con bé, dù sao cậu cũng là đàn ông, nào có thiệt gì đâu. Mọi người, đúng là quá kỳ lạ. Đám blogger và chó săn còn định nói rằng để dựng chút tin đồn không chính đáng cho Tô Lạc hoặc nói bóng nói gió để thu hút sự chú ý và khuấy động các chủ đề. Giờ thì khỏi cần nữa, dứt khoát đăng bài về lý sự cùn của ba mẹ cô gái nhảy lầu chẳng phải tin tức càng bùng nổ hơn sao. Đường Điền Điền nói, được rồi, không tin chứ gì. Fan cuồng này quấy rối nghệ sĩ công ty chúng tôi bao nhiêu lần thì bên cảnh sát ắt ghi lại biên bản bấy nhiêu lần. Nhưng, ba mẹ Kiều Kiều và đám họ hàng đều bày ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ, anh nói mặc anh, tôi cứ không nghe đấy. Chắc lại chi tiền để mua chuộc cảnh sát rồi ngụy tạo bằng chứng giả ban nãy đây mà. Người chết rồi còn bị các người nói ra mấy lời thiếu đạo đức như này, các người không sợ báo ưng ư. Ngoại trừ việc khiến Kiều Kiều của chúng tôi sống lại ra. Các người nói gì cũng là máu lạnh vô tình. Bla bla. Mẹ của Kiều Kiều khóc hăng nhất trong đám người gây sự. Quỷ hồn không còn máu huyết như Kỷ Trường nghe mà huyết áp cũng muốn tăng. Bỗng nhiên, Túc Bảo nhìn lên lầu như cảm nhận được gì đó. Một nữ quỷ mặc váy cưới màu đỏ đang bay dập dềnh trên cửa sổ lầu 7, si mê nhìn Tô Lạc. Túc Bảo lập tức kéo áo Kỷ Trường, nói, sư phụ ơi. Kỷ Trường nheo mắt, chau mày không hiểu. Quỷ hồn trước mắt là lệ quỷ, không phải ác quỷ. Chuyện gì thế này? Hắn nói nhỏ, Túc Bảo, nhìn kỹ nha, hôm nay sư phụ dạy con chiêu thức đối phó không theo lẽ thường. Dứt lời, Kỷ Trường duỗi tay vỗ nhẹ lên mắt mẹ của Kiều Kiều. Bà ta khóc nhiều đến khó thở, đang ngã vào lòng một bà thím. Bà ta vừa ngước mắt lên thì trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trên cửa sổ lầu 7. Cô ấy đang buông thõng tay, người mặc váy cưới đỏ. Chân đeo một đôi giày cao gót đỏ không vừa cỡ. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ tươi. Chính là cô con gái nhảy lầu mấy hôm trước của bà ta, Kiều Kiều. Đồng tử của mẹ Kiều Kiều co rút, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ bà ta lập tức biến thành tiếng hét. Mẹ của Kiều Kiều một khóc hai quậy ba đòi thắt cổ, đã là người có mắt thì ai cũng nhìn ra được, không cho gia đình này ít tiền thì đừng mong kết thúc chuyện này. Đúng lúc mọi người đang phẫn nộ vì sự ngang ngược của gia đình cô gái tự sát thì mẹ của Kiều Kiều vốn đang khóc tới độ xém ngất đi bỗng kêu chói tai, liên tiếp đá chân như dẫy chết. Đừng, đừng qua đây. Gương mặt bà ta nhuốm vẻ kinh sợ.
Mọi người. Đám đông hướng mắt về phía bà ta đang nhìn, nào có gì đâu. Gì ấy sao thế? Đám người vây xem hỏi. Túc Bảo được Tô Lạc ấm trên tay, từ trên cao nhìn xuống người mẹ đang gào thét không thôi trên đất, mím môi hỏi, chị ấy không phải con của dì à? Sao dì lại sợ? Túc Bảo thầm nghĩ, mấy cô chú này khóc suốt mấy ngày nay rồi, nhất là dì mẹ của chị Kiều Kiều, lần nào cũng khóc từ đầu tới cuối, Túc Bảo còn tưởng dì ấy sẽ ngất đi luôn. Trông dì ấy buồn như vậy thì nhất định rất yêu con gái mình. Nhưng tại sao khi sư phụ giúp dì ấy nhìn thấy quỷ hồn của con gái thì dì ấy lại có phản ứng như này? Ba của Kiều Kiều bị tiếng kêu chói tai của vợ hù cho giật thót, đè thấp giọng hỏi, bà sao thế? Đồng tử của mẹ Kiều Kiều giãn ra, miệng không ngừng nói, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Bà thím bên cạnh đảo mắt, lập tức vỗ đùi nói, ôi, mẹ của Kiều Kiều đau lòng quá đây mà, chắc cú sốc quá lớn nên có vấn đề về tâm lý rồi. Hỏng rồi, có khi nào bị xuất huyết não không? Còn không mau đưa người tới bệnh viện. Mấy người họ hàng khác cũng nói, đúng, đúng, mau đưa tới viện. Kiều Kiều chết vì ảnh đế Tô Lạc của công ty các người, giờ đến lượt mẹ của con bé cũng thành ra thế này. Đám người thân này vừa nói vừa thầm thở dài, chiêu này của mẹ Kiều Kiều quá cao siêu nha. Bị sốc vì cái chết của con gái dẫn tới nhập viện, lần này có nói thế nào thì Tô Lạc và công ty điện ảnh của cậu ta cũng phải đền tiền thôi. Xem đi, diễn xuất của mẹ Kiều Kiều quá chân thật. Chẳng ai biết, mẹ Kiều Kiều không diễn kịch mà là sợ muốn chết. Kiều Kiều đi đôi giày cao gót màu đỏ tươi đứng trước mặt mẹ mình, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Quan tâm con thế cơ à, có muốn xuống địa phủ cùng con không? Mẹ của Kiều Kiều như bị ai đó bóp cổ, ngoại trừ đôi đồng tử giãn ra và đôi chân không ngừng vùng vẫy như giấy chết thì không nói được lời nào. Ánh mắt Kiều Kiều bỗng trở nên sắc bén, cô ấy thét lên, sao nào? Cũng đâu có thật lòng quan tâm tới con, sao còn tới đây gây sự cái gì? Ai cho mẹ tới ăn và anh Tô Lạc của con? Kiều Kiều duỗi tay ra toan nhéo mẹ mình, mỗi ngón tay đều được sơn móng màu đỏ tươi, mẹ cô ấy sợ đến mức trợn trắng mắt. Bà thím đang ôm mẹ của Kiều Kiều nhìn mà chỉ biết thầm than, tài thật, diễn xuất chân thật đến mức bà ta cũng phát hoảng. Bà thím vô thức đưa tay ra nhéo mẹ của Kiều Kiều một cái. Mẹ của Kiều Kiều vất vả lắm mới, ngất, đi được, lần này thì hay rồi, lại tỉnh táo trở lại. Vừa choàng tỉnh đã trông thấy con gái bà ta nằm nhoài ra ngay trước mắt, mặt cô ấy dán vào mặt bà ta, đôi con ngươi trợn to. Mẹ của Kiều Kiều. Cổ họng bà ta lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như tấm sắt bị kẹt trong máy móc cũ, lại như tiếng rít chói tai của phấn trên bảng đen, nghe mà tê dại ra đầu. Kiều Kiều cười, người mẹ tốt của con, chẳng phải mấy ngày nay mẹ ầm ĩ vì muốn con sống lại ư? Sao giờ thấy con lại sợ đến ngất lịm thế này? Mẹ của Kiều Kiều, đi, đi đi. Ánh mắt Kiều Kiều tối lại, ngữ khí lạnh như băng, được, con đi. Nhưng thư tuyệt mệnh của con đâu? Ba mẹ giấu thư tuyệt mệnh ở đâu rồi, có phải cất đi để không ai tìm ra không? Cô ấy vừa nói vừa duỗi tay vào túi quần của mẹ mình. Mẹ của Kiều Kiều sợ muốn chết, người như bị con bọ bò vào, bà ta liều mạng đập tay, lúc này hai thứ đổ rơi ra khỏi túi quần bà ta. Một là mảnh giấy được gấp lại đựng trong túi nhựa, hai là điện thoại di động của bà ta. Chiếc di động nện xuống đất, thật tình cờ, không biết ấn phải nút bấm gì mà điện thoại bỗng phát một đoạn ghi âm đối thoại của mẹ Kiều Kiều với một người khác. Mẹ Kiều Kiều nói, thím ơi, Kiều Kiều mất rồi, con bé nhảy lầu tự tử. Giọng nói nghẹn ngào này trùng khớp với giọng nói của mẹ Kiều Kiều. Người thím kia vội hỏi rốt cuộc có chuyện gì, mẹ Kiều Kiều vừa khóc vừa giải thích, trong đoạn ghi âm còn có tiếng ồn ào nói chuyện từ người khác. Kiều Kiều đã nhảy từ tầng 44 xuống. Cảnh sát yêu cầu tôi đến xác định danh tính, thư tuyệt mệnh của Kiều Kiều viết, con bé nghe nói đúng 12 giờ đêm mặc váy cưới, thắp nến, viết tên người mình yêu cùng sinh nhật và bát tự của người đó thì, sau khi chết có thể ở bên người đó. Thím hai của Kiều Kiều tức giận nói, ai dạy con bé thế? Thế người đàn ông đó là ai? Tự tử rồi còn không chịu trách nhiệm à? Giọng của ba Kiều Kiều vang lên, trách nhiệm gì chứ? Thư tuyệt mệnh viết rõ con bé tự nguyện làm vậy. Cách tự tử cũng do con bé tìm được trên mạng, người đàn ông đó hoàn toàn không quen con bé. Mấy người họ lại nói thêm vài câu, đại khái là, người đàn ông kia là minh tinh nổi tiếng, Kiều Kiều mê mẩn cậu ta, tháng nào cũng vung tiền mua sản phẩm mà cậu ta là người đại diện phát ngôn. Dì hai của Kiều Kiều nghe xong thì tức giận hơn, nói to, lẽ nào cứ bỏ qua vậy ư?
tháng nào Kiều Kiều cũng chi 2.000 đến 3.000 tệ, mấy năm trôi qua rồi còn gì. Không đến 10 vạn thì cũng tầm 8 vạn nhỉ, kêu tên đàn ông kia bồi thường đi. Bà Kiều Kiều tức giận nói, bồi thường gì, cũng đâu phải cậu ta hại chết Kiều Kiều. Tiếp theo là đoạn bàn bạc làm thế nào để tống tiền, còn than phiền nuôi một đứa trẻ chẳng dễ dàng gì, không tốn kém 100 vạn tệ thì cũng mất mấy chục vạn, lẽ nào phải chịu cảnh tiền mất con không như này. Nói đến cuối cùng, ba mẹ Kiều Kiều cũng thấy có lý, dựa vào cái gì mà tiền họ vất vả kiếm được dành cho con gái lại đổ hết lên người Tô Lạc chứ. Con gái họ quá thích Tô Lạc nên nhảy lầu, thế mà nói không liên quan tới Tô Lạc ư. Dù sao họ cũng mất con rồi, cũng đâu thể mất luôn tiền nhỉ. Vì vậy, nói sao cũng phải bồi thường cho họ mấy 100 vạn hoặc 1.000 vạn tệ, bằng không đừng mong chuyện này kết thúc. Đoạn ghi âm dừng lại ở đây. Ba mẹ Kiều Kiều cùng đám họ hàng như chết lặng, đoạn đối thoại này ghi âm lại lúc nào thế? Mẹ Kiều Kiều vẫn chìm trong nỗi hoảng sợ, ba Kiều Kiều tỉnh táo hơn, ông ta nhớ lại lúc Kiều Kiều vừa mất, có lẽ vợ ông ta quá kích động nên bất cẩn ấn vào nút ghi âm. Như này cũng quá trùng hợp nhỉ? Dù bất cẩn ghi âm lại thì đáng lý ra cũng không trùng hợp đến mức điện thoại rơi ra rồi ấn trúng nút mở đoạn ghi âm chứ. Quỷ dị như thể có thứ gì đó đang âm thầm thao túng mọi chuyện vậy. Đám người cố tình gây sự chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt. Kiều Kiều ngồi xổm bên chiếc điện thoại cười, mẹ ơi, đây chính là tình yêu thương của mẹ đó ư. Con còn tưởng mẹ làm ầm lên vì thật sự đau lòng tột độ đó. Ba Kiều Kiều vừa toan cất lá thư tuyệt mệnh thì Kiều Kiều phất tay. Một cơn gió thoảng qua, chiếc túi ni lông được mở ra và lá thư tuyệt mệnh bay ra. Bụp! Thư tuyệt mệnh rơi trúng ống kính của blogger đứng gần nhất. Blogger lập tức mở lá thư ra. Lúc này, trong phòng livestream của blogger, ngoài những dòng chữ chửi thề của đám cư dân mạng còn có hàng ngàn tấm ảnh chụp màn hình. Đáy lòng ba Kiều Kiều lạnh buốt. Tấm màn che như bị xé toạc, để lộ ra lòng tham trần trụi của bọn họ. Ông ta đỏ bừng mặt. Chỉ cảm thấy không trốn dung thân, vừa chột dạ vừa ăn năn, còn có thẹn quá hóa giận. Mấy người có được ăn học không thế? Chưa được người khác đồng ý đã tùy tiện đụng vào đồ vật cá nhân của người ta là sao? Ba Kiều Kiều tức giận giật tờ di thư lại. Tên blogger cọ nhiệt kia đáp trả hùng hồn, đối phó với đám không biết xấu hổ, dám ăn bánh bao dính máu con gái ruột của mình như các người thì phải lấy độc trị độc. Thật ra cũng chỉ có chính họ mới biết được suy nghĩ thật trong lòng mình thôi. Cuối cùng gia đình của Kiều Kiều cãi nhau ầm ĩ với giới truyền thông và blogger. Cảnh sát cũng tới, sau khi điều tra xong thì phát hiện việc này đúng thật không liên quan gì đến Tô Lạc, là gia đình Kiều Kiều biết anh có tiền nên muốn mặt dày đến vòi vĩnh. Tô Lạc có thể cho, cũng có thể không cho. Đám người xem náo nhiệt không ngại ầm ĩ, bên truyền thông, rồi cả nhóm blogger, ai cũng bắt đầu tuôn trào lý lẽ. Có kẻ nói không thể xem nhẹ nạn lừa bịp này được, nếu không xã hội sẽ rối loạn mất. Cũng có người bảo ảnh đế Tô giàu sang phú quý, trong nhà nhiều tiền như vậy, gia đình người ta vừa mất con gái đáng thương xiết bao, ít nhiều gì cũng nên cho một chút. Về phần lời này có bao nhiêu thật lòng hay chỉ cố tình thu hút ánh mắt của quần chúng thì không một ai biết. Đương nhiên còn có một số fan muốn bảo vệ anh trai, hiện giờ đang đánh nhau túi bụi với người nhà Kiều Kiều. Cuối cùng, chờ đến khi đám họ hàng bà con cô bác tới gây sự của Kiều Kiều bị cảnh sát lôi đi hết thì trận náo loạn này mới kết thúc. Mẹ Kiều Kiều vẫn gào khóc như trước, chẳng qua tiếng khóc lần này có hơi khác thường, không ai nhìn thấy Kiều Kiều đang bám trên người mẹ mình như quỷ báo thù, khuôn mặt trắng bệch của nó dán sát vào mặt bà ta. Bà Kiều Kiều cõng tiếng xấu ăn bánh bao dính máu con gái ruột trên lưng, còn bị fan của Tô Lạc dập tơi tả, vừa xấu hổ vừa giận dữ mắng lớn ông trời bất công. Đám thân thích hủ rũ mặt mày, bận rộn cả buổi mà chẳng lấy được đồng nào đã đành, còn vô duyên vô cớ bị người ta mắng chửi té tát. Sau này về thị trấn đoán chừng bà con đều biết hết cả rồi, bọn họ biết trường mặt đi đâu đây. Trong lòng mỗi người đều ôm oán giận, hận Tô Lạc có tiền nhưng lại keo kiệt bủn xỉn. Túc Bảo lắc đầu, thế giới của người lớn phức tạp quá à. Bé nhìn ba lô thú cưng trong suốt, híp mắt cười hỏi, có đúng không, Tiểu Ngũ ơi, ông nội rùa ơi. Tiểu Ngũ dẫm lên mai rùa, ngoẹo cổ nhìn Túc Bảo, đúng đúng đúng. Chiến thuật thành thị thiệt là thâm. Tôi phải về nông thôn đã cải cách, chiến thuật sâu tựa biển tương đương hay ra tôi về nông thôn, khắp nơi đều là anh lừa tôi gạt tương đương hay ra lừa gạt tương đương. Túc Bảo vỗ tay khen ngợi, wow, Tiểu Ngũ thật lợi hại. Ông nội rùa cạn lời thò đầu ra, Tiểu Ngũ nham hiểm vừa thấy rùa đen thò đầu lập tức lại nhảy không dứt. Rùa đen rụt cổ lại, nó cũng có người trốn ra sau.
Kết quả, rùa đen cảm giác con chim đáng ghét kia bay đi rồi vừa mới thò đầu ra lại tiếp tục hứng trọn màn lải nhải. Nó tức nổ phổi, trốn tiệt trong mai không ngoi ra nữa. Tiểu Ngũ dẫm lên mai rùa, mắng, hừ hừ, lão đầu, có phải ngươi không được không tương đương? Rùa đen, Túc Bảo cười khúc khích. So với thế giới phức tạp của người lớn, thế giới của Tiểu Ngũ và ông nội rùa đơn giản hơn nhiều. Bé ngẩng đầu hỏi, cậu Tư ơi, bọn họ còn đến đây không ạ? Tô Lạc, sẽ không đến nữa đâu. Muốn áp đặt đạo đức cho người khác thì cũng phải có mới được, giờ bọn họ chẳng còn đạo đức, cũng phát hiện không áp đặt được anh, có lẽ sẽ không tới nữa đâu. Tức là dùng các tiêu chuẩn đạo đức của số đông để đánh giá một người hoặc một hành vi nào đó của họ mà bỏ qua các yếu tố khách quan khác. Ví dụ, có tiền thì phải đi làm từ thiện, người khác đã nhận lỗi rồi thì phải tha thứ, làm người phải bao dung độ lượng. Thậm chí bởi vì cái điện thoại di động và tờ di thư bất ngờ rơi xuống kia mà bọn họ cũng không thể làm mưa làm gió trên mạng nổi, bởi vì sẽ bị người khác mắng đến không ngóc đầu lên mà được thôi. Tô Lạc ôm Túc Bảo, sải bước vào công ty. Vất vả lắm mới cướp được nhóc Túc Bảo từ tay Mộc Quy Phàm, mặc kệ thế nào anh cũng sẽ không trả người dễ dàng đâu. Hôm nay Tô Lạc mặc một chiếc quần âu thoải mái, phối với sơ mi tơ tằm màu đen, cà vạt tùy tiện treo trên cổ áo. Cặp kính mắt gọng vàng trên sống mũi làm điểm nhấn, trong vẻ lịch sự nhã nhặn lại toát lên một chút xấu xa vô lại xen lẫn một tia quý phái. Một người đàn ông như vậy, trong lòng lại đang ôm cục bột nhỏ trắng mềm, sự tương phản này khiến fan đang chờ ngoài sân nhao nhao thét chói tai. Anh trai đẹp quá trời quá đất. Au 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 anh ơi, em muốn sinh khỉ con cho anh. Túc Bảo nằm sấp trên vai Tô Lạc, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, cậu Tư ơi, tại sao chị kia lại nói muốn sinh khỉ con cho cậu thế? Sắc mặt Tô Lạc tối sầm, trẻ con không nên hỏi mấy vấn đề lớn lao này. Túc Bảo, vậy Túc Bảo hỏi một vấn đề bé xíu xiu thôi được không ạ? Tô Lạc nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân của bé không khỏi buồn cười, chuyện gì? Túc Bảo ngây thơ vô số tội, tại sao con người lại sinh ra khỉ con ạ? Khỉ con được sinh ra là người hay là khỉ? Có thể nói được tiếng người không? Cũng ăn cơm như chúng ta hay ăn trái cây thế ạ? Tô Lạc, cục cưng. Vấn đề này của con chẳng xíu xiu chút nào hết. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ co giật, hắn giơ tay chọc đầu Túc Bảo, quỷ láo cá. Túc Bảo vội vàng ôm đầu, bé thật sự thắc mắc mà, tại sao người lớn đều không trả lời bé thế? Đường Điền Điền làm ghi chép với cảnh sát xong thì vội vàng đuổi theo sau, gương mặt phát tướng của ông ta nở nụ cười hiền lành y hệt tượng Phật Di Lặc, tiểu thư Túc Bảo, con còn muốn ăn bánh ngọt nữa không? Chú tìm một đầu bếp Michelin cho con nhé. Túc Bảo lắc đầu, không cần, con đã hứa với bà ngoại mỗi ngày chỉ có thể ăn tối đa một bữa bánh kem thôi, hôm nay con đã ăn rồi. Đường Điền Điền, vậy một bữa của con có thể kéo dài từ sáng đến tối không? Túc Bảo, bé nhìn Đường Điền Điền, gật đầu sâu xa, chẳng trách bụng chú Đường lại bự như thế, áo sơ mi sắp không chứa nổi rồi kìa. Đường Điền Điền cười tủm tỉm, không hề tức giận. Kỷ Trường cắt ngang, đừng quên mục đích ra ngoài lần này của chúng ta đấy. Túc Bảo gật đầu lia lịa, vâng vâng, câu cá, câu cá. Cụm từ câu cá này là bé học được từ sư phụ đấy, sư phụ nói đi câu cá không phải là ra hồ câu cá thật mà xem cậu Tư như mồi câu, như ác quỷ trốn trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Đường Điền Điền nghe xong lại hiểu thành, tiểu thư Túc Bảo muốn câu cá. Có ngay. Ông ta lập tức lặng lẽ cho người phong tỏa cái đài phun nước phía sau công ty, sau đó đổ mấy thùng cá xuống. Túc Bảo nhìn ánh mắt hiền từ của Đường Điền Điền, hạ thấp giọng dục Tô Lạc, đi thôi cậu Tư, mau đi đi. Tô Lạc, con muốn đi đâu? Túc Bảo, không cần vào trong đâu ạ, cậu Tư dẫn con dạo quanh một vòng là được rồi. Dứt lời, bé giãy giụa nhảy xuống, thuận tay nắm lấy cà vạt của Tô Lạc, kéo anh chạy về phía trước. Tô Lạc, sao anh cảm giác như tiểu thư dắt chó đi dạo thế nhỉ? Khụ khụ, anh lập tức tháo cà vạt ra. Lúc trước đã nói với stylist cái cà vạt này hơi thừa thãi rồi mà, nhìn đi, đúng y như chóc. Sau khi mọi người rời đi, một nữ quỷ mặc áo cưới màu đỏ bay ra từ đám đông người hâm mộ. Kiều Kiều đã biến thành quỷ dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ, tiến vào tập đoàn Đường Minh Thịnh Thế, tùy tiện bay lượn khắp nơi tìm Tô Lạc. Anh ơi, anh đang ở đâu thế tương đương? Anh ơi, Tô Lạc ôm Túc Bảo đã thấm mệt bước đi trên hành lang dài đằng đẵng. Cuối hành lang rẽ trái là phòng nghỉ của cậu, anh giới thiệu, tuy diện tích không lớn lắm nhưng có thể nghỉ ngơi một lát. Con mệt chưa? Túc Bảo bỗng nói,
Cậu Tư, hành lang này quá dài, hai bên đều là phòng, một đường thông đến cuối. Như này gọi là cục xuyên tâm sát đó. Xuyên tâm sát là chỉ bên trên cửa chính có thanh rầm, mà thanh rầm này từ bên ngoài xuyên thẳng vào cửa chính và vuông góc với cửa chính, thậm chí xuyên qua cả phía trên buồng ngủ và bếp. Cửa chính chủ về sự nghiệp, xuyên tâm sát rất dễ gây nên những nỗi khổ không thể nói ra, phải ngậm đắng nuốt cay, cố gắng mấy cũng không có kết quả hoặc xảy ra những chuyện lực bất tòng tâm cho gia chủ. Tô Lạc nhớn mày, hả? Cục cưng túc bảo của chúng ta còn biết xem phong thủy cơ à? Xuyên tâm sát thì thế nào con? Túc bảo, dạ là sẽ gặp ma đó ạ. Tô Lạc. Anh im lặng nói, không có khả năng. Giữa ban ngày ban mặt, sao có thể gặp ma được, quỷ quái trong phim truyền hình đều xuất hiện vào ban đêm thôi. Trong lúc nghĩ ngợi, Tô Lạc đã rẽ vào khúc cua, ngay lập tức trông thấy Kiều Kiều mặc áo cưới đỏ thẫm đang đứng ngay trước cửa phòng nghỉ của mình. Nghe thấy tiếng động, nó quay đầu lại, hai mắt trợn tròn, gương mặt trắng bệch vì vui mừng quá độ mà trở nên vặn vẹo. À hú tương đương anh ới tương đương. Tô Lạc sợ điếng hồn, suýt chút nữa đã hét toáng lên vì sợ hãi, vất vả lắm mới duy trì được thiết lập của mình. Anh ôm chặt Túc Bảo, lùi về sau một bước, cảm giác thế giới quan của mình đã sụp đổ. Ban đêm gặp quỷ còn có thể nói do mộng du nên gặp ảo giác chứ hiện tại thì không thể lấy cớ này rồi. Vậy nên, tại sao anh lại nhìn thấy nữ quỷ này? Tiểu Ngũ nằm trong ba lô thú cưng cũng giật mình, lập tức kêu quắc quắc, ngươi đừng tới đây. Câu thoại mang theo hiệu ứng lồng tiếng này cũng chính là lời thoại trong lòng Tô Lạc bấy giờ. Tuy anh chưa từng gặp nữ quỷ mặc áo cưới trước mắt này bao giờ nhưng dáng vẻ của nó rất quen thuộc, ảnh chụp của nó lúc còn sống đã lưu truyền trong vòng fan của anh từ xưa lắc xưa lơ rồi. Chính là Sa Sa Ân fan gõ cửa nửa đêm, lắp đặt thiết bị theo dõi anh, lẻn vào phòng khách sạn của anh thu thập tóc dụng. Quả nhiên, phim truyền hình đều gạt người, ai nói quỷ không thể ra ngoài vào ban ngày thế. Túc Bảo lại rất bình tĩnh, đúng là vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay mà, bé chợt hỏi, à cậu Tư ơi, Sa Sa Ân fan là gì thế ạ? Vừa rồi những người dưới lầu đều luôn miệng nói gì mà Sa Sa Ân ấy, bé thắc mắc từ nãy đến giờ, Sa Sa Ân fan là cơm gì vậy? Có ăn được không, có ngon như cơm chiên dứa không nhỉ? Fan và cơm đều là fan nên Túc Bảo nhầm lẫn. Cổ họng Tô Lạc căng thẳng, bề ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, làm bộ không nhìn thấy nữ quỷ kia. Anh nhìn thẳng về phía trước không dám chớp mắt, giải thích cho cục bột nhỏ hiểu, cố hết sức khiến sắc mặt mình vẫn như thường. Sa Sa Ân fan là những người hâm mộ điên cuồng cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng. Bọn họ coi việc xem trộm, theo dõi, chụp lén đời sống riêng tư của thần tượng là vinh quang. Túc Bảo bừng tỉnh, gật đầu tổng kết, tức là fan biến thái đúng không ạ? Thì ra không phải là cơm thật. Tô Lạc thoáng chốc không biết nói gì, bé hiểu như vậy cũng không sai. Nữ quỷ nghe Tô Lạc nói xong thì u oán than, anh trai, sao anh có thể nói người ta như vậy chứ tương đương vì anh mà em không cần ba mẹ luôn đấy, anh không thể đối xử với em vậy được, em yêu anh mà. Cho em ở với anh không được ư, em hứa sẽ nghe lời, nếu anh chê em vướng bận thì em móc tròng mắt của mình ra nhé. Nói xong, nó bay sang một bên tự móc mắt ra thật. Như vậy thì anh chỉ cần mang theo tròng mắt của em là được rồi. Em đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu, anh ơi. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh mỗi ngày là em thỏa mãn rồi. Tô Lạc nhìn đôi mắt kia, lông tóc dựng đứng. Kỷ Trường thấp giọng nói, Túc Bảo, vào phòng trước đi. Tô Lạc bất ngờ nghe thấy giọng nói vang lên bên tai mình, vừa quay đầu lại thì phát hiện phía sau lại xuất hiện thêm một người, tóc tai trên đỉnh đầu anh lập tức dựng ngược. Người đàn ông này đến từ khi nào thế? Bàn tay mở cửa của anh không ngừng run rẩy. Túc Bảo đồng cảm, cậu Tư, để con mở cho. Thì ra cậu Tư và anh trai nhỏ giống nhau, anh trai nhỏ thường xuyên nghiên cứu làm thế nào gặp quỷ nhưng gặp rồi thì lại sợ, cậu Tư cũng vậy. Xoạch, cửa vừa mở ra, Tô Lạc đã nhắm tịt mắt ôm Túc Bảo vào phòng. Phòng nghỉ của anh là loại một phòng một sảnh, lúc này mà đi vào tức là phải ở chung với hai con quỷ trong cùng một căn phòng đấy. Quả nhiên, nữ quỷ kia bám theo sau lưng Tô Lạc như hình với bóng, anh rót nước, nó cũng đi theo nằm sấp trên máy lọc nước, anh ngồi xuống. Nữ quỷ cũng chen lên sofa, dựa vào người anh. Còn Kỷ Trường thì khoanh tay bay tà tà sang một bên, giống như vô thường có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tô Lạc trợn tròn không dám chớp, trông dáng vẻ như sắp biến thành gà trọi luôn rồi. Nữ quỷ nhìn anh đầy si mê, cười khúc khích, wow. Anh trai thật đáng yêu, anh ơi, em biết anh có thể nhìn thấy em mà, thì ra anh cũng sợ quỷ à.
Tô Lạc không thể nhịn được nữa, cắn răng lạnh lùng nói, cút. Kiều Kiều tỏ vẻ đau buồn, anh ơi, sao anh lại bảo em cút, em vì anh mà không niệm công lao nuôi dưỡng, vạch trần lời nói dối của ba mẹ, thậm chí có thể liều mạng. Có ai yêu anh trai nhiều hơn nó không? Không hề có. Trên đời này, nó chính là người yêu anh trai nhất, ngoại trừ nó ra, không một ai có tư cách ở bên anh trai. Nữ quỷ si mê tới điên dại, giọng nói cũng trở nên khác thường, khặc khặc, anh ơi anh à, hay là anh xuống dưới kia với em đi. Như vậy thì sẽ không có ai tranh giành anh với em nữa rồi tương đương. Tô Lạc cầu cứu nhìn Túc Bảo, ánh mắt điên cuồng ám chỉ, Túc Bảo. Con không định làm chút gì ư, mau cứu cậu Tư đi. Túc Bảo ngồi xổm dưới đất, mở ba lô thú cưng, thả Tiểu Ngũ ra. Tiểu Ngũ rung lông vũ, nhúng lông ngố trên đỉnh đầu xù lên, bắt chước lời nữ quỷ y như đúc. Anh ơi tương đương anh mua kẹo mút cho em, bạn gái anh sẽ không tức giận chứ. Anh ơi, bọn mình cùng ăn một cây kẹo. Bạn gái anh biết sẽ không ghen chứ? Ừ anh ơi, bạn gái anh sẽ không đánh em đâu đúng không? Bạn gái anh thật đáng sợ, không giống em, anh ơi tương đương. Tô Lạc, anh không nhìn được chừng con chim xanh biếc này, sao mà nó ồn ào thế nhỉ? Túc Bảo an ủi, cậu Tư đừng sợ, Túc Bảo rất lợi hại, có thể bảo vệ cậu Tư đó nha. Tô Lạc giật mình, ánh mắt cục bột nhỏ sáng ngời trong suốt. Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng không biết tại sao bé lại mang đến cho người khác một cảm giác rất yên tâm. Trong lòng anh vô cùng ấm áp, da gà nổi trên cánh tay cũng từ từ lặn xuống. Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nhiên bị gõ cốc cốc cốc. Tô Lạc vừa mới bình tĩnh lập tức xù lông, ngón tay không nhịn được run bần bật. Đường Điền Điền mở cửa, thò đầu vào nhìn quanh. Hóa ra hai người ở đây, tiểu thư Túc Bảo, không phải con muốn đi câu cá à, chú dẫn con đi. Tiểu Ngũ lập tức há mỏ, xin thứ lỗi, trong phòng có tới 4 người lận nhé, không phải 2 người. Gì, 24 người á, thật ra chỉ 4 người thôi. Tô Lạc, Đường Điền Điền. Tô Lạc đang định nói chuyện, đột nhiên, bàn tay nữ quỷ lướt qua vai anh, dọc theo bả vai trượt xuống dưới, vẽ vòng tròn trên ngực anh, cất giọng ỏn ẻn, ỏ tương đương thì ra anh trai đang câu cá tương đương. Anh ơi, anh đang câu con cá là em ư. Dứt lời. Nó mở toang cái miệng khổng lồ như chậu máu. Đồng tử Tô Lạc co lại, anh đứng bật dậy. Đường Điền Điền giật thót, có chuyện gì thế? Nữ quỷ Kiều Kiều sắp ngoạm lên cổ Tô Lạc thì Túc Bảo quăng một thứ gì đó vào đúng miệng nó. Cót két. Một âm thanh khiến người ta ê răng vang lên, nữ quỷ Kiều Kiều vội lùi về sau, ra sức nhổ thứ trong miệng ra. Lúc này nó mới phát hiện ra mình cắn phải một con rùa. Cụ rùa ngã xuống ghế sofa. Lưng úp xuống, dang rộng chân tay rồi hôn loạn xạ. Ôi, rõ là đòi cái mạng già của rùa mà. Túc Bảo vội nói, xin lỗi cụ rùa. Ban nãy cô bé đang cầm cụ rùa trên tay nên tiện tay. Chân cụ rùa với tới chiếc gối trên ghế sofa nhưng cả người sắp sửa lật ngược lại, Tiểu Ngũ vội chạy lên dẫm lên người cụ rùa. Cụ rùa. Túc Bảo nhìn về phía Kiều Kiều, Kỳ Trường cũng khẽ động ngón tay, nói, xem ra ác quỷ kia sẽ không xuất hiện. Túc Bảo gật đầu, thật xảo trá. Một, vừa hay bàn chân đang dẫm lên người cụ rùa của Tiểu Ngũ cũng trượt một cái, Tiểu Ngũ gật đầu nói, trượt chân, trượt chân. Hai, 1,2, xảo trá, và, trượt chân, đều có cùng bính âm. Kiều Kiều nhìn Túc Bảo và Kỳ Trường bằng ánh mắt căm hận và không cam tâm, rốt cuộc một quỷ một người các ngươi muốn làm gì. Lúc nó mới xuất hiện, Túc Bảo và Kỳ Trường chẳng hề quan tâm đến nó. Nó còn tưởng nó và bọn họ có thể chung sống hòa thuận với nhau, như vậy thì nó có thể luôn ở bên Tô Lạc rồi. Nhưng giờ nó mới biết, con nhóc kia muốn tới thu quỷ hồn của nó. Tại sao, nó chỉ muốn được ở bên anh trai thôi mà, sao nó đã chết rồi vẫn còn có người tới để ngăn cản nó. Rốt cuộc chị muốn làm gì, Túc Bảo nhìn Kiều Kiều đăm đăm. Kiều Kiều cười, lúc chết, ta đã lấy sinh nhật và bát tự của anh trai để phối thành quỷ hôn, thế nên... Anh trai sống là người của ta, nếu chết đi cũng chỉ có thể ở bên ta mà thôi. Nếu các ngươi không cho ta ở bên anh trai, thì để anh trai chết đi là được, anh trai chết rồi thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Tô Lạc nghe mà kinh sợ không thôi. Anh nhớ tới lời chú Nhiếp đã nói, khi chết, Kiều Kiều mặc một bộ váy cưới màu đỏ, đặt đôi giày cao gót màu đỏ bên cạnh giường, trước gương thắp hai ngọn nến đỏ. Túc Bảo vẫy tay, nói, cậu Tư, mau. Lấy vũ khí của con trong túi của Tiểu Ngũ ra đây. Lúc này, Đường Điền Điền vẫn đang duy trì tư thế ló đầu vào cửa.
hai cậu cháu nhà này chơi trò gì thế nhỉ? Chỉ thấy Thúc Bảo chạy vội tới rồi ngẩng đầu nói, chú Đường, giờ con và cậu hơi bận nên không tiếp đón chú được. Tạm biệt. Dầm một tiếng, cánh cửa đóng lại. Đường Điền Điền đứng ngoài cửa. Không cho chú Đường cơ hội phải không? Tiểu thư Thúc Bảo, con muốn chơi cái gì để chú kêu người làm cho con? Xây dựng luôn một khu vui chơi ở trụ sở Đường Minh Thịnh thế cũng được nha. Người bên trong phòng không đáp lời. Đường Điền Điền sờ mũi, lầm bầm, mẹ ơi, đây không phải do con không nắm bắt cơ hội, phú quý sinh tử đều đã an bài theo số mệnh, đến lúc phú quý tới con có tránh cũng không được, con vẫn nên bớt nhúng tay vào chuyện của người khác mẹ à. Đường Điền Điền nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt rồi rời đi. Ông ta không nhìn thấy, một con quỷ mặc đồ đen đang đứng bên ngoài những ô cửa sổ lớn. Nó nheo mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi nhanh chóng rời đi. Quỷ hồn nghĩ, Kiều Kiều này giờ đã là phế vật, vứt bỏ đi cũng được. Trước khi đi, quỷ hồn mặc đồ đen vẫy tay với Đường Điền Điền. Không biết tại sao, Đường Điền Điền bỗng loạng choạng bước ra ngoài vài bước rồi đập đầu vào cửa sổ thủy tinh từ trần đến sàn. Sượt! Như cảm nhận được điều gì đó, Kỳ Trường lập tức phân thân bay ra ngoài. Trong không khí vẫn còn lưu lại sát khí. Nhưng sát khí đã bị trộn với sinh khí trên người Đường Điền Điền nên rất khó phân biệt phương hướng sát khí rời đi. Kỷ Trường cười lạnh, đúng là con quỷ vô cùng giảo hoạt mới học được cách che giấu sát khí. Đây tuyệt đối không phải ác quỷ thông thường. Ác quỷ thông thường cũng cố ý thu bớt sát khí, nhưng không thể che giấu hoàn toàn. Con ác quỷ này chẳng những biết giấu sát khí, còn biết lợi dụng sinh khí của người sống để che đậy. Nếu công lực của Kỷ Trường hắn không thâm hậu thì chẳng thể cảm nhận được sát khí từng xuất hiện ở chỗ này. Kỷ Trường không cam tâm, lần theo sát khí như có như không rồi đuổi theo. Trong phòng, hai mắt Kiều Kiều đang phát ra ánh sáng xanh lục. Kiều Kiều chẳng sợ Túc Bảo, nó nghĩ chưa biết chừng con nhóc này mới học bắt quỷ thôi. Có điều, sư phụ của con nhóc rất lợi hại. Hiện giờ người đàn ông mặc áo choàng trắng cực kỳ lợi hại kia đã bay ra ngoài rồi, đây chính là cơ hội tốt cho nó. Hi hi, anh trai, vận mệnh đã an bài, anh là của em. Kiều Kiều lại nhào về phía Tô Lạc, gương mặt nó lộ ra vẻ điên cuồng, chúng ta bái trời bái đất, ước định âm duyên, xuống địa phủ với em đi mà. Tô Lạc, Túc Bảo. Tô Lạc giơ cao thanh kiếm bằng gỗ gụ. Túc Bảo nhảy lên sofa với tư thế cực ngầu, với thanh kiếm gỗ gụ từ tay Tô Lạc. Lùi, lùi, lùi. Tô Lạc. Động tác của cục bột nhỏ lúc này giống hệt mấy bác gái cãi nhau trên mạng. Văn hóa nghệ thuật truyền thống dân gian. Kiều Kiều cười, con nhóc phát mũi chưa sạch này. Ta giết chết ngươi. Kiều Kiều vốn chẳng coi Túc Bảo ra gì, động tác của Túc Bảo giống như tiểu xảo vụng về trong mắt nó mà thôi. Nó là lệ quỷ đấy. Túc Bảo hơ chân múa tay vụng về như vậy, liệu có biết thu quỷ thật không đó? Dù Túc Bảo từng thu quỷ rồi thì chắc cũng là oán quỷ thường, Túc Bảo từng thấy lệ quỷ chưa? Khoảnh khắc Kiều Kiều nhảy lầu, nó đã là lệ quỷ. Kiều Kiều ngoác cái miệng đỏ như chậu máu của nó ra, có thể khi chết, nó rơi xuống đất rồi tách làm đôi nên hễ há miệng ra là khóe miệng kéo tới tận mang tai, máu me đầm đìa. Không biết tại sao, khi nó vừa chạm tới Túc Bảo thì một tia chớp vô hình bỗng đánh mạnh vào người nó. Kiều Kiều kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, sát khí trên người nó xém chút nữa đã bị tiêu tán. Ngươi, Kiều Kiều kinh hãi nhìn Túc Bảo. Sao lại thế này, lẽ ra một con nhóc không thể lợi hại như vậy được. Túc Bảo giơ thanh kiếm gỗ gụ lên và nói, chị Kiều Kiều, đừng động đậy. Để em thử pháp thuật em mới học nào. Tối qua sư phụ dạy cô bé pháp thuật này, cô bé còn chưa có cơ hội thử đâu nha. Dì Đào Hoa, dì Xấu Xí và anh trai thích ăn kẹo trong hồ lô linh hồn đều không phải đối tượng thích hợp để luyện tập, vì vậy Túc Bảo chỉ có thể chọn Kiều Kiều để luyện tập thôi. Túc Bảo xông lên trước, giơ thanh kiếm lên đánh Kiều Kiều một cách điên cuồng. Lùi, lùi, lùi. Tô Lạc. Trợn mắt há hốc miệng. Kiều Kiều, cảm thấy bị sỉ nhục. Túc Bảo, lẽ nào tư thế cầm kiếm của mình không đúng sao? Cô bé nhớ lại lời dạy của sư phụ rồi thử chỉnh lại vị trí ngón tay cái của mình. Kiều Kiều không muốn đếm xỉa đến Túc Bảo nữa. Nó mơ hồ phát hiện ra một sơ hở, hình như chỉ cần nó không chủ động công kích Túc Bảo thì Túc Bảo chẳng thể làm gì nó. Thứ thực sự lợi hại, là sợi dây đỏ trên tay Túc Bảo. Kiều Kiều nghiến răng bò dậy, định bụng nhanh chóng kéo Tô Lạc xuống địa phủ cùng nó, phất lờ triệt để động tác hơ hơ thanh kiếm của Túc Bảo. Hừ, đừng có tốn công vô ích, ngươi chẳng là cái thá gì.
Nếu ngươi thực sự có thể chém bay ta, ta sẽ xuống địa ngục phí hy trồng cây chuối. 3. 3. Địa ngục phí hy, quỷ hồn bị đày tới tầng địa ngục này sẽ bị đặt trong đống phân sôi sùng sục, chịu bỏng và dơ bẩn nghiêm trọng, vô cùng đau đớn. Một giây sau, Túc Bảo lại giơ thanh kiếm gỗ gụ nhắm vào người Kiều Kiều rồi cất giọng nói non nớt, lùi. Một tia sáng vàng lao ra từ thanh kiếm rồi nện mạnh lên người Kiều Kiều. Kiều Kiều. Sau khi bị chém, thân thể nữ quỷ Kiều Kiều bốc lên một làn khói đen, nó kinh hãi không thôi, con nhóc Túc Bảo này có thể chém nó thật ư. Kiều Kiều lập tức quay người toan bỏ chạy. Đừng chạy, Tô Bảo nắm lấy thanh trường kiếm nhỏ bằng gỗ gụ, hung dữ quát. Tô Lạc cuống quýt đuổi theo, Túc Bảo. Tiểu Ngũ, ghê thật, tiểu tổ tông chạy đuổi theo rồi. Chờ với, chờ với. Tiểu Ngũ vỗ cánh rồi bay ra ngoài. Cuối cùng cụ rùa cũng ló đầu ra, nhìn quanh quất rồi bò lê lết theo. Bên ngoài tầng nghỉ ngơi, Đường Điền Điền đang dặn dò chuẩn bị trà chiều cùng Điểm Tâm. Vừa liếc mắt đã trông thấy Túc Bảo chạy chân trần, cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, hét ha 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 rồi chạy qua chỗ ông ta đang đứng. Đường Điền Điền chưa kịp gọi cô bé thì lại thấy Tô Lạc chạy đuổi theo phía sau. Sau Tô Lạc còn có một con vẹt. Đường Điền Điền vô thức nhìn về phía sau, trông thấy một con rùa đang bò chậm rì rì ở cuối hành lang xa xa. Đường Điền Điền quay đầu lại, chỉ thấy tiểu tổ tông đang vui vẻ nghịch thanh kiếm, miệng hét, lùi, lùi, lùi. Con vẹt cũng đập cánh vui vẻ khiến giấy tờ bay loạn cả lên. Mấy nhân viên văn phòng vội đúng lên, lo lắng nói, ôi, cô bé đáng yêu không thể chơi ở đây đâu con. Túc Bảo hít sâu một hơi, nói, xin lỗi, lát nữa con sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Nhìn dáng vẻ Túc Bảo bây giờ, sống lưng Đường Điền Điền bỗng lạnh buốt. Đây chẳng phải là, động tác bắt quỷ ư. Ông ta dứt khoát yêu cầu nhân viên ra ngoài rồi cho nghỉ luôn nửa ngày. Các nhân viên hò reo trước bất ngờ lớn, vội vàng vớ túi và điện thoại của mình rồi chạy như bay khỏi phòng làm việc. Nữ quỷ Kiều Kiều bị chém mấy nhát, ngày càng đuối sức, nhưng không rõ tại sao nó chẳng thể thoát khỏi Túc Bảo. Sao lại đuổi bắt ta? Kiều Kiều tức giận hỏi. Túc Bảo còn chưa trả lời thì Tiểu Ngũ đã cao giọng đáp, bởi vì ngươi có siro. Kiều Kiều. Túc Bảo. Tô Lạc. Sau khi Túc Bảo chém khoảng 30 nhát kiếm, Kiều Kiều nằm bò dưới đất như một vũng bùn, khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy? Nó không tiếc mạng sống, nhảy lầu tự vẫn để sớm chiều được ở bên Tô Lạc. Nếu bị người lợi hại như Kỷ Trường bắt thì chẳng nói làm gì, đằng này lại bị một con nhóc miệng còn hôi sữa chế ngự. Nó không phục, không cam tâm. Không thể tha cho ta ư? Kiều Kiều yếu ớt nói, ta cam đoan sẽ không hại anh trai, được không? Ta chỉ cần được ở bên cạnh anh trai. Thật đó, ta chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh trai là vừa lòng thỏa ý rồi. Kiều Kiều bật khóc, nó thực sự không muốn hại Tô Lạc nữa, chỉ muốn biết mỗi ngày anh ngủ dậy lúc mấy giờ, sau khi dậy sẽ đánh răng trước hay đi vệ sinh trước, ăn cơm có nhiều không, lúc ngủ mặc đồ ngủ gì, buổi tối có nói mớ không. Nó có đòi hỏi gì nhiều đâu. Túc Bảo lắc đầu, từ chối một cách dứt khoát, không thể. Quỷ ở bên cạnh người thì chỉ có hại chứ không có lợi gì cho con người cả. Nếu Kiều Kiều ở bên cậu Tư thì về lâu về dài, cậu Tư nhất định sẽ yếu đi, vận rủi bám thân, thậm chí còn giảm tuổi thọ. Vậy tương đương em hỏi chị nè, con quỷ cùng chị tới hôm qua là ai? Túc Bảo hỏi. Ánh sáng thoáng hiện trong đôi mắt Kiều Kiều, nó hỏi, ta nói thì ngươi sẽ tha cho ta à? Túc Bảo lắc đầu, không thể. Kiều Kiều lập tức nhắm mắt lại, thế sao ta phải nói cho ngươi? Túc Bảo giơ cây kiếm lên, được thôi, vậy em có thể thử pháp thuật khác mà sư phụ dạy em rồi. Pháp thuật này tên là, thuật ngầu đến bức người. Kiều Kiều mở choàng hai mắt, tức muốn chết. Chính thứ pháp thuật, lùi lùi lùi, này đã hại nó thê thảm, không chém chết nó luôn mà mỗi lần chém là một lần nó phải chịu cực hình. Bây giờ còn định thử pháp thuật mới gì chứ? Ta nói, Kiều Kiều nghiến răng, vừa khóc vừa nói, ta chỉ biết nó là ác quỷ, nó nói có thể giúp ta. Điều kiện duy nhất là cho nó trốn trên người ta khi cần thiết. Túc Bảo nhíu mày, không hiểu lắm. Sao phải trốn trên người lệ quỷ, nếu muốn nuốt sát khí thì dứt khoát thôn phệ lệ quỷ chẳng phải càng hiệu quả hơn ư? Túc Bảo nghĩ hoài không hiểu, nói, chị Kiều Kiều, khỏi cần chị xuống địa ngục phí hy. Chị không đi được nữa đâu. Dứt lời, cô bé chém nữ quỷ thêm một nhát, vò nữ quỷ lại thành một cục sát khí rồi nhét vào hồ lô. Tiếng thét của nữ quỷ dần tan biến. Tô Lạc kinh hãi hỏi, nó chết rồi à? Túc Bảo, chết lâu rồi mà cậu.
Tô Lạc nhất thời nghẹn họng, hỏi, Túc Bảo, có địa ngục phí hy thật ư? Túc Bảo, chuyện này phải nói riêng nha. Sư phụ con nói, 18 tầng địa ngục trong đạo giáo là, Bạt Thiệt, Tiễn Đao, Thiết Thụ, Nhiệt Kính, Trung Lưng, Đồng Trụ, Đao Sơn, Băng Sơn, Dầu Oa, Ngưu Khanh, Thạch Áp, Thung Cứu, Huyết Trì, Uổng Tử, Trách Hình, Hỏa Sơn, Thạch Ma, Đao Cư. Tô Lạc kinh ngạc hỏi, không có địa ngục phí hy à? Túc Bảo khó hiểu hỏi, sao thế, cậu tư muốn tới đó à? Mặt Tô Lạc đen như đít nồi, hỏi bâng quơ thế thôi. Túc Bảo nói, phí hy địa ngục là cách nói của Phật giáo, cũng không thể nói là không tồn tại. Cụ thể như nào thì cô bé phải hỏi lại sư phụ. Túc Bảo hoàn thành nhiệm vụ, lần bắt quỷ này cô bé không mất một cọng tóc, siêu lợi hại luôn nha. Cô bé rộn ràng vui vẻ như chú chim nhỏ, tung tăng quay về văn phòng để dọn dẹp. Đường Điền Điền rụt cổ lại, nhìn trái ngó phải rồi nói, tiểu thư Túc Bảo cứ để chú làm. Túc Bảo nhìn ông ta, nói, chú Đường, con nghĩ chú không ngồi xổm được đâu ạ. Đường Điền Điền, vác cái bụng bia này đúng là khó lòng ngồi xổm rồi. Đường Điền Điền cố gắng hết sức để ngồi xuống. Kết quả, một chiếc cúc áo bật ra từ bụng, vừa vặn nện vào người Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lập tức kêu, không ngờ tên mập đáng chết lại phóng vũ khí ngầm, chẳng chú trọng đạo đức sử dụng vũ khí gì cả. Tiểu Ngũ vừa hót vừa bay đến hành lang. Cụ Rùa mới vừa đến cửa hành lang đã bị một chân Tiểu Ngũ giẫm lên đầu. Cụ Rùa, thấy ta không biết nói nên lại bắt nạt ta đấy mà. Nam Thành, đối diện một trường đại học nào đó. Nơi đây có hai tòa nhà cao tầng hiện đại đối diện nhau, tầng trệt là khu thương mại, tầng giữa là cao ốc văn phòng, rất nhiều công ty nhỏ thuê mặt tiền ở đây. Tầng trên cao được mấy ông chủ thuê làm căn hộ khách sạn, phòng ốc ở đây bài trí tương đối trẻ trung, thời thượng, có thể cho thuê theo ngày hoặc theo tháng nên người đến và đi rất phức tạp. Mỗi ngày nơi này đều có, nhân viên của các công ty nhỏ khác nhau, nhân viên cổ cồn trắng làm thêm, sinh viên từ các trường đại học xung quanh, các gia đình nhỏ không đủ tiền mua nhà ở. V. Đêm nay là đêm trước kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, do trước đó mọi người đã làm việc vào ngày nghỉ để đợt này được điều chỉnh thêm 2 ngày nghỉ, do đó Tết Đoan Ngọ năm nay được nghỉ 4 ngày, rất nhiều người đã về nhà sum vầy. Đào Hoa Túc vốn sôi động ngày thường nay đã trở nên vắng vẻ. Đến 11 giờ tối, khu buôn bán dưới lầu đã đóng cửa, hai tòa nhà cao tầng dần trở nên im ắng, chỉ có những ngọn đèn thưa thớt ở các tầng trên, chứng tỏ hai tòa nhà đã có người ở. Không ai chú ý tới, một căn phòng nào đó ở tầng 26 đột nhiên sáng lên ánh đèn đỏ mờ quỷ dị. Một cô gái đang ngồi trước bàn làm việc có gương soi, hai bên gương thắp hai ngọn nến. Cô ấy mặc một bộ quần áo tú cầu màu đỏ, tô son đỏ tươi đứng trước gương và mỉm cười. Đến giờ rồi. 12 giờ đêm, trong tòa nhà cao tầng đối diện Đào Hoa Túc, một nam sinh đang ngồi chơi game trên chiếc ghế đổ ở ban công ký túc xá. Cậu ta vừa ngước mắt lên thì trông thấy một cô gái mặc váy đỏ đang leo lên ban công ở tòa nhà đối diện. Đồng tử cậu nam sinh co lại, chiếc di động trong tay rơi luôn xuống đất. Giữa đêm thanh vắng, tiếng di động rơi rất rõ ràng, cô gái mặc váy đỏ nghe thấy nên ngẩng đầu, nhìn về phía cậu nam sinh bằng ánh mắt âm u. Cô gái cười đến là quỷ dị, sau đó nhún người một cái rồi nhảy khỏi ban công. À, cậu nam sinh kinh hãi không thôi. Tiếng thét chói tai của cậu như xuyên qua bầu trời đêm yên tĩnh. Kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, nhà họ Tô rất vui vẻ náo nhiệt. Tô Nhạc Phi và Tô Tử Lâm thì chắc chắn được tan làm đúng giờ. Tô Ý Thâm còn phải trực nên tối mới về đến trang viên. Tô Nhất Trần vẫn làm việc tại nhà, Tô Lạc cũng đã ở trang viên, còn Tô Dĩnh Nhạc phải ngày mai mới được nghỉ. Lão Lục Tô Cẩn Mặc và Lão Thất Tô Vân Triều, một người là thành viên của Bộ Nghiên cứu Khoa học Quốc gia. Người còn lại làm công việc có tính chất đặc thù nên không thể về nhà trong kỳ nghỉ lần này. Túc Bảo không rõ cậu 6 và cậu 7 của cô bé làm công việc gì, chỉ biết khi trước từng được gặp hai cậu một lần ở Nam Thành, sau đó thì không gặp lại nữa. Trong bếp, Mộc Quy Phàm đang băm thịt. Dì Ngô chuyển nguyên liệu làm bánh chưng vào phòng ăn, Túc Bảo và Hân Hân mỗi bé ôm một chiếc bánh chưng trong lòng, ra sức buộc chặt. Bà cụ Tô nói, Túc Bảo, Hân Hân, cẩn thận chút, lạt buộc bánh này rất sắc. Bọn họ dùng lá trúc để gói bánh, nhân bánh mặn sẽ làm từ thịt ngũ vị, ngoài ra còn có nhân táo đỏ, nhân đậu, v.v. Bánh chưng mặn được buộc bằng lạt che mỏng, đây là cách làm của miền Nam, còn bánh chưng ngọt được buộc bằng sợi dây mảnh, như vậy có thể phân biệt hai loại bánh chưng. Túc Bảo nói, bà ngoại yên tâm,
Túc Bảo phải đích thân gói bánh chưng, cậu cả nói muốn ăn 2 cái, cậu 2 và cậu 5 nói muốn ăn 8 cái, cậu 3 ăn 2 cái, cậu 4 ăn 11 cái. Còn có anh Tử Du, chị Hân Hân, anh Tử Chiến và anh Tử Tích. Ông bà ngoại, ba mẹ, Tiểu Ngũ và cụ Rùa. Tính nhầm một chút, rất nhiều bánh chưng nha. Bà cụ Tô cười bất đắc dĩ, thế Túc Bảo muốn ăn mấy cái? Túc Bảo, ôi, xém quên tính phần của con muốn ăn 5, 6, 7, 8 cái. Bà cụ Tô vui vẻ nói, thế để dì Ngô gói nha, nhiều quá. Túc Bảo kiên trì, con cũng muốn gói. Hân Hân bọc chiếc bánh chưng bằng 5 lớp lá trúc nhưng vẫn bị lòi nhân bên trong. Cô bé cuống lên, vò đầu bứt tai, thứ này không thể đổ hết vào nồi rồi ăn luôn sao? Đường nào chẳng ăn vào bụng, sao phải vẽ vời thêm chuyện, bọc bằng lá trúc làm gì? Lúc ăn còn phải bóc vỏ, thực sự quá phiền phức. Túc Bảo bày ra bộ dạng người lớn, nói, chị Hân Hân không hiểu rồi, cái này gọi là lễ nghi. Mẹ cô bé đã dậy rồi, lễ nghi là điều cần thiết. Hân Hân không đủ kiên nhẫn, gói 2 chiếc bánh chưng đều không được, cô bé tức giận ném bánh chưng xuống, nói to, không gói nữa. Còn gói nữa thì chị là con cún. Dù em gái ở đây cũng vô ích thôi. Hân Hân vô cùng buồn bực, muốn chơi cùng Túc Bảo nên cô bé mới tới đây. Túc Bảo cười khanh khách, nói, chị Hân Hân ơi, tùy tiện thề thốt là sẽ gặp họa đó nha, để em làm là được. Hân Hân chạy ra phòng khách, toan chơi di động. Vừa hay Tô Tử Lâm đi từ trên lầu xuống, trong tay cầm 2 quyển sách tự học. Mặt Hân Hân bỗng biến sắc, cô bé lập tức nói, ba ơi, con đi gói bánh chưng. Túc Bảo ngẩng đầu, không được đâu chị Hân Hân, chị sẽ biến thành cún con đó. Hân Hân không quan tâm nhiều như vậy, có biến thành chó cô bé cũng chẳng muốn học. Nào ngờ Tô Tử Lâm lạnh mặt, nói, đứng lại. Mặt Hân Hân như đưa đám, cô bé nói, ba ơi, hôm nay là kỳ nghỉ, không thể dừng việc học ư. Tô Tử Lâm, không thể. Hân Hân chỉ đành bấm bụng ngồi xuống rồi nhìn cuốn sách, mặt lộ vẻ sống không bằng chết. Phòng khách vang lên tiếng giảng bài của Tô Tử Lâm. Nhà họ Tô yên bình mà ấm áp, đây là hình ảnh rất nhiều năm rồi không xuất hiện ở nơi này. Có điều, giọng nói như nổi khùng của Tô Tử Lâm phần nào xua đi sự ấm áp. Câu này dùng thành ngữ nào? Phải học hành chăm chỉ, ngày sau mới có thể. Con nói tiếp thành ngữ này ba xem nào. Ba vừa dạy con đấy. Đầu óc Hân Hân còn phiêu đãng trên mây, đây rõ là bộ dạng hồn vía không ở cõi thực. Cô bé nhìn vào hư không, đáp, học hành chăm chỉ, ngày sau mới có thể rơi đầu xuống đất. Tô Tử Chiến phì cười. Tô Tử Lâm xù lông, cuốn sách sắp bị anh đập đến tan tành, anh quát, học hành chăm chỉ, ngày sau mới có thể nổi bật hơn người. Nổi bật hơn người, một, nghĩa đen là hơn người một cái đầu nên Hân Hân nói nhầm. Hân Hân, nào có sao ạ, 2 câu này chẳng phải đều có ý gần như nhau ư. Đều nhắc đến đầu người mà. Tô Tử Lâm, người cậu 2 vốn ít nói lại hiền như khúc gỗ suýt nữa đã chết vì tức giận. Tô Tử Chiến chịu hết nỗi, trưng ra bản mặt không cảm xúc, nói, câu của em chỉ đầu rơi xuống đất khi bị hành hình hoặc bị giết, còn câu của ba em chỉ trường hợp cao hơn người khác một bậc, vượt xa người thường, tóm lại là có tài, thành tích xuất sắc, ưu tú hơn người. Hân Hân khó hiểu hỏi, em đâu có muốn ưu tú hơn người khác. Tô Tử Lâm tức đến mức mặt đỏ tai hồng, vậy cũng không thể xuyên tạc thành đầu rơi xuống đất nhỉ. Hân Hân, vậy, khai thiên tịch địa à? Tô Tử Lâm. Túc Bảo le lưỡi, nói, chị Hân Hân đúng là học cha chính hiệu. Đáy mắt bà cụ Tô nhuốm ý cười, bà không quá lo lắng, nói, thế sau này Túc Bảo phải cố gắng học hành để dẫn dắt chị Hân Hân nhé. Túc Bảo lắc đầu như chống bỏi, nói, con không dẫn dắt nổi chị Hân Hân ạ. Lần trước anh Tử Chiến siêu lợi hại dạy học cho chị Hân Hân đã bị chọc tức, cuối cùng đạp cửa rời đi. Chị Hân Hân không giỏi gì, chỉ giỏi ngủ thôi, không thể dạy chị ấy thứ gì khác đâu. Tô Tử Lâm càng nhìn càng tức giận, nhất là khi nhìn thấy Tô Tử Tích đang nằm nhoài trên sofa, vẻ mặt chán chường vì bị cấm chơi game trong phòng. Bực bội mà không có thúng nia để đạp. Tô Tử Tích, con làm xong bài tập toán chưa? Phải học hỏi anh Tử Chiến của con nhiều vào. Trong nhà có 2 bé học bá, sao 2 đứa con của anh đều là học cha? Tô Tử Tích hừ một tiếng, ngồi dậy rồi nói vẻ không kiên nhẫn, càm ràm nhiều muốn chết. Con không muốn làm thì sẽ không làm. Ba làm gì được chắc? Cậu bé hừ một tiếng rồi đứng dậy, lại chuẩn bị chơi game. Cậu cứ chơi đấy. Sao không cho cậu chơi? Ba cậu là gì chứ?
Tô Tử Tích vô tình bấm phải một video trong group chơi game. Trong video, một cô gái mặc đồ đỏ nhìn về phía ống kính, cười quỷ dị rồi nhún người nhảy xuống lầu. Tiếp đó là hình ảnh cô gái tóc tai lộn xộn, hai mắt trừng to. Tô Tử Tích sợ đến độ quăng luôn di động. Tô Tử Du đang ngồi bên quầy bar, ra sức tính toán gì đó rồi ghi chép lại vào hai cuốn sổ dày. Kết quả, di động của Tô Tử Tích nện trúng đầu Tô Tử Du. Tô Tử Du nhìn kỹ di động, vừa vặn trông thấy dáng vẻ khủng khiếp của cô gái chết thảm, Tô Tử Du bỗng như mèo con sù lông vì hoảng sợ. Mẹ kiếp, cứu anh với em gái ơi! Tô Tử Du nhảy cẫng lên rồi liên tục lùi về sau. Ông cụ Tô đang đọc báo trong lúc chờ ăn bánh chưng, nghe thấy Tô Tử Du chửi thề thì nhíu mày, phê bình, hở ra là chửi thề, giáo dưỡng của con đâu hả? Tô Tử Du đẩy di động ra xa, nói, ông ơi, con bị hù dọa đó mà, hu hu. Sắc mặt ông cụ Tô vẫn lạnh lùng, nói giọng nghiêm nghị, nam tử Hán đại trượng phu còn có thể bị một đoạn video hù dọa hả? Ông cụ không thấy đoạn video, nhưng nghe thấy tiếng ồn từ điện thoại nên đoán được. Tô Tử Du khóc nói, ông ơi, đoạn video này không giống ông nghĩ đâu. Ông cụ Tô duỗi tay, đưa đây, ông xem khác chỗ nào. Cô gái trong video này đúng là hù dọa người. Ngón tay ông cụ Tô khẽ run, ông lập tức trả di động cho Tô Tử Tích. Tô Tử Tích, wow, đây là lần đầu tiên điện thoại được trả lại nhanh như vậy. Cậu còn tưởng di động lọt vào tay ông nội thì đừng mong lấy lại được. Tô Tử Du hỏi, thế nào ạ? Ông cụ Tô lạnh lùng đáp, loại video như thế mà con cũng phải ầm ĩ lên. Tô Tử Du nghẹn họng. Ông nội, ban nãy ông run tay, con trông thấy rồi nha. Cuối cùng Tô Tử Du vẫn không bóp mẽ ông cụ. Tô Tử Tích lấy được điện thoại nhưng ba cậu không cho lên lầu. Tô Tử Lâm biết hễ Tô Tử Tích cầm điện thoại là lại nằm nhoài trên sofa, thật không ra thể thống gì. Tô Tử Tích cười khinh thường, nói vẻ vô lại, được, ba lợi hại, con không lên lầu nữa. Dứt lời, cậu dứt khoát cầm di động ra vườn hoa để chơi game. Tô Tử Lâm bất đắc dĩ, mẹ ơi, mẹ dạy bảo nó thêm giúp con. Bà cụ Tô trợn trắng mắt, con của ai người đó dạy? Thành thật mà nói, bà cụ dạy không nổi. Hân Hân còn biết sợ, Tô Tử Tích thì chẳng sợ cái gì, nói chêm chọc cười, ai nói gì cứ nói, cậu muốn làm gì vẫn làm. Chẳng sợ gì hết. Túc Bảo bỗng lên tiếng, bà ngoại cứ giao cho con. Cô bé đặt bánh chưng xuống, rửa tay rồi kéo Tô Tử Du ra ngoài. Tô Tử Du, làm gì thế? Anh không thích nhìn bộ dạng chết tiệt của Tô Tử Tích đâu. Túc Bảo nói, đi xem thử nha. Thực ra, cô bé muốn xem đoạn video kia. Có thể khiến anh trai nhỏ xù lông chửi thề thì chắc chắn không phải video đơn giản. Tô Tử Du lập tức hiểu ra, hai anh em nắm tay nhau sáp tới gần Tô Tử Tích. Lúc này, Tô Tử Tích không chơi game mà đang xem bình luận trong group. Group tràn ngập các bình luận về vụ việc nhảy lầu được quay từ đào hoa Túc Nam Thành. Đáng sợ thật, nghe nói trước khi chết cô gái kia còn thắp nến đỏ và đốt tiền giấy gì đó. Hình như cô ấy tên Tống Nguyệt Thanh, nổi tiếng lắm đấy, nghe đâu quá xinh đẹp nên mãi mà chưa tìm được công việc phù hợp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi ở đào hoa Túc nè, tôi luôn cảm thấy Tống có vấn đề về thần kinh, quả nhiên. Giờ thì ai dám về chỗ đó để ở nữa. Người nhát gan còn chẳng dám nói đầy đủ tên Tống Nguyệt Thanh. Đám bạn chơi game cùng Tô Tử Tích nhiều vô kể, trời Nam đất Bắc nơi nào cũng có, đám bạn này thích nhất là nói về mấy chuyện vừa kích thích vừa kinh dị như vậy. Lần này, vụ việc ở đào hoa Túc Nam Thành truyền từ người này sang người khác, từ nhóm này sang nhóm khác, sau đó lên bất cứ group hay website nào cũng thấy tin tức. Tô Tử Tích hỏi bâng quơ, sao chị ấy lại nhảy lầu? Đám người trong group mồm 5 miệng 10, có người nói cô gái kia bị lãnh đạo công ty bắt nạt, người lại nói bạn trai cô gái này bị cô nàng khác cướp mất, luẩn quẩn trong lòng. Tô Tử Tích câm nín, có gì mà luẩn quẩn trong lòng? Do chơi game không giỏi ư? Tô Tử Tích vừa toan thoát khỏi group thì vô tình nhấp vào một tấm ảnh. Chính là dáng vẻ chết thảm của Tống Nguyệt Thanh. Nhìn thấy đôi mắt đang trừng to của cô gái, Tô Tử Tích bỗng thấy hơi ghê người. Ngay lúc này, một bàn tay vỗ lên vai cậu. Tô Tử Tích lập tức nhảy cẫng lên, ôm lấy cột đình, hoàn hồn lại mới nhìn rõ là Túc Bảo. Cậu tức giận mắng, em làm cái gì thế? Túc Bảo thu tay lại, ngoan ngoãn xin lỗi anh trai. Tô Tử Du lập tức nói, không liên quan tới Túc Bảo, ban nãy anh kêu em ấy đừng lên tiếng.
Tô Tử Tích mắng một câu, đúng là bị bệnh, sau đó mới ngồi xuống. Túc Bảo cũng ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn hỏi, anh ơi, có thể cho em xem đoạn video ban nãy không? Trong di động của anh Tử Chiến chỉ có các group về thơ ca. Còn di động của anh Tử Du thì toàn là các group bàn về phương trình và công thức. Cho nên cô bé mới tới tìm anh Tử Tích nha. Tô Tử Tích chẳng buồn ngẩng đầu, mất kiên nhẫn nói, đừng có làm phiền anh. Cút qua chỗ khác đi. Sao cậu phải đưa di động cho Túc Bảo xem? Túc Bảo là cái thá gì chứ? Túc Bảo mím môi, phải làm thế nào anh mới cho em xem? Tô Tử Tích chỉ cảm thấy em gái là cái thứ phiền phức, hồi 2-3 tuổi Hân Hân cũng như này, ngày nào cũng bám cậu rồi ném đồ của cậu. Giờ lại thêm một Túc Bảo. Không đưa, thế nào cũng không đưa, anh kêu em cút cơ mà, không nghe thấy hả? Có phải muốn ông đây tiến một đoạn đường không? Túc Bảo bỗng nhiên nói, anh Tử Tích, nếu anh thấy thứ gì không sạch sẽ thì nhớ tới tìm em nha. Tô Tử Tích trừng mắt, nói em cút đi cơ mà, em không hiểu tiếng người à? Cái gì mà, thứ không sạch sẽ chứ? Gì thế, muốn hù dọa cậu à? Ôi ôi, cậu sợ lắm nha tương đương. Tô Tử Tích trợn trắng mắt. Tô Tử Du tức giận nói, chúng ta đừng thèm quan tâm tới Tử Tích nữa. Để anh tìm đoạn video đó cho em, nhất định sẽ tìm được. Túc Bảo được Tô Tử Du nắm tay rời đi nhưng cứ đi 3 bước cô bé lại ngoảnh đầu nhìn lại. Chẳng mấy chốc, Mộc Quy Phàm đi ra vườn hoa. Anh vặn cổ tay, nhìn Tô Tử Tích đang chơi game. Hừm, dám mặt nặng mày nhẹ với con gái của anh ư. Người nhà họ Tô này không ai trị được cậu nhóc đúng không? Nào, chơi vài ván, Mộc Quy Phàm nói. Tô Tử Tích chẳng buồn ngẩng đầu, hiển nhiên trong mắt cậu, người dượng mới tới nhà họ Tô này cũng chẳng là cái thá gì. Mộc Quy Phàm lạnh lùng nói, chẳng phải con chơi game rất lợi hại ư. Nếu con đánh thắng dượng một ván, dượng sẽ ra mặt xin cho con tới đội thể thao điện tử. Ngón tay Tô Tử Tích khẽ khựng lại. Mộc Quy Phàm cười chế giễu, sao? Không dám à? Tô Tử Tích tức giận, cậu được group game phong làm đại thần, thiếu niên truyền kỳ, huyền thoại bất khả chiến bại. Thế mà người dượng này dám nói, cậu không thắng nổi một ván ư. Chơi thì chơi, Tô Tử Tích không phục nói. Sau khi Mộc Quy Phàm online, Tô Tử Tích mới phát hiện ra Mộc Quy Phàm là người mới có nick đại địa bất phàm. Tô Tử Tích trợn trắng mắt, có thế này thôi mà tự tin vậy à? Nửa giờ sau, Tô Tử Tích bị giết đến độ muốn bật khóc. Mộc Quy Phàm giết cậu tròn 100 lần. Lần đầu tiên Tô Tử Tích hoài nghi đời người như này, cậu bị giết đến tê liệt cảm xúc, hận không thể quăng luôn chiếc di động rồi không bao giờ chơi game nữa. Mộc Quy Phàm cất di động, lạnh lùng nói, nhớ kỹ. Lần sau gặp Túc Bảo phải khách sáo một chút. Nếu không, dượng gặp con trên game lần nào liền giết lần đó. Tô Tử Tích. Mộc Quy Phàm nói rồi rời đi. Tô Tử Tích buồn bực đến độ muốn ói máu, mở game ra lần nữa, chém giết loạn xạ để phát tiết, chẳng ngờ. Không rõ vì sao, cậu luôn bị kết đôi với đại địa bất phàm, sau đó chịu cảnh bị giết thảm hại. Các bạn quen cậu trong game còn tưởng cậu bị hack nick, lần này Tô Tử Tích ném di động xuống đất thật. Di động lăn trên bãi cỏ, Tô Tử Tích cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, lúc này cậu mới phát hiện ra trời đã tối, cậu sực nhớ ra ban nãy có người kêu cậu ăn cơm nhưng bị cậu đuổi đi rồi. Tô Tử Tích tức giận nhặt di động lên, định bụng về phòng. Chợt, Tô Tử Tích liếc thấy một bóng người bên bồn hoa. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái mặc đồ đỏ, tóc dài, hai mắt đang nhìn cậu. Tô Tử Tích vẫn còn hơi đờ đẫn vì bị chém giết trong game nên không hiểu tình huống gì trước mắt. Cậu nhìn nữ quỷ nửa phút. Tô Tử Tích nhìn chằm chằm vào nữ quỷ hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, khinh thường trợn trắng mắt. Đang giả làm quỷ chứ gì? Sao nào, không chỉ được cậu bé nên dùng cả cách đóng giả làm quỷ, cho rằng cậu bé sẽ bị dọa tới mức tè ra quần, sợ hãi khóc lớn, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư. Tô Tử Tích khinh thường, đang định xoay người trở về phòng. Bỗng nhiên, nữ quỷ vừa mới đứng ở trước mắt cậu bé lại biến mất chỉ trong nháy mắt. Tô Tử Tích, không thể nào, cậu bé bị hoa mắt à? Tô Tử Tích dụi hai mắt, tự hỏi không biết vừa nãy có phải ảo giác của mình không nữa, chẳng lẽ cậu bé quả thật đã đụng phải quỷ ư? Đáy lòng cậu bé căng thẳng, trong vô thức đẩy nhanh bước chân, cứ có cảm giác như nữ quỷ đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu mình vậy. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười quỷ dị, ha ha ha. Tục ngữ nói, không sợ quỷ khóc chỉ sợ quỷ cười, Tô Tử Tích cất bước bỏ chạy. Không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng. Mẹ ơi!
Người nhà họ Tô đang ngồi cạnh bàn ăn, đã ăn gần xong bữa rồi. Chẳng ai buồn quan tâm đến Tô Tử Tích, cho nên cũng không để phần cơm cho cậu bé, cũng không gọi cậu bé xuống ăn nữa. Kết quả lại nhìn thấy Tô Tử Tích chạy vèo tới, trong miệng cứ gào to ôi mẹ ơi. Khóe miệng ông cụ Tô giật giật, nghiêm khắc nói, gào thét cái gì đấy hả? Ánh đèn ấm áp bao quanh toàn thân, cảm giác hít thở không thông của Tô Tử Tích mới dần dần biến mất, cậu bé lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng trống rỗng, không có bất cứ thứ gì cả. Đúng là cậu bé bị hoa mắt rồi. Tô Tử Tích thu hồi tầm mắt, lườm Nguyệt Mộc Quy Phàm một cái. Đều là do anh, nếu cậu bé không bị anh giết đến phát điên trong trò chơi, sao cậu bé có thể sinh ra ảo giác được? Bà nội, còn gì ăn không ạ? Vốn dĩ Tô Tử Tích định lên tầng, mà xui quỷ khiến lại đi đến cạnh bàn ăn. Ở đây đông người. Bà cụ Tô sụ mặt, không muốn quan tâm đến Tô Tử Tích. Không có, thời gian ăn cơm không xuống ăn cơm thì đừng có hỏi còn gì ăn nữa không. Tô Tử Tích bĩu môi, hứ, bà già đang hù dọa ai đấy. Tô Tử Lâm đập mạnh đũa xuống bàn, lạnh giọng nói, con gọi bà nội là gì. Lặp lại lần nữa. Tô Tử Tích cầm lấy chiếc đũa, không thèm để ý nói, ui ui, sợ quá sợ quá. Hoàng Thái Hậu, gọi là Hoàng Thái Hậu được chưa? Xin chào Hoàng Thái Hậu, con xin thỉnh an người ạ. Nhìn dáng vẻ nói như nước đổ đầu vịt của cậu bé, Tô Tử Lâm tức giận đến mức chỉ muốn hất văng bát cơm của nhóc ta. Lại thấy Tô Tử Tích nhìn một vòng, tầm mắt rơi lên một đĩa cà tím, không phải vẫn còn có đồ ăn đấy à? Cà tím xào thịt băm, con thích. Ha, còn có cả gà xối mỡ nữa à? Đồ ăn hôm nay được đấy chứ? Mọi người bỗng nhiên im lặng. Mộc Quy Phàm nhướng mày, ôm cánh tay nhìn cậu bé. Tô Tử Tích gắp một đũa, khó hiểu liếc mọi người một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đẹp đâu. Ha ha, không muốn cho nhóc ăn đúng không? Nên cả đám mới bày ra vẻ mặt như vậy, muốn uy hiếp cậu bé. Tô Tử Tích càng không muốn làm theo ý bọn họ, cậu bé gắp một miếng cà tím bự rồi bỏ vào trong miệng, còn đắc ý nhai hai phát. Giây tiếp theo, cậu bé đột nhiên phụt một phát, toàn bộ cà tím và thịt băm trong miệng đều bị phun ra ngoài. Đây là gì vậy? Miệng cậu bé méo sạch. Cà tím màu tím trông bóng loáng mượt mà, cậu bé còn tưởng rằng sẽ rất ngon, ai dè vẫn chưa chín. Vậy thì cũng thôi, nhưng chỗ thịt băm kia lại mặn đến kinh người. Tô Tử Tích rót một cốc nước đầy, bấy giờ mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Mẹ nó, liệu trên đời này còn thứ nào mặn với khó ăn hơn cả món này không hả? Đến chó cũng không thèm ăn ấy chứ. Mọi người không nói lời nào. Túc Bảo nhìn mọi người, rồi lại nhìn Tô Tử Tích. Được rồi. Mọi người không nói, bé cũng không nói vậy. Thật ra bé muốn nói cho anh trai biết, đương nhiên là có món mặn hơn rồi, món gà kia còn mặn hơn nhiều á. Cả một ngày Tô Tử Tích chưa có thứ gì nhét vào bụng, uống một cốc nước xong thì lại càng cảm thấy cồn cào hơn, vì thế cậu bé lại nhìn về phía đĩa gà xối mỡ kia. Từng miếng thịt gà đều có màu vàng cam, trông thật ngon. Tô Tử Tích chảy nước miếng, gắp một miếng thịt gà nhiều thịt ít xương lên bỏ vào trong miệng. Quả nhiên dây tiếp theo lập tức phun ra. Phì phì. Cậu bé liên tục nhổ nước miếng, lại rót liên tục ba cốc nước, tức giận nói, quả thật có món còn mặn hơn cả chỗ cà tím vừa nãy. Đây là ai làm, là thứ cho người ăn hả? Mộc Quy Phàm ôm cánh tay, từ từ nói, tôi làm. Lời nói của Tô Tử Tích đột nhiên im bặt, bị nước miếng chặn họng lại. Mộc Quy Phàm lạnh lùng nhìn cậu bé, tôi không thích người khác nói mấy món tôi làm không ăn được. Nào. Hai món này đặc biệt để phần cho nhóc đấy, ăn đi. Tô Tử Tích, Mộc Quy Phàm, à đúng rồi, mặn phải không? Dì Ngô, phiền dì lấy hộ tôi cái chậu rồi đổ nước lọc cho đầy chậu đó. Ít hầu Tô Tử Tích căng cứng, chú lấy một chậu nước để làm gì? Mộc Quy Phàm mỉm cười chu đáo nói, cho cậu vừa ăn vừa uống. Tô Tử Tích, cậu bé cười lạnh một tiếng, một người ngoài mà lại muốn dạy dỗ nhóc à? Từ khi nào mà nhà họ Tô lại đến lượt một người ngoài như anh đứng ra nói chuyện? Ba của cậu bé rồi thì ông nội bà nội còn chưa hé răng, anh là cái thá gì chứ? Tô Tử Tích định hất bàn rời đi luôn. Mộc Quy Phàm bỗng nhiên lấy điện thoại ra, click mở một phần mềm lên, chỉ nghe thấy một giọng nói vừa đáng yêu lại vừa quen thuộc vang lên. Túc Bảo lập tức sáp lại gần, xem Mộc Quy Phàm chơi trò chơi. Ba, đây là cái gì vậy ạ? Mộc Quy Phàm, đây là các nhân vật anh hùng. Có thể chọn anh hùng mà mình thích. Túc Bảo tỉnh ngộ, vậy ba thích anh hùng nào? Mộc Quy Phàm,
ba thích chân cơ. Túc Bảo nhìn chằm chằm người đẹp hoạt hình trên màn hình điện thoại, hỏi, vì sao ạ? Mộc Quy Phàm, bởi vì chân cơ rất gà. Túc Bảo ngây ngốc sững sờ, giọng nói nũng nịu khó hiểu lặp lại, chân cơ. Rất gà ạ. Mộc Quy Phàm, đúng rồi, thật thông minh. Tô Nhất Trần. Tô Tử Tích nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống, thấy dì Ngô dám rót một chậu nước mang tới, cậu bé càng tức giận liếc xéo bà ấy một cái. Cậu bé tức giận đổ cả đĩa thịt gà vào trong chậu nước. Cảm giác hình như vị mặn đã được rửa trôi kha khá rồi, bấy giờ cậu nhóc mới cẩn thận cắn một ngụm. Kết quả? Không nói thì không sao, nói như vậy mới làm cho cô ý thức được, thì ra cô và Tiêu Kỳ Nhiên ở chung với nhau, cũng chỉ còn lại chút ý nghĩa cùng giá trị như vậy. Loại cảm xúc gọi là nhục nhã cùng xấu hổ này, từ tận đáy lòng Giang Nguyệt từng chút lan ra. Nó giống như một sự nhạo báng. Tạm biệt. Cô hơi gật đầu, coi như cảm ơn anh, sau đó không chút do dự mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng anh. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn bóng lưng gầy gò của Giang Nguyệt, không hiểu sao có chút hoảng hốt. Trở lại trước cửa phòng cũ, Giang Nguyệt lục lọi từ đống đồ đạc tìm được điện thoại di động. Cô gọi cho Tiểu Diệp hỏi địa chỉ khách sạn, lại vội vàng bắt taxi chạy tới. Tiểu Diệp nhanh chóng mở cửa phòng cho Giang Nguyệt, nhìn thấy cô còn nguyên vẹn đứng ở cửa phòng, quần áo trên người cũng không có dấu hiệu thay đổi. Tiểu Diệp mờ mịt hỏi, chị Giang Nguyệt, không phải tối nay chị sẽ ở lại phòng của Tiêu Tổng sao? Ai nói vậy? Giang Nguyệt liếc Tiểu Diệp một cái, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Nước nóng từ trên cao đổ xuống, sương mù bốc lên bao bọc trong phòng tắm. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, lúc này tâm trạng cùng thần kinh căng thẳng mới có thể thả lỏng. Cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp nạn. Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào hiện lên trong đầu Giang Nguyệt, lại dần dần từng chút biến mất trước mặt cô. Ngày hôm sau, bởi vì không ở cùng một chỗ với đoàn phim, hơn nữa hôm nay quay phim ở một địa điểm khác, Giang Nguyệt không muốn bởi vì đến trễ mà ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn, cô đã dậy sớm tắm rửa rồi thu dọn. Kết quả Giang Nguyệt lại là người đến sớm đầu tiên. Đạo diễn ứng cho rằng mình đến sớm, nhưng lại là từ xa đã nhìn thấy Giang Nguyệt ngồi trên ghế, một tay cầm kịch bản, một tay cầm ly Americano, vẻ mặt vừa tập trung, lại có chút lười biếng. Chim dậy sớm mới có sâu ăn nha. Ứng Thừa Kỳ nở nụ cười ôn hòa, nhưng mà cô đến sớm như vậy, khiến cho các diễn viên khác cảm thấy khó xử đó. Giang Nguyệt cười nói, cho dù là chim, tôi cũng chỉ là một con chim ngu ngốc thôi. Hôm nay đoạn kịch bản này tương đối lạ, tôi đến sớm thích ứng một chút, không tính là chăm chỉ gì, coi như là bù đắp cho sự vụng về của tôi thôi. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, ngữ khí cũng không kiêu ngạo, khiêm tốn lại làm cho người ta có thể cảm giác được năng lực của cô, khiến cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Thật biết cách nói chuyện, Ứng Thừa Kỳ cười, EQ của cô thật sự rất cao, hèn chi người trong ngành không có ai ghét bỏ được cô cả. Điều này là đúng sự thật. Trong giới có rất nhiều tên tuổi lớn, mặc dù Giang Nguyệt quen sống lạnh lùng xa cách, cũng không muốn thân thiết với người khác, nhưng chưa bao giờ bác bỏ mặt mũi của ai, chứ đừng nói là đắc tội với bất kỳ lão làng nào. Nghe Ứng Thừa Kỳ khen ngợi, Giang Nguyệt cười không nói. Giang Nguyệt có thể có danh tiếng tốt như vậy, ngoại trừ phong cách làm việc của cô ra, cũng không thể thiếu Tiêu Kỳ Nhiên một mực ở sau lưng giúp cô thu dọn. Mấy năm nay, Tiêu Kỳ Nhiên ở những phương diện này quả thật đối xử với cô không tệ. Tất cả những gì anh nói với cô anh đều làm được. Nhưng đó không phải là vì cô, mà chỉ vì chính bản thân anh ta. Để có thể chiếm hữu cô một cách tốt hơn. Trước kia cô không hiểu rõ con người Tiêu Kỳ Nhiên, hiện tại đã hiểu rõ anh, mới nhận ra rằng tất cả mọi hành động trước đó của anh thật ra đều có manh mối hết. Vừa hèn hạ, vừa ích kỷ. Chờ những người khác đến, tổ công tác bắt đầu dựng đạo cụ cùng bối cảnh, Giang Nguyệt cũng tranh thủ thời gian này đi thay quần áo. Cảnh mà Giang Nguyệt sẽ quay hôm nay, chính là cảnh sau khi chồng cô bỏ đi, cô nghèo khó ở trong thời chiến loạn lạc, cầm khăn thuê trong tay mà chạy trối chết. Trong khoảng thời gian ổn định ngắn ngủi, cô cũng không quên lấy khăn thêu ra để giao bán, để có thể đổi lấy miếng cơm ăn. Những cảnh quay trước đó rất thuận lợi, Giang Nguyệt đem những cảm xúc sợ hãi cùng nguy hiểm khi bị di rời này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đôi mắt cô ẩn chứa đầy sự hỗn loạn cùng bất an, không hề thuộc về cô. Có mấy cảnh phải quay cận cảnh thậm chí còn tuyệt vời hơn, Ứng Thừa Kỳ hận không thể vỗ nát bàn tay của mình. Phía sau còn có một cảnh, Chu Nhược Oánh đã đói mấy ngày, rốt cuộc cũng có thể cầm một chén mì để ăn đỡ đói, động tác có chút gấp gáp nhưng nhìn vẫn rất tao nhã, vẫn lưu lại nét khí chất dịu dàng, duyên dáng độc nhất vô nhị của cô.
Để có thể diễn một cách chân thật nhất, Giang Nguyệt nhất định phải ăn mì thật, không thể dùng đạo cụ thay thế. Đạo diễn không hài lòng với cảnh quay này, nên phải quay đi quay lại rất nhiều lần khiến cho Giang Nguyệt không biết phải ăn đi ăn lại mì không biết bao nhiêu lần. Thế nên khi mà đạo diễn hô qua, cô như chút được gánh nặng mà nhẹ nhõm đặt chiếc bát trên tay xuống, cô liền vịn Tiểu Diệp đi vào trong toilet. Bình thường Giang Nguyệt ăn cũng không nhiều lắm, vừa rồi lại phải ăn nhiều mì như vậy, dạ dày của cô đã sớm quá tải, lúc quay phim cô đã mơ hồ có cảm giác xúc động muốn nôn, nhưng cô vẫn cố gắng nén xuống chờ cho đến khi quay xong. Vừa vào đến toilet, cô đã không thể kiềm chế được mà nôn ra toàn bộ chỗ đồ ăn vừa rồi. Kèm theo đó là một cảm giác vừa buồn nôn vừa chóng mặt, cô dựa vào tường nghỉ ngơi một chút. Giang Nguyệt thật sự cảm thấy rất buồn nôn, trong mắt hiện lên hơi nước mờ mịt làm mờ tầm mắt, cô chớp chớp mắt vài cái mới khôi phục được sự thanh tỉnh. Tiểu Diệp đau lòng ôm cô, đỡ cô đi ra khỏi toilet, đưa nước nóng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Chị Giang Nguyệt, chị liều mạng quá. Giang Nguyệt lắc đầu, không có gì liều mạng cả, đây là công việc của chị. Chỉ có trách nhiệm phải nỗ lực hết mình để đạt tới trạng thái diễn tốt nhất vì khán giả. Đây cũng là điều mà Giang Nguyệt luôn theo đuổi từ trước đến nay. Thời gian nghỉ ngơi của đoàn làm phim sắp hết, Giang Nguyệt cũng đã hồi phục sức lực, để Tiểu Diệp dìu cô trở về, chuẩn bị tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Vừa quay lại trường quay, Giang Nguyệt lại nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên. Gần đây hắn dường như rất quan tâm đến việc thăm hỏi đoàn phim. Cô không biết hắn đang nói gì với đạo diễn. Nhưng dáng vẻ của hắn trông có vẻ rất phong độ nhẹ nhàng, thần sắc cũng cực kỳ tao nhã bình tĩnh, thỉnh thoảng gật đầu, trông rất kiên nhẫn. Giang Nguyệt có cảm giác như đang nhìn hắn biểu diễn. Phong thái của hắn, sự tao nhã cùng thong dong của hắn, không thể nào che giấu được sự xấu xa độc đoán trong xương cốt hắn. Đó chính là Tiêu Kỳ Nhiên mà chỉ một mình cô biết. Giang Nguyệt muốn đi vòng qua hai người, thế nhưng Ứng Thừa Kỳ đã nhìn thấy cô, lập tức vẫy tay kêu cô đi qua. Xung quanh có nhiều người đang nhìn như vậy, Giang Nguyệt muốn trốn cũng trốn không được, muốn đi cũng đi không xong, chỉ có thể căng ra đầu mà kiên trì đi qua. Chào Tiêu Tổng, cô rũ mắt xuống, giọng điệu không mặn không nhạt. Tiêu Kỳ Nhiên cũng chỉ trầm giọng đáp lại, ngoài ra cũng không còn gì để nói. Hai người đều không có ý muốn tiếp lời. Ứng Thừa Kỳ cảm thấy bầu không khí nhất thời có chút khó xử, liền chuyển chủ đề sang Giang Nguyệt, thế nào, cô thấy tốt hơn chưa? Giang Nguyệt. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn đạo diễn Ưng. Bị bệnh, vẻ mặt Tiêu Kỳ Nhiên lãnh đạm, trong giọng nói của hắn không nghe ra nóng lạnh. Không thoải mái thì đừng làm việc nữa, có bệnh rồi còn cố giả sống giả chết cho ai cảm động đây. Giang Nguyệt hơi ngước mắt lên, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hé miệng giải thích hai ba câu. Chỉ là vừa rồi phải quay nên ăn thêm vài miếng mì, ăn quá nhanh nên có chút buồn nôn. Thần sắc Tiêu Kỳ Nhiên vẫn không thay đổi. Chỉ là đôi mắt lướt qua khuôn mặt cô. Trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm, vì phải làm ra khuôn mặt chật vật mà trở nên xám trắng, bây giờ lại bởi vì nôn mửa mà càng thêm nhợt nhạt, trong mắt cô còn có chút hơi nước bởi vì nôn mà vẫn chưa tan đi. Ngược lại, trông giống như một tên ăn mày nhỏ thất bại, bộ dạng điềm đạm đáng thương, nhưng trông vẫn rất quật cường, tư thế không chịu thua, có vẻ rất oai phong lẫm liệt. Đạo diễn Ứng, chúng ta tiếp tục đi. Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Cố gắng không để ý đến ánh mắt kia, giọng điệu bình tĩnh nói. Tôi đã điều chỉnh trạng thái xong rồi, có thể tiếp tục quay phim. Tiêu Tổng, vậy chúng tôi đi quay phim trước. Ứng Thừa Kỳ chắp hai tay lại, trông như muốn xin lỗi. Nếu anh không ngại, thì sau này chúng ta có thể uống với nhau một ly. Tiêu Kỳ Nhiên giơ tay lên, ý bảo bọn họ có thể rời đi, không thành vấn đề. Lần này hắn đến trường quay cũng chỉ muốn lộ mặt một chút, cũng không tính ở lại quá lâu. Lại vội vàng rời đi. Khi Giang Nguyệt quay xong, cô nghe thấy các diễn viên khác nhỏ giọng bàn tán. Tiêu Tổng thật sự rất để ý bộ phim này, ngài ấy đã đến đây thăm tận vài lần. Cô thật ngây thơ, Tiêu Tổng làm sao có thể vì bộ phim này chứ, rõ ràng là vì mỹ nhân. Còn không phải sao, nghe nói chị Giang Nguyệt quay xong bộ phim này sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty, đến lúc đó hai người họ liền tan, làm gì còn có cơ hội gặp mặt nữa. Giang Nguyệt im lặng lắng nghe. Hóa ra ai cũng biết. Chuyện tốt không truyền ra ngoài, mà chuyện xấu đã vang ngàn dặm. Vài ngày trước, cô nhờ chị Trần giúp đỡ xin chấm dứt hợp đồng, chẳng bao lâu mà ngay cả người ngoài công ty cũng đã biết chuyện. Cô mơ hồ cảm thấy rằng, cuộc sống trôi nổi của cô rất nhanh sẽ đạt đến đỉnh điểm. Những ngày tháng rực rỡ của cô sắp kết thúc,
rất nhanh sẽ bước vào trạng thái mà cô vĩnh viễn được an ổn bình an, giống như một đầm nước đã chết vậy. Lịch quay phim là 2 tháng, nhưng không có nghĩa là 2 tháng không thể rời khỏi đoàn làm phim, giữa chừng ít nhiều gì cũng sẽ có 1 hoặc 2 ngày nghỉ phép để thư giãn. Kiều Cần Nhuận gửi tin nhắn cho Giang Nguyệt, nói đến quá trình trị liệu tâm lý, hỏi cô hẹn khi nào sẽ đến. Làm phiền anh phải nhớ rú tôi rồi. Giang Nguyệt cười, lật xem lịch quay phía sau một chút. Ngày mốt có thuận tiện không, tôi có 2 ngày nghỉ, có thể quay về Bắc Thành một chuyến. Cô thuận tiện là được. Kiều Cần Nhuận cũng cười trả lời cô, thế nào, chim nhỏ có khỏe không? Tôi nghe nói lần này cô quay ở bên bờ sông, đồ gỗ không thể chạm nước, cô chú ý một chút. Nghe anh nói vậy, tôi có thể đem. Giang Nguyệt dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nhớ nổi tên của nó. Bluebird, Kiều Cần Nhuận giúp cô bổ sung. À đúng, chim gỗ Bluebird. Giang Nguyệt vội vàng nói, anh nói xem, tôi có thể đem con chim Bluebird này đi ra sông để bơi không? Ngay cả khi nó bơi được, thì tôi cũng chỉ là một con vịt khô. Giọng điệu của cô rất thoải mái, giống như là đang trò chuyện với một người bạn cũ. Kiều Cần Nhuận nói, chờ đến mùa hè, tôi có thể dạy cô bơi, nếu cô thuận tiện. Giang Nguyệt cười đáp, thuận tiện chứ, chờ đến mùa hè tôi và công ty cũng đã hủy hợp đồng, tôi muốn làm gì thì làm. Nghe cô nói sẽ hủy hợp đồng, Kiều Cần Nhuận giật mình, cô không làm diễn viên nữa sao? Giang Nguyệt, xem như vậy đi. Đi diễn lâu quá rồi, tôi có chút lực bất lòng tâm, muốn từ bỏ. Nói xong câu này, hai đầu điện thoại đều có chút yên tĩnh. Giang Nguyệt cầm điện thoại nghe nửa ngày, cũng không nghe thấy anh nói cái gì, cô còn tưởng rằng điện thoại đã cúp máy, này. Bác sĩ Kiều, anh còn nghe máy chứ? Cô vừa giơ điện thoại, vừa đi lại xung quanh, còn tưởng là do không có tín hiệu. Cho đến khi đầu dây bên kia bỗng nhiên bất thình lình nói một câu. Giang Nguyệt. Cô đang gặp phải chuyện gì sao? Giang Nguyệt, cô đang gặp phải chuyện gì sao? Vốn tưởng rằng điện thoại đã bị cắt đứt, nhưng lúc này lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kiều Cần Nhuận, Giang Nguyệt hơi khựng lại một chút. Không có, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Giọng điệu cô bình thản. Hơn nữa, việc chấm dứt hợp đồng không có nghĩa là sau này tôi sẽ không diễn nữa, tôi có thể ký hợp đồng với công ty khác hoặc là tự mình làm bà chủ. Khi cô nói điều này, giọng điệu thoải mái mang theo vài phần an ủi người khác. Kiều Cần Nhuận biết, đây là Giang Nguyệt đang nói cho anh nghe, làm cho anh an tâm. Cô luôn luôn như vậy, trấn an những người khác đầu tiên, nhưng luôn luôn bỏ qua cảm xúc thực sự nhất của mình. Con người sống trên đời này là phải có tâm niệm, Giang Nguyệt. Lúc Kiều Cần Nhuận nói chuyện, trong giọng nói ẩn chứa hàm ý sâu xa khác. Nếu như thật sự không vướng bận, cô thật sự sẽ trở thành thần tiên không nhiễm khói bụi trần gian đó. Giang Nguyệt làm bộ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, trong giọng nói mang theo ý cười. Không phải tôi lúc nào cũng đẹp như thần tiên sao? Bác sĩ Kiều, anh yên tâm, tôi rất lạc quan. Kiều Cần Nhuận im lặng một lúc. Tựa hồ cân nhắc một hồi, anh mới chậm rãi nói, chỉ cần cô sống vui vẻ, vậy thì thế nào cũng được. Chỉ cần là cô ấy hạnh phúc. Vừa mới trở lại Bắc Thành, bầu trời bên này liền có mây đen dày đặc, có vẻ như trời sẽ mưa rất to. Giang Nguyệt không thích Bắc Thành, cũng có nguyên nhân ở phương diện này. Bắc Thành mùa hè mưa nhiều, mùa đông lạnh giá, mùa xuân và mùa thu lại khô ráo. Mỗi khi đổi mùa còn có thể khiến cô bị cảm lạnh và dị ứng, ở đây cô thật sự không tìm được một mùa thích hợp với cuộc sống của mình. Có lẽ, cô căn bản cũng không thuộc về nơi này. Cũng nên rời khỏi đây. Trên đường đến bệnh viện, mưa to như chút nước, màn mưa làm mờ kính xe, đường lại bắt đầu tắc nghẽn một lần nữa. Giang Nguyệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi tin nhắn cho Kiều Cần Nhuận, nói trên đường kẹt xe, có thể sẽ đến hơi chậm một chút. Đối phương tỏ ra thấu hiểu, còn bảo cô chú ý an toàn trên đường. Chị Trần cũng gọi điện thoại tới, quan tâm hỏi về việc cô đến Bắc Thành có thuận lợi hay không. Hỏi cô đã đến lúc nào. Giang Nguyệt trả lời vài câu, để cho chị không cần lo lắng, rồi mới tắt điện thoại. Mưa ở Bắc Thành, từ trước đến nay đều vừa nhanh chóng vừa dày đặc. Mưa đã một lúc lâu nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Rõ ràng là bây giờ mới là đầu hạ, nhiệt độ còn chưa kịp tăng, đã bị trận mưa lớn này chút xuống làm ướt sũng. Trái tim cũng vậy. Những trận đánh nhỏ trước đó không thể ảnh hưởng đến Tiêu Kỳ Nhiên đang giống như thiếu gia nhàn hạ. Tiêu Viễn Phong trực tiếp hạ đòn sát thủ, ngay cả việc cho phép Tiêu Kỳ Nhiên âm thầm nhúng tay cũng thu về. Tiêu lão gia lần này là nghiêm túc,
rất nhiều hạng mục trọng điểm trước đây của Tiêu Kỳ Nhiên tự tay phụ trách cũng đều trực tiếp cấm hắn tham dự. Ngay sau khi động thái này được thực hiện, từ trên xuống dưới đều không thể không khẩn trương tiến hành lập kế hoạch và bố trí lại toàn bộ. Bởi vì sự thay đổi tạm thời người cầm quyền, dẫn đến rất nhiều nghiệp vụ hoàn toàn đóng băng, căn bản không thể hoạt động được. Toàn bộ hệ thống khổng lồ của Tiêu gia, giờ phút này đã loạn thành một đoàn. Mâu thuẫn nội bộ giữa hai cha con đã biến thành mâu thuẫn của toàn bộ tập đoàn Tiêu thị. Trong một khoảng thời gian ngắn tình thế thay đổi đột ngột, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Từ bên ngoài nhìn vào mà đánh giá, Tiêu Kỳ Nhiên rõ ràng đã mất đi quyền lực, Tiêu Viễn Phong lại tuổi tác đã cao, Tiêu gia trong khoảng thời gian ngắn đã không có người lãnh đạo, tận dụng thời cơ này mà chen chân vào, thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Một số hạng mục trọng điểm của công ty lần lượt khẩn trương, nội bộ bắt đầu kéo bè kết phái, toàn bộ doanh nghiệp giống như là bàn cát đang dần sụp đổ, từng bước tan rã. Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, trong lòng Tiêu Viễn Phong coi như là muốn đối đầu với con trai của mình, nhưng hiện tại cũng không thể không gọi hắn trở về để ổn định cục diện, vãn hồi tổn thất. Tiêu Kỳ Nhiên, người luôn luôn phản nghịch, lần này lại ngoan ngoãn nghe lời, chỉ bằng một cú điện thoại liền gọi trở về. Nhà cũ của Tiêu gia. Thật hiếm khi Tiêu Viễn Phong có lúc phải sứt đầu mẻ chán như vậy, Tiêu Kỳ Nhiên còn chưa bước vào thư phòng, hắn đã nghe thấy tiếng cha mình ở bên trong đang giận dữ mắng mỏ cấp dưới. Hắn đẩy cửa đi vào, Tiêu Viễn Phong lạnh lùng nhìn hắn, chơi đủ rồi, hài lòng chưa? Khóe miệng Tiêu Kỳ Nhiên hơi cong lên, ngược lại cũng không nóng nảy. Hắn nới lỏng cổ áo, ngồi xuống đối diện cha mình với một tâm thế vô cùng bình tĩnh, lại kéo ống tay áo sơ mi lên. Giơ tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót trà vào trong chén. Lúc rót trà, vô tình để lộ ra một sợi dây buộc tóc màu đen trên cổ tay. Nhìn rất rõ ràng, nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Tiêu Kỳ Nhiên, Tiêu Viễn Phong tức giận đến mức dùng nạng gõ mạnh xuống sàn nhà. Đồ bất hiếu, nhà họ Tiêu ở trong tay anh sớm muộn gì cũng sẽ loạn cả lên. Tiêu Kỳ Nhiên không nóng nảy, ngước mắt lên nhìn ông, hiện tại đã loạn thành một đống rồi, đây không phải là thứ bố muốn nhìn thấy sao? Tiêu Viễn Phong biết hắn đang cố ý châm chọc mình, vì thế cười lạnh, anh muốn chứng minh Tiêu gia không có anh thì không được. Anh đã làm được rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ? Tiêu Kỳ Nhiên tự mình buông ống tay áo xuống, ngón tay khẽ lướt qua chiếc dây buộc tóc màu đen, vẻ mặt bình tĩnh nói. Bố à, bố thật sự già rồi, đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu rõ cục diện này. Lời nói của Tiêu Kỳ Nhiên tràn ngập thâm ý, đôi mắt thâm thúy của Tiêu Viễn Phong cứng lại trong 2 giây. Cục diện. Cục diện gì? Tiêu Kỳ Nhiên ngữ khí bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, mấy năm trước bố đích thân điều hành đội ngũ quản lý cấp cao, có mấy người trong bọn họ đã sớm sinh ra dã tâm, muốn đổi tên của Tiêu thị thành của họ rồi. Nếu không phải một nước cờ nguy hiểm như vậy, mũi dao hướng vào trong, tập đoàn Tiêu thị thực sự sẽ không có cơ hội lật ngược tình thế. Cái gọi là mũi dao hướng vào trong này, chính là ám chỉ cuộc đấu đá nội bộ giữa hai cha con bọn họ. Vừa dứt lời, Tiêu Viễn Phong giật mình. Giống như là vừa mới tỉnh ngộ lại. Trong 2 năm nay Tiêu thị phát triển đủ vững vàng ổn định, giống như một con tàu khổng lồ dù cho có trải qua sóng to gió lớn thì vẫn thuận buồm xuôi gió. Những năm gần đây Tiêu gia vẫn là bất khả xâm phạm, duy nhất có tai họa ngầm chính là đấu tranh cùng mâu thuẫn giữa cha con bọn họ. Vốn tưởng rằng là bất khả chiến bại, nhưng trên thực tế trong bong tàu đã sớm sinh ra sâu bướm đang ẩn nấp ở dưới nước biển ẩm ướt, tùy thời có thể lật úp cả con tàu khổng lồ bất cứ lúc nào. Đắp đê ngàn dặm, cũng có thể tan rã vì một cái hang kiến. Ánh mắt Tiêu Viễn Phong nghiêm túc nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, bỗng nhiên ý thức được đứa con trai này của ông so với ông lúc còn trẻ còn khó đoán hơn, càng làm cho người ta không nhìn thấu nội tâm. Khó trách mấy năm nay hắn một mực đối nghịch với ông, thì ra là đang trải một con đường như vậy. Đã lớn, cánh cũng đã rất cứng cáp rồi. Tiêu Viễn Phong thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp, trong giọng nói nghe không ra khen ngợi hay là chê bai. Nếu anh đã có chủ ý, vậy thì làm theo ý của anh đi, nhưng đừng chơi đùa quá trớn. Bố yên tâm đi, Tiêu Kỳ Nhiên cười, bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài mưa không nhỏ, thân thể Tiêu Kỳ Nhiên hơi nghiêng người, theo thói quen lấy điện thoại di động ra. Lúc này Tiêu Viễn Phong ngồi ở bên kia bàn lại nói, tạm thời không nói đến công việc, nhưng hôn nhân của anh dự định kéo dài đến khi nào. Tiêu Kỳ Nhiên rõ ràng dừng lại một chút, mới nói, không vội. Còn có tính toán khác. Anh còn có tính toán gì nữa? Tiêu Viễn Phong nhắc tới chuyện này vẫn không khỏi tức giận, cứ tiếp tục kéo dài, anh định để con của anh gọi người khác là cha sao? Con của ai?
Tiêu Kỳ Nhiên cả kinh, đột nhiên ngước mắt lên, mi tâm theo đó nhíu chặt. Con lấy đứa nhỏ từ đâu ra? Qua thời gian lâu như vậy, nhưng mưa vẫn không giảm chút nào, chiếc xe chậm rãi đi đến cửa bệnh viện. Sau khi Giang Nguyệt kết thúc quá trình trị liệu tâm lý, lại nhận một loại thuốc mới có lợi cho sự ổn định cảm xúc của cô. Vốn muốn mời Kiều Cẩn Nhuận ăn một bữa cơm, thế nhưng tối nay anh có một ca phẫu thuật không đi được, vì vậy hai người đành phải hẹn nhau vào một ngày khác. Kiều Cẩn Nhuận đề nghị đưa Giang Nguyệt về, bị cô khéo léo cự tuyệt, bác sĩ Kiều bận rộn như vậy, tôi cũng không nỡ làm chậm trễ thời gian quý báu của anh. Vậy, lần sau gặp lại. Sau khi chào tạm biệt, Giang Nguyệt cầm chiếc ô Kiều Cẩn Nhuận đưa cho cô, chậm rãi bước xuống bậc thang ở cổng bệnh viện, từng chút một đi vào trong màn mưa. Chiếc ô rất rộng, cũng rất chắc chắn, thân thể cô ẩn dưới chiếc ô, thêm vào đó là màn mưa dày đặc khiến người ta gần như không thể nhận ra cô. Giang Nguyệt cất chân đi vài bước, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, chậm rãi nâng ô lên. Người đàn ông đứng ở ven đường thân hình cao lớn, âu phục thẳng tắp chỉnh tề, bàn tay với khớp xương rõ ràng đang cầm cán ô, tay kia đút trong túi quần. Thân hình cao lớn của anh đứng dưới ô, đường nét dưới màn mưa dày đặc trở nên mờ mịt, đặc biệt là khuôn mặt của Tiêu Kỳ Nhiên. Giữa một mảnh hơi nước, có một loại cảm giác cô đơn lỡ đãng. Giọt mưa rơi trên mặt ô, lách tách như một những hạt châu rơi xuống, không tuân theo một quy luật nào cả. Thậm chí còn ồn ào đến phiền phức. Giang Nguyệt chớp mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt kia, luôn cảm thấy hoảng hốt vì không quá chân thật. Trong một ngày mưa u ám và mơ hồ như vậy, anh lại tìm thấy cô. Rõ ràng trong lòng đã quyết định, từ nay về sau cùng anh không còn quan hệ gì, nhưng vì sao anh lại hết lần này đến lần khác xuất hiện? Điều này sẽ cho cô một ảo tưởng. Một loại ảo tưởng rằng anh luôn dõi theo cô. Tiếng mưa trộn lẫn với giọng nói trầm ấm của anh, cách nhau một cách, có chút không chân thực. Sao cô lại đến bệnh viện, là vì cảm lạnh sao? Cô không thể nghe ra trong giọng nói ấy là chất vấn hay là quan tâm. Giang Nguyệt nhớ tới, lần trước cô và Tiêu Kỳ Nhiên gặp nhau ở bệnh viện, cô liền nói dối rằng mình bị cảm nên đến bệnh viện để lấy thuốc. Lần này, đối mặt với ánh mắt dò xét của anh, cô lại một lần nữa nói dối, thời tiết thay đổi nên có chút khó chịu. Tiêu Kỳ Nhiên đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô, vươn tay ra. Đưa tôi xem một chút. Anh định lấy chiếc túi xách trên tay cô. Trong đó có thuốc ổn định tâm lý vừa nhận, Giang Nguyệt theo bản năng giấu chiếc túi ra sau lưng, lùi về phía sau một bước. Tay Tiêu Kỳ Nhiên vẫn dừng trên không trung như trước, ở nơi ô không che được, nước mưa trực tiếp làm ướt cánh tay anh, ống tay áo ướt nhẹp dính trên người anh. Nhưng anh vẫn cố chấp duỗi tay. Đại khái rằng co vài giây, cô vẫn không thể thắng được anh mà đưa đồ trong tay ra. Tóm lại là không thể gạt được Tiêu Kỳ Nhiên. Lên xe, anh nâng ô lên, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn cô, tôi đưa cô về. Giọng điệu chắc chắn và mạnh mẽ, không cho cô được phép cự tuyệt. Chiếc xe dừng lại bên đường, đèn xe nhấp nháy đều đặn. Tiết An đang đợi trong xe. Giang Nguyệt trầm mặc một lát, nghĩ đến trong tay hắn còn cầm thuốc của mình, cùng với chính mình có chút lời muốn nói, vì thế gật gật đầu, xem như là đồng ý. Cách âm của xe rất tốt. Vừa đóng cửa lại, liền ngăn cách tiếng mưa dồn dập ở bên ngoài xe, trong xe nhất thời một mảnh yên tĩnh. Tiêu Tổng, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiết An nhìn hai người đứng trong mưa cuối cùng cũng lên xe, khởi động động cơ, hỏi. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chăm chú vào Giang Nguyệt, ý bảo cô nói vị trí. Giang Nguyệt sờ sờ chìa khóa mình mang về trong túi sách, nói vị trí căn hộ trước đây của cô. Một thời gian dài không trở về, trong căn hộ có nhiều đồ mà cô muốn trở lại để xem. Không trở về Thụy Uyển. Không có gì để trở về. Giang Nguyệt trả lời rất tùy ý, trong hoàn cảnh không quen thuộc, tôi không dễ dàng ngủ được. Tiêu Kỳ Nhiên liếc cô một cái, trầm giọng nói, cô ở Thụy Uyển còn chưa quen thuộc sao? Giang Nguyệt đã sống ở đó 3 năm rồi, có gì còn không quen thuộc? Trước kia tôi đã từng quen thuộc với nó, nhưng hiện tại thì không chắc. Giang Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối không hề đối mặt với Tiêu Kỳ Nhiên. Dường như việc nói chuyện với hắn cũng trở nên rất xa lạ. Cô vẫn nhớ rõ, Tiêu Kỳ Nhiên ở trước mặt cô nói rằng sau này muốn Tần Di Di sống ở Thụy Uyển. Đó là nhà của cô, có cái gì mà quen thuộc hay không quen thuộc. Giang Nguyệt nghe nói như vậy, như có như không mà cười. Cô cũng từng nghĩ đó sẽ là nhà của cô. Nhưng thì ra ai cũng có thể đi vào. Thấy cô không có hứng thú nói chuyện với mình, Tiêu Kỳ Nhiên đè mi tâm, lúc này mới chú ý tới túi sách trong tay.
hắn lấy ra một hộp thuốc với dòng chữ Carbamazepine ghi trên đó. Đây là thuốc cảm, Tiêu Kỳ Nhiên cầm hộp thuốc lắc lư trước mặt cô, giọng điệu giễu cợt. Giang Nguyệt, bây giờ cô thật sự là nói dối thành tính rồi. Tiêu Kỳ Nhiên nhớ lại nghiên cứu về rối loạn lưỡng cực có đề cập đến loại thuốc này, là để điều trị các vấn đề tâm lý. Giang Nguyệt không có trả lời, chỉ là từ trong ngón tay Tiêu Kỳ Nhiên rút ra hộp thuốc kia, một lần nữa bỏ vào trong túi sách, lại cầm vào trong tay mình. Toàn bộ quá trình không có một từ trao đổi, rõ ràng đối với Tiêu Kỳ Nhiên là không thèm để ý tới. Cứ như vậy không muốn nói chuyện với tôi. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại trên mặt Giang Nguyệt, nhớ tới lời mấy giờ trước Tiêu Viễn Phong nói, lại liên tưởng đến phản ứng gần đây của Giang Nguyệt, khóe môi hắn mang theo chút ý cười, nhưng vẫn mơ hồ khắc chế. Khó trách ngày đó cô không đầu không đuôi nói một câu như vậy, bảo anh chịu trách nhiệm với Tần Di Di. Thì ra là bình giấm bị đổ. Nguyệt Nguyệt, tôi không biết lúc cô tức giận sẽ là như thế này. Anh đánh giá cô, cười nói, tôi có thể nói thẳng, thật ra chuyện đó chỉ là. Vậy tôi cũng sẽ nói thẳng. Không biết có phải do trời mưa hay không mà hô hấp của Giang Nguyệt trở nên hơi dinh dính, ướt át, cả người đều không thoải mái. 2 tháng sau, bộ phim đang quay đóng máy, hợp đồng của tôi cũng hết hạn. Bộ phim này sẽ được đề cử để giành giải thưởng, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ nhận được không ít lợi nhuận. Cổ phiếu của công ty cũng sẽ vì thế mà tăng lên. Giang Nguyệt nói từng chữ, rất bình tĩnh phân tích ưu và nhược điểm, tôi dự định sử dụng phần lợi nhuận này để bù đắp cho các hợp đồng khác trên người tôi, chuộc lại sự tự do của tôi, hy vọng Tiêu Tổng sẽ đồng ý. Độ cong của khóe môi Tiêu Kỳ Nhiên cũng bởi vì nội dung trong lời nói của cô mà dần dần hạ xuống. Giang Nguyệt, cô coi mình là hàng hóa à? Có thể là vậy, Giang Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, thản nhiên cười nói. Hiện tại món hàng như tôi muốn tự chuộc thân, Tiêu Tổng có đáp ứng hay không? Cô nói đủ bình tĩnh, giọng điệu bình thản không kèm theo bất cứ cảm xúc nào. Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng rõ ràng là cô không có ý định cho hắn ta cơ hội để từ chối. Nếu anh không đồng ý cũng không sao, tôi đã hỏi qua về vấn đề hợp đồng này rồi, chúng ta có thể ra tòa. Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên vẫn âm trầm, khi nghe được câu cuối cùng liền cười, càng tức giận hơn. Mỗi một chữ giống như là từ trong kẽ răng chen ra. Giang Nguyệt, cô kiện tụng đến nghiện rồi hả? Bên trong xe đột nhiên im bặt, ngay cả bầu không khí cũng trở nên ngưng trệ. Ý cười của Tiêu Kỳ Nhiên thu lại, ánh mắt nhìn Giang Nguyệt dần dần sâu thẳm, suy nghĩ cũng từ từ trầm xuống. Giang Nguyệt, cô đang nghiêm túc sao? Đối mặt với Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt bướng bỉnh mím môi, trên mặt gần như không có biểu cảm gì. Im lặng, nhưng kiên quyết thể hiện thái độ của mình. Hai người cứ như vậy giằng co. Áp suất không khí trong xe giảm xuống từng chút một, Giang Nguyệt có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông trước mặt dần dần trở nên mất kiên nhẫn, nhưng cô vẫn thờ ơ như trước. Sau một hồi im lặng, Tiêu Kỳ Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, giận dỗi cũng nên có giới hạn. Từ trước đến nay anh không phải là người kiên nhẫn lắm, rốt cuộc cô muốn cái gì, trực tiếp nói rõ ràng, tôi không có thời gian rảnh rỗi đi đoán tới đoán lui. Đến lúc này, Tiêu Kỳ Nhiên vẫn cho rằng Giang Nguyệt là vì đạt được mục đích nào đó, mới hết lần này đến lần khác dùng cách hủy hợp đồng để uy hiếp hắn. Hắn căn bản không tin Giang Nguyệt thật sự muốn rời đi. Tôi cũng không có thời gian rảnh để dây dưa với anh. Giang Nguyệt vừa nói chuyện, liền cảm thấy vô lực nặng nề. Tôi đã rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian dài. Cứng không được, Giang Nguyệt liền dùng mềm. Tô Tử Tích ló đầu ra ngoài, mặt cậu vừa vặn dán vào mặt nữ quỷ. Cậu như ngưng thở, cả người nhảy dựng lên, sau đó phát hiện ra mình lại nằm mơ. Tô Tử Tích thấy sợ hãi. Bây giờ cậu đang ở trong bóng tối, hành lang bên ngoài lờ mờ, hình như còn có tiếng sột soạt. Thậm chí Tô Tử Tích không phân biệt rõ mình đang trong mơ hay ở đời thực. Bất cứ ai gặp phải tình huống liên tiếp nằm mơ, hoặc là mộng trong mộng thì cũng sẽ không tỉnh táo được, lúc này Tô Tử Tích không kiềm chế được nữa. Cậu nghiến răng. Nhưng không ngồi dậy bật đèn rồi ló đầu ra ngoài như trong giấc mơ, mà nhấc điện thoại ở đầu giường lên, gọi một cuộc. Túc Bảo đang ngủ ngon lành, bỗng tiếng chuông điện thoại kiêm đồng hồ vang lên, cô bé ngái ngủ mở mắt ra. Alo, ai thế, Túc Bảo không có số điện thoại của Tô Tử Tích. Cô bé dụi mắt, gương mặt ngẩn ngơ đáng yêu vô cùng. Chỉ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói của Tô Tử Tích, em có thể đến phòng anh chút không? Túc Bảo, hả? Cô bé dần tỉnh ngủ, nhận ra giọng nói này là của anh Tử Tích.
Cô bé con lập tức bò dậy rồi nói, em tới liền đây. Em ra khỏi phòng rồi, em đến hành lang rồi. Em sắp tới cửa phòng anh rồi. Tô Tử Tích nghe điện thoại đến ngẩn người. Bị cậu đánh thức mà Túc Bảo không hề cáu kỉnh, cô bé vẫn nói giọng mềm mại, hình như lo cậu sợ hãi nên vừa đi đến phòng cậu vừa báo cáo tình hình. Ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân của Túc Bảo, sau đó cạch một tiếng, đèn được bật sáng. Tô Tử Tích lập tức nhắm mắt lại, dùng tay che mắt, mơ hồ trông thấy cục bột nhỏ đang lao tới. Cô bé chạy cực kỳ nhanh, vèo một cái đã bò lên giường rồi ngồi bên cạnh cậu. Anh ơi, có phải anh lại gặp ác mộng không? Tô Tử Tích không lên tiếng. Túc Bảo duỗi tay, vỗ lưng Tô Tử Tích, đừng sợ, đừng sợ. Tô Tử Tích mím môi, nói, em không thấy rất nực cười à? Túc Bảo, anh mới 7 tuổi mà, sợ hãi thì đã làm sao, tè ra giường còn rất đỗi bình thường ý. Tô Tử Tích, cảm ơn em đã biết cách an ủi như vậy, nhưng lần sau không được phép an ủi anh nữa. Tô Tử Tích huệ oải nằm xuống, nghiêng người và úp mặt vào tường. Trưng ra bộ dạng, anh không thèm để ý đến em nữa. Nhưng cậu không từ chối việc Túc Bảo tiếp tục vỗ lưng cậu. Túc Bảo không so đo với Tô Tử Tích, cô bé nằm nhoài sang bên cạnh, ngáp một cái rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Tô Tử Tích, ngủ rồi ư? Không, không vỗ lưng cho cậu nữa à? Có lẽ đêm khuya là lúc con người ta yếu đuối nhất, Tô Tử Tích cẩn thận lật người, mím môi nhìn cục bột nhỏ trước mặt. Gương mặt phính sữa tròn trịa, chóp mũi hơi hồng. Miệng và đôi má phất hồng, hình như chỗ nào trên mặt cô bé cũng như phấn nộn, thực ra cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu. Lúc ngủ, cô bé còn đặt tay kê dưới má, trông rõ là hồn nhiên vô hại, có thể thấy cô bé rất tin tưởng cậu. Tô Tử Tích lầm bầm gì đó rồi nhắm mắt lại. Chưa bao giờ Tô Tử Tích thấy lòng yên ả đến vậy, lần này cậu ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Tô Tử Tích tỉnh dậy trước, kết quả trông thấy Túc Bảo đang ngửa đầu lên ngủ ngon lành. Người dang rộng thành hình chữ đại, chân cô bé còn đang gác trên bụng cậu. Tô Tử Tích nhíu mày, phát hờn trọt vào chân Túc Bảo rồi đẩy chân ra. Chẳng ngờ, Túc Bảo không hề bị đánh thức, tiếp tục đặt chân nhỏ ngang bụng cậu. Tô Tử Tích, kéo chân Túc Bảo xuống lần nữa. Túc Bảo như đang tức giận trong giấc mơ, chân nhỏ dùng lực đè mạnh xuống bụng Tô Tử Tích. Tô Tử Tích cảm thấy bụng mình như bị con voi dẫm lên, đau đến nhe răng nhếch miệng. Mẹ kiếp! Túc Bảo lập tức tỉnh giấc, mơ màng bò dậy, dụi mắt, ngáp ngủ nói, anh ơi anh sao thế? Tô Tử Tích trừng mắt, em ăn quả cân để lớn lên đó hả? Chỉ một cái chân mà sao nặng thế không biết? Túc Bảo mù mờ, không đâu, em ăn chay mà. Tô Tử Tích, được, anh phục em rồi đó. Túc Bảo mờ mịt chớp mắt, cô bé đâu có nói sai, ngày ở Nam Thành bé chẳng mấy khi được ăn thịt, đồ ăn thừa ở nhà họ Lâm luôn bị các dì giúp việc gói mang về. Chỉ để lại cho cô bé mấy món rau mà họ không thích thôi. Túc Bảo xoa mặt, đứng dậy duỗi eo, oa, ngủ một giấc thật thoải mái, xin chào ông mặt trời. Tô Tử Tích vội đi ra ngoài, mặt cậu thoáng vẻ mất tự nhiên. Tuyệt đối không thể để người khác biết giữa đêm cậu sợ quỷ nên gọi Túc Bảo qua. Nếu không cậu biết giấu mặt mũi đi đâu. Bỗng nhiên, Tô Tử Tích nghe thấy con vẹt đáng chết lớn tiếng kêu, người đâu mau tới đây, không thấy người nữa rồi. Tô Nhạc Phi là người đầu tiên chạy tới, nói to, Túc Bảo đâu, Túc Bảo. Túc Bảo đang đi chân trần, mù mờ nhìn về phía phòng mình, con ở đây nè. Mọi người sửng sốt, sao con lại chạy tới phòng Tô Tử Tích? Túc Bảo nói, con. Kết quả, cô bé liếc thấy đôi tai Tô Tử Tích đỏ bừng, môi mím chặt, mặt quay đi. Túc Bảo nói, con, chắc là con mộng du rồi qua đây đó. Tô Tử Tích gật đầu, chính là mộng du. Người nhà họ Tô, Tiểu Ngũ bay lên vai Túc Bảo, hót, khi còn là một quả trứng, ta từng gặp một tiên sinh biết bói quẻ, vị tiên sinh nói ngày sau ta sẽ được mặc áo choàng màu vàng, tận hưởng cuộc sống thịt cá đủ đầy, ta còn lâu mới tin lời nói ma quỷ của ngươi. Tên thầy bói bụng dạ xấu xa. Tô Tử Tích. Sau bữa sáng, Tô Tử Tích thừa nhận với Túc Bảo rằng cậu đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ, nhưng là khi nằm mơ. Túc Bảo ồ một tiếng, chỉ nhìn ảnh trên mạng mà bị nằm mơ ư. Nếu đi đường tình cờ gặp người chết vì tai nạn, ngàn vạn lần đừng tụ tập hóng hớt, mà phải nhanh chóng rời đi. Bởi vì đứng lại quá lâu ở chỗ có người chết, chưa biết chừng sẽ bị người chết đó, chấm, sau đó quỷ hồn bám theo về đến tận nhà. Túc Bảo từng nghe sư phụ nói, trước đây, có người từng trông thấy vụ tai nạn mất mạng người trên đường, người chết được phủ một tấm vải xanh. Nhưng,
người qua đường nọ tò mò nán lại nhìn thêm vài lần, kết quả khi gió thổi tung tấm vải xanh, người qua đường bất ngờ nhìn thấy gương mặt người chết. Sau đó, quỷ hồn người chết bám lấy người qua đường nọ. Nghe Tô Tử Tích nói, Túc Bảo vò đầu không hiểu. Hôm qua anh Tử Tích chỉ trông thấy ảnh thôi mà, thế bao nhiêu người cũng xem tấm ảnh đó thì sao? Giọng Kỳ Trường vang lên, xem ảnh cũng bị quỷ hồn bám thân. Túc Bảo vui mừng, sư phụ về rồi. Tô Tử Tích chau mày nhìn Túc Bảo đang trò chuyện nghiêm túc với ai đó trong không khí. Sau đó Túc Bảo nói, xem ảnh cũng bị dính vận đen, có điều vẫn may, không dính phải sát khí. Tô Tử Tích, câm nín. Thế người trông thấy tấm ảnh đó nhiều vô số kể thì ai ai cũng gặp xui xẻo hả? Rõ là nói chuyện vô căn cứ. Tô Tử Tích trợn trắng mắt rồi rời đi. Kỳ Trường nói, Túc Bảo, sư phụ đuổi theo ác quỷ kia 2 ngày mà mất dấu, nó quá xảo quyệt. Túc Bảo, nó là quỷ xảo quyệt ạ. Kỳ Trường, lần này bị con nói trúng rồi đó. Túc Bảo lập tức phấn khởi, con giỏi quá. Khóe miệng Kỳ Trường khẽ giật, hắn nói tiếp, con quỷ xảo quyệt kia không đơn giản, ít nhất cũng sống được 100 năm rồi. Nó không bám lấy người sống mà bám vào quỷ hồn, như vậy sẽ khó bị phát hiện. Túc Bảo hỏi, sao lại bám vào quỷ hồn mà không thôn phệ luôn quỷ hồn? Ăn luôn có phải ngày càng mập và lợi hại hơn không? Kỳ Trường, đây chính là điểm gian xảo của nó. Nó không ngừng bồi dưỡng lệ quỷ rồi kêu lệ quỷ đi tìm người sống có bát tự giống lệ quỷ. Túc Bảo gật đầu, chính là đi tìm một đám quỷ làm thuê cho nó. Kỳ Trường, con giải thích vậy cũng không sai. Con ác quỷ này chẳng những xảo quyệt, còn rất lợi hại. Phiền phức nhất là, nó đã nhắm vào Túc Bảo. Đúng là đồ bị thịt, đến Tiểu Diêm Vương mà cũng dám nhắm vào. Kỳ Trường lật cuốn sổ, nhìn dòng chữ màu đỏ mới xuất hiện trong lý lịch chích ngang của Túc Bảo, lòng hắn trùng xuống. Cuốn sách trời này như không có chữ, nhưng Kỳ Trường nhìn ra được sinh tử của con người viết trong đó, còn có nhân quả kiếp trước kiếp này, tương lai quá khứ của mỗi người. Từ giây phút một người được sinh ra, mọi thứ đã được định sẵn. Nhìn cuốn sổ mỏng ghi chép vận mệnh của chúng sinh, dưới tên Túc Bảo xuất hiện một hàng chữ to màu đỏ. Tâm ma, không thể dựa vào viện trợ từ bên ngoài. Kỳ Trường mặt ủ mày trao, một cô bé 4 tuổi thì có thể tồn tại tâm ma gì? Nhưng dòng chữ này có màu đỏ, ắt hẳn không phải chuyện theo lẽ thường. Bất thường đã đành, còn không cho giúp đỡ cô bé con. Đối phương là quỷ xảo quyệt đó nha. Túc Bảo hỏi, sư phụ, sao quỷ xảo quyệt lại nhắm vào chúng ta? Ban đầu, nó nhắm vào cậu Tư. Sau đó là anh Tử Tích. Kỳ Trường lắc đầu, nó không nhắm vào cậu Tư và anh Tử Tích của con, mà nhắm vào con. Túc Bảo hồ nghi, nhắm vào bé thì cứ tìm thẳng cô bé đi. Tìm cậu Tư với anh của cô bé làm gì? Túc Bảo quyết định phải đi tìm quỷ xảo quyệt để nói chuyện tâm tình. Làm quỷ thì không thể không coi trọng đạo đức của quỷ. Túc Bảo lẩm bẩm, để con bói quẻ xem nó trốn ở đâu. Cô bé chạy ra ngoài, bắt lấy cụ rùa đang nằm phơi nắng trên hòn non bộ của đài phun nước ngoài vườn. Ha, Túc Bảo quay người cụ rùa. Cụ rùa rất bình tĩnh, nằm yên suốt quá trình, 4 chân, đuôi và đầu đều duỗi khỏi mai rùa một cách thoải mái, mắt còn híp lại. Tiểu Ngũ đứng bên cạnh, tính chuẩn thời gian đầu cụ rùa quay về hướng mình rồi lập tức vươn cổ huých cụ rùa một cái. Túc Bảo túm lấy Tiểu Ngũ rồi đặt lên vai, Tiểu Ngũ, không được làm loạn nha. Kỳ Trường nhìn Túc Bảo đang ngồi xổm quay cụ rùa, cô bé ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong veo không nhuốm chút muộn phiền. Có lẽ, chuyện không nghiêm trọng như hắn nghĩ. Cụ rùa xoay một vòng trên mặt đất rồi cuối cùng dừng lại. Túc Bảo vươn ngón trỏ ra hiệu, cụ rùa, quỷ xảo quyệt ở Nam Thành à. Cụ rùa không biết nói, Tiểu Ngũ thì lắc lư cái đầu, bày ra bộ dạng vẹt hiểu hết nha, nó nói đúng đúng đúng. Túc Bảo, hiểu rồi. Kỳ Trường. Hắn đuổi theo quỷ xảo quyệt và mất dấu nó ở Nam Thành. Xem ra phải đi chuyến này rồi. Sầm tối ngày thứ 2 của lễ Tết Đoan Ngọ, Tô Dĩnh Nhạc về nhà. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của bánh trưng đang hấp trong nồi, Túc Bảo lấy một cái giỏ nhỏ đi đựng. 1 cái, 2 cái, 5 cái, 10 cái, 11 cái. Mộc Quy Phàm đứng bên cạnh giữ nắp nồi hấp bánh cho Túc Bảo. Ăn được hết nhiều bánh trưng vậy không con, Mộc Quy Phàm hỏi. Túc Bảo gật đầu, cậu ba nói muốn ăn 11 cái. Mộc Quy Phàm nhếch môi, tốt nhất Tô Dĩnh Nhạc hãy giải quyết gọn 11 cái bánh trưng, bắt Túc Bảo của anh gói bánh vất vả, còn phải đích thân bưng bánh cho anh ta.
Tô Dĩnh Nhạc mỉm cười đứng ở cửa nhà bếp, cô bé con nhớ kỹ thật đấy. Túc Bảo, Tô Dĩnh Nhạc nói giọng ấm áp dễ nghe. Túc Bảo vừa quay đầu đã trông thấy Tô Dĩnh Nhạc mặc một bộ đồng phục của cơ trưởng, hai mắt cô bé lập tức sáng lấp lánh, wow, cậu ba đẹp trai quá. Mộc Quy Phàm đứng bên cạnh tặc lưỡi, quả nhiên anh không đáng được nhắc tới. Túc Bảo xách cái giỏ rồi đưa bánh chưng cho Tô Dĩnh Nhạc như muốn xin công trạng, cậu ba, 11 cái bánh chưng nha. Cả một giỏ đầy ắp bánh. Tô Dĩnh Nhạc kìm lòng không đặng mà ấm Túc Bảo lên, lấy ra một hộp quà nhỏ xinh, này, tặng cho con đó. Túc Bảo oao một tiếng, cô bé còn có quà nữ ư. Cảm ơn cậu ba là tốt nhất. Túc Bảo mừng rơn ôm lấy cổ Tô Dĩnh Nhạc. Mộc Quy Phàm đứng bên cạnh, anh càng lúc càng không đáng nhắc tới rồi. Trong bữa cơm, dựa theo lời Kỷ Trường dạy, Túc Bảo nói muốn tới Nam Thành một chuyến. Bà cụ Tô không nghĩ gì đã lập tức đặt đũa xuống, từ chối, không được, một mình con đi ư, đây chẳng phải đang nói đùa sao. Túc Bảo giải thích, không đi một mình đâu ạ, con và anh Tử Tích cùng đi. Không nhắc tới Tô Tử Tích còn đỡ, vừa nhắc tên cậu là tất cả mọi người nhất loạt từ chối. Một cậu bé dẫn theo một cô bé đến nơi xa xôi như vậy, chẳng phải trò đùa thì là gì. Tô Tử Tích, hừm. Cầu xin cậu đi cậu còn không đi ý. Tô Tử Tích đặt bát đũa xuống rồi về phòng luôn. Thấy mọi người không đồng ý, Túc Bảo nghiêm mặt, tỏ vẻ hung dữ nói, cầu xin mọi người, mau đồng ý nha. Lời nói mềm mại nhất được thốt ra từ một cô nhóc đang cố tỏ ra hung dữ nhất. Cuối cùng, Mộc Quy Phàm thuyết phục được người nhà họ Tô. Buổi tối, bà cụ Tô điều khiển xe lăn tới phòng Túc Bảo, Túc Bảo. Đây là lá bùa hộ thân mà mẹ của mẹ bà ngoại truyền lại đến tay bà ngoại, con nhớ giữ nó nhé. Bùa hộ thân thực ra là túi đựng ngải cứu thường được ghim vào quần áo các em bé, bà cụ Tô vốn chỉ xem nó là món đồ kỷ niệm nên mới cất đi. Ngải cứu bên trong không có giá trị gì, túi bên ngoài được mẹ của mẹ bà cụ Tô khâu, đường thêu cũng rất tinh xảo. Cảm ơn ngoại, Túc Bảo thơm bà cụ Tô một cái. Túc Bảo dặn dò, ngoại ơi, ngoại đừng nóng lòng đứng dậy luôn. Phải đợi tới khi chân kịp phản ứng nha. Bà cụ Tô âu yếm xoa đầu Túc Bảo, nói, được, được. Thực ra, bà đã nóng lòng muốn chạy luôn bằng đôi chân này rồi. Một lúc sau, Tô Nhất Trần cầm một chiếc hộp đi vào. Anh đặt hộp trước mặt Túc Bảo rồi mở ra. Túc Bảo oa một tiếng. Trong hộp có giấy vàng, bùa vàng, kiếm gỗ gụ, gương bát quái, la bàn. Đủ thứ. Riêng kiếm gỗ có tới 3 thanh. Tô Nhất Trần nói. Cậu cả không biết Túc Bảo cần gì nên mua bừa mấy thứ này. Nếu Khúc Hưởng nghe thấy lời này, chắc chắn anh ta sẽ muốn phỉ nhổ, mua bừa cái gì chứ? Đây đều là những thứ mà anh ta tìm kiếm trong các buổi đấu giá mới mua được, tỉ như lá bùa màu vàng, đây là sản phẩm do một người ở ẩn trong núi chế tạo từ bột gỗ đặc biệt, là vật phẩm không tầm thường. Xếp lá bùa màu vàng kia cũng đắt hơn một xếp tiền. Túc Bảo vui vẻ nhận lấy, những món đồ này có đất dụng võ đúng lúc rồi. Kỷ Trường tặc lưỡi, không hổ là cậu cả của con. Sau khi Tô Nhất Trần rời đi, những người khác cũng lục tục đến tặng cô bé nhiều món đồ khác. Tô Tử Tích ngồi trên sofa trong phòng Túc Bảo, đắm chìm trong game, khó khăn lắm mới rảnh tay một chút để ngẩng đầu lên, kết quả phát hiện mọi người vẫn đang tặng quà. Khóe miệng cậu khẽ giật. Đây mới là quan tâm thật lòng nhỉ. Vì họ thật lòng coi Túc Bảo là người nhà nên sự quan tâm của họ dành cho cô bé cũng khác với cậu. Trước đây họ nói nhẹ nhàng với cậu thì trông rõ là giả tạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày mai Túc Bảo chỉ ra ngoài một chuyến mà họ quyến luyến bịn dịn như ly biệt rất lâu không bằng. Tô Tử Thích buồn bực tắt di động, sắc mặt cậu vô cùng khó coi. Cậu đúng là con heo ngu ngốc mới viện cớ tới phòng Túc Bảo. Tô Tử Thích vừa toan rời đi thì nghe thấy Túc Bảo đang kiểm đếm quà, lẩm bẩm, bà ngoại tặng bùa hộ thân, cái này của Túc Bảo. Còn cái này của anh Tử Tích. Cậu cả chuẩn bị 3 thanh kiếm bằng gỗ gụ, Túc Bảo ngẩng đầu thấy Tô Tử Tích đang đứng thì lập tức đặt thanh kiếm đẹp nhất trong 3 thanh lên vai cậu, cái này hợp với anh nè. Tô Tử Tích lặng lẽ nhìn. Cậu chợt phát hiện ra món đồ nào mọi người tặng Túc Bảo cũng có số lượng từ 2 trở lên, thậm chí trong đồ Tô Tử Lâm chuẩn bị còn có 2 bộ quần áo đã được gấp gọn gàng của cậu. Túc Bảo đang đặt quà vào trong vali, đồ của cậu chiếm quá nửa vali. Còn của Túc Bảo chỉ chiếm một góc nhỏ. Tô Tử Tích. Cậu cũng có phần ư. Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Thành. Túc Bảo cầm một tấm bảng, trên tấm bảng là sơ đồ vẽ tay do Mộc Quy Phàm vẽ.
Sơ đồ có một cái máy bay lớn, sau đó là một cái xe vận chuyển, sau đó nữa là băng chuyển hành lý, sau đó. Tô Tử Tích chán nản đi theo sau Túc Bảo, tay cầm di động, cậu đang ra sức chiến đấu trong game. Lên đi, đồ ngu, cậu đeo tai nghe nên không biết giọng mình rất to. Người đi lại trong sân bay kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn. Túc Bảo vội khoát tay, xin lỗi, anh của con không biết phép lịch sự. Cô bé vừa nói vừa lôi một cái bánh mì từ túi ra, sau đó nhét vào miệng Tô Tử Tích. Tô Tử Tích, cậu vẫn lẩm bẩm gì đó, nhưng không khó nghe như ban nãy nữa. Túc Bảo đi lấy hành lý như hướng dẫn trên tấm bảng Mộc Quy Phàm vẽ rồi tiếp tục đi đón Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ được gửi cùng đám thú cưng của các hành khách khác, lúc này nó đang tán gẫu rất hăng với một con vẹt khác. Nói đúng hơn là, đơn phương tán dóc mới đúng. Con vẹt kia là vẹt đuôi dài, trông rất ưa nhìn, bộ lông màu vàng nhạt vô cùng đẹp, đường viền vương miện mượt mà, hai bên má có một đốm tròn màu đỏ xếch ra sau mắt, trông giống như một khuôn mặt nhỏ hồng hào. Ha ha, Mỹ Lữ, em cũng mới tỉnh giấc à, Tiểu Ngũ giang rộng đôi cánh trước mặt vẹt đuôi dài. Vẹt đuôi dài ngó lơ. Tiểu Ngũ lại dựng lông vũ trên đỉnh đầu tạo nên một chiếc vương miện xinh đẹp, nói, ôi, cái máy bay chết tiệt này làm rối hết kiểu tóc của anh. Anh thề lúc về sẽ ngồi chuyên cơ, anh thề đấy. Túc Bảo nói nhỏ, Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lại trưng bộ lông phát sáng màu xanh lá cây của mình cho con vẹt đuôi dài xem, sao em cứ im lặng mãi thế, lẽ nào em chưa biết nói, trời ơi. Không được, anh dạy em nhé. Túc Bảo. Tiểu Ngũ, khụ, nghe anh nói nè, em nhất định sẽ thích anh thôi, nếu không chấm ANS sẽ tìm cách khiến em thích anh. Túc Bảo, Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ rũ lông chim, hơi nghiêng đầu về phía trước, ghé sát vào lồng của vẹt đuôi dài, anh phát hiện ra em không hợp yêu đương, hợp để kết hôn hơn. Vẹt đuôi dài chịu hết nổi, nói to, ta là vẹt đực. Ngươi là đồ ngốc, đồ ngốc. Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lập tức quay đầu nhìn Túc Bảo, chúng ta đi thôi, đi mau lên. Túc Bảo. Đám nhân viên xung quanh cố nhịn cười, cuối cùng không kìm nén được mà cười phá lên. Túc Bảo cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô bé cầm chắc lồng của Tiểu Ngũ rồi chạy như bay để thoát khỏi hiện trường bẽ mặt của Tiểu Ngũ. Chạy tới đại sảnh bên ngoài. Tiểu Ngũ hót, tương đương núi sông không lối thoát tương đương lão phu bàn về chuyện thiếu niên, chị thận hư, tương đương núi và sông tứ xuyên sao mà hoang tàn, ôi cái tháp, trời xanh mênh mông mù mịt, mọi người ai thích ăn dăm bông nào. Túc Bảo trưng ra bản mặt, chị bị em đánh bại rồi, nghiêm túc thảo luận, Tiểu Ngũ. Em học những thứ này từ chị Hân Hân phải không? Tiểu Ngũ lắc đầu, thiên cơ tuyệt đối không thể tiết lộ. Túc Bảo đặt lồng vẹt lên hành lý, một tay kéo hành lý, một tay xách túi bánh ngọt ăn dở, hoa quả rồi theo bảng chỉ dẫn đi ra ngoài. Tô Tử Tích vẫn đeo tai nghe, đi ngay sau Túc Bảo. Hoàn toàn không nhìn thấy mấy đặc công đang trà trộn trong đám đông như người bình thường, những người này đeo kính, trên kính có gắn một chiếc camera nhỏ. Trang viên nhà họ Tô. Trước mặt Mộc Quy Phàm đang đặt 4 cái máy tính, mỗi máy tính đều nhận được hình ảnh giám sát từ tiền tuyến. Ông cụ Tô nghiêm mặt, đã nói để con bé tự lập, sao còn bày ra mấy thứ này làm gì? Tay ông cụ Tô cầm tờ báo, khóe mắt vẫn liếc nhìn màn hình máy tính của Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm không buồn ngẩng đầu, nói, bác bớt liếc mắt về phía này thì con còn tin lời bác nói. Ông cụ Tô, Mộc Quy Phàm, còn nữa? Con đang thực hiện nhiệm vụ giám sát tên gián điệp chứ đâu có quay mình hình ảnh Túc Bảo. Ông cụ Tô cười lạnh, trung tâm ống kính của cậu dịch chuyển một chút thì tôi đã tin cậu rồi. Bà cụ Tô đẩy chồng ra một bên, tránh ra, ông không xem thì tôi xem. Ông cụ Tô, cuối cùng thì ông vẫn thua. Bà cụ Tô nhìn thấy hình ảnh Túc Bảo xách túi lớn túi bé đi phía trước, Tô Tử Tích thì nhẫn nha đi sau, tay đang cầm di động để chơi game. Bà cụ không khỏi tức giận, ôi mình thật là. Sao hôm đó lại đánh ít như vậy? Không ngờ nó lại để em gái xách hành lý. Mộc Quy Phàm nheo mắt nhìn Tô Tử Tích trong đoạn ghi hình. Nhóc con được lắm, dám sai khiến tiểu Túc Bảo ngoan của anh ư. Mộc Quy Phàm lấy di động ra. Tô Tử Tích đang chiến đấu một cách hào hứng, chuẩn bị hạ gục viên pha lê đối diện. Đột nhiên, màn hình điện thoại tối đen. Tô Tử Tích ngẩn tò te, lập tức nổi giận, mẹ kiếp. Lúc nào mất kết nối chẳng được. Đằng này đè đúng lúc chuẩn bị hạ gục pha lê, ông trời ơi ông đang đùa bỡn con đó hả? Túc Bảo bắt một chiếc taxi, kiễng chân lên hỏi, chú ơi, đến đảo Hoa Túc ở gần trường đại học bao nhiêu tiền ạ? Tài xế taxi vươn cổ ra mới trông thấy Túc Bảo,
nhìn trái nhìn phải chỉ có hai đứa nhỏ, không có người lớn. Anh ta đảo mắt, nói, 500 tệ. Túc Bảo. Cô bé nghi ngờ chú tài xế đang bẫy mình. Túc Bảo từ chối, chú ơi 50 tệ được không, cháu không có tiền. Tài xế trợn mắt há hốc mồm, tạm thời không nói đến chuyện anh ta có lừa gạt cô bé này không. 500 tệ mà giảm xuống thành 50 tệ, cô bé này biết mặc cả quá nhỉ. Bỏ đi, 250 tệ xem như đưa cháu đi mà không có lời lãi. Tài xế nói. Túc Bảo hơi khựng lại, gương mặt ngây thơ đáng yêu tỏ vẻ nghiêm túc, chú tài xế, chú có lòng tốt ra tay giúp đỡ nhưng con lại không thể nhận. Ba con nói rồi, người lao động làm việc vất vả, không được lấy công mà không trả tiền. Con không đi xe chú nữa, tạm biệt. Tài xế càng nghe càng thấy sai sai, hừm, không ngồi thì thôi, làm gì mà phải vòng vo mắng người chứ. Túc Bảo lắc đầu, nghiêm túc nói, chú ơi đêm đừng chạy xe nhiều quá nha, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ý cô bé là quỷ thật. Tài xế lại nghe ra ý khác, con nhóc này còn trù người khác nữa ư. Con có ý gì, tài xế trừng mắt. Túc Bảo không trả lời, kéo hành lý đi về phía trước. Hừm, muốn lừa tiền của cô bé hả, không được đâu nha. Nhổ lông của tiểu ngũ thì được, nhưng cô bé thì chỉ vắt cổ chảy ra nước thôi nha. Tên tài xế bị một đứa bé giáo huấn, sắc mặt khó coi vô cùng, anh ta nuốt không trôi cục tức này, toàn xuống xe dạy dỗ Túc Bảo một bài học. Nhưng, cánh cửa chỉ vừa hé mở đã bị một người đàn ông cao to lực lưỡng đá vào đóng sập lại. Người đàn ông này trừng mắt rồi thản nhiên đấm vào cửa kính xe anh ta. Tài xế sợ tới mức không dám phát ra tiếng, rụt cổ lại. Túc Bảo kéo vali tiếp tục đi về phía trước, một chiếc xe taxi bỗng tấp vào ven đường. Túc Bảo hỏi, chú ơi tới đào hoa Túc gần trường đại học bao nhiêu tiền? Tài xế nói, chúng tôi có đồng hồ chính quy đo đường, đi bao nhiêu thì thu bấy nhiêu tiền, thông thường không quá 100 tệ. Hai mắt Túc Bảo sáng lấp lánh, đúng đúng. Phải tính theo đồng hồ chứ. Ba cô bé dặn rồi, ra đường phải đi xe đàng hoàng, xe có đồng hồ tính tiền mới là xe đàng hoàng. Túc Bảo mở cửa, phát hiện tài xế đã xuống xe, giúp cô bé nhấc vali bỏ vào cốp xe. Túc Bảo lập tức cười híp mắt, chú thật tốt bụng. Con bói quẻ rồi, chú sắp gặp vận may đó, thăng chức phát tài, cưới được nàng dâu. Tài xế, cô bé con nhà thủ trưởng Mộc thật biết nói chuyện mà. Sau khi Túc Bảo lên xe rời đi, người đàn ông mặt đen cao lớn cường tráng cũng nhanh chóng đi theo. Tài xế taxi nhìn chiếc taxi chở Túc Bảo ở phía trước, mắng, đúng là đứa bé khiến người ta chán ghét mà, cháu mới gặp quỷ, cả nhà cháu đều gặp quỷ. Tài xế taxi nhổ nước bọt ra khỏi cửa sổ xe rồi tiếp tục đi mời chào khách hàng. Trong xe, Túc Bảo lấy một cái ví lớn từ túi của mình ra. Trong ví đầy ắp bao lì xì. Tô Tử Tích cố gắng hồi lâu vẫn không kết nối được game, tức giận cất di động luôn. Vừa nghiêng đầu, Tô Tử Tích đã trông thấy Túc Bảo đang đếm bao lì xì, cậu nghẹn họng nói, thời đại nào rồi còn dùng tiền. Túc Bảo kinh ngạc, anh không cần dùng tiền à? Tô Tử Tích mất kiên nhẫn nói, ý anh là bây giờ đều thanh toán bằng di động, chẳng mấy ai dùng tiền mặt. Túc Bảo lắc đầu, em không thích thanh toán bằng điện thoại, em thích dùng tiền mặt vì tiền vơi đi bao nhiêu em đều nhìn rõ. Ví tiền bất phồng, cô bé sẽ đau lòng, có đau lòng mới biết cột ví tiền cho thật chặt, không tiêu xài hoang phí. Dần ra, cô bé sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền và ngày càng giàu có hơn. Tô Tử Tích rầu môi coi thường, duỗi tay lấy một bao lì xì của Túc Bảo rồi đánh giá, thế em cũng không cần thiết giữ nguyên bao lì xì không bóc vỏ chứ. Dù thích dùng tiền mặt để thanh toán cũng chẳng có ai nhét luôn bao lì xì vào ví. Túc Bảo nhìn đăm đăm vào bao lì xì trên tay Tô Tử Tích, nói. Anh ơi vậy là anh không hiểu rồi, bao lì xì có thể đựng tiền và tiết kiệm tiền, cất bao lì xì vào ví thì em sẽ ngày càng giàu có. Tô Tử Tích cười giễu, đúng là mê tín dị đoan. Túc Bảo duỗi bàn tay trắng hồng ra lấy lại bao lì xì, nói, hết nói nổi, anh vẫn không hiểu. Tô Tử Tích không có tâm trạng tranh luận với Túc Bảo, lười phải lên tiếng. Túc Bảo nhoài người lên vị trí chính giữa ghế lái và ghế phụ, nhìn chằm chằm đồng hồ đo. Chỉ thấy trên đồng hồ hiển thị 89. Trong nháy mắt đã chuyển thành 96. Đến rồi, tài xế nói. Gương mặt nhỏ của Túc Bảo lập tức nhăn lại, cô bé đau lòng quá đỗi, xe mới nhích lên trước một đoạn mà đồng hồ đã nhảy từ 89 lên 96 rồi. Tăng thêm 7 tệ đó nha. Biết vậy cô bé đi bộ đoạn đường ngắn này là được rồi. Túc Bảo nhìn bao lì xì trong tay, mặt lộ vẻ khó xử, chú ơi, chú có thể lùi xe về phía sau một chút không ạ?
Tài xế, a, một tiếng, anh ấy đi quá địa chỉ rồi à? Đâu có nhỉ, đến ngay đúng địa chỉ mà. Hồi trong quân đội, anh ấy còn không đỗ xe chuẩn như này đâu đấy. Tài xế vội hỏi, chú lái xe quá địa chỉ à, không được lùi xe chỗ này con ạ, nếu bị chụp hình lại sẽ bị phạt. Đây không phải xe của anh ấy, xe của anh có bị phạt cũng chẳng sao, nhưng không thể để người tài xế cho mượn xe phải chịu phạt. Túc Bảo lắc đầu, không ạ, do con không có nhiều tiền để trả, hồi nãy 89 tệ là vừa đúng số tiền con có. Tài xế, cô bé đáng yêu, lùi xe về sau cũng phải trả thêm phí xe đó. Túc Bảo lơ mơ, ồ, sao lùi xe lại còn phải trả thêm tiền, cái đồng hồ này không coi trọng đạo đức nghề nghiệp gì hết. Tài xế nhìn cô bé con đáng yêu trước mặt, mới tí tuổi đầu mà đã biết mặc cả rồi đấy. Thôi, chú lấy con 85 tệ là được rồi. Tài xế mềm lòng nói. Hai mắt Túc Bảo lấp lánh, cảm ơn chú ạ. Dứt lời, cô bé lấy ra tờ 100 tệ màu đỏ từ bao lì xì. Khóe miệng tài xế khẽ giật, anh ấy nói, đây chẳng phải có tiền sao. Túc Bảo hơi ngại, nói nhỏ, ba con nói, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Mặt tài xế nhuốm vẻ hồ nghi, thủ trưởng Mộc của họ, từng nói lời như này thật ư. Mộc Quy Phàm nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, khóe miệng khẽ giật, không hề, anh không hề nói vậy nha. Tài xế giúp Túc Bảo lấy vali xuống rồi nhấc lồng vẹt ra, vừa liếc mắt anh ấy đã thấy Tô Tử Tích vẫn đang cố gắng kết nối với trò chơi trên di động. Tài xế nhét vali vào tay Tô Tử Tích rồi treo tất cả túi sách và lồng chim lên tay cầm của chiếc vali. Tô Tử Tích vừa ngẩng đầu đã phát hiện ra tay mình có thêm bao nhiêu đồ đạc. Sau giây phút muộn màng, Tô Tử Tích mới sực nhớ ra, từ nãy đến giờ Túc Bảo luôn là người xách đồ. Túc Bảo duỗi tay qua, nói, anh, để em cầm cho, em khỏe lắm. Túc Bảo chẳng hề thấy việc xách đồ có vấn đề gì. Tô Tử Tích hất tay Túc Bảo ra, nghiêm túc nói, được rồi, để em xách đồ rồi đến lúc mệt quá lại khóc lóc mách tội anh với ông bà hả. Tô Tử Tích nói rồi kéo hành lý về phía cổng khách sạn. Túc Bảo vui vẻ đi theo sau, díu dít nói, đây là đào hoa Túc rồi. Hai ngày tới chúng ta sẽ ở lại đây. Tô Tử Tích, Đào hoa Túc, sao nghe quen quen nhỉ? Túc Bảo nói tiếp, trước khi đến đây, em đã nhờ ba em đặt trước phòng 34.008 ở khách sạn XXX, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Ngay cạnh phòng của chị gái nhảy lầu. Bước chân của Tô Tử Tích khựng lại. Mẹ kiếp! Túc Bảo mù mờ hỏi, không thì anh nghĩ chúng ta tới đây làm gì? Vốn dĩ tới đây là để bắt nữ quỷ mà. Anh Tử Tích chỉ nhìn ảnh khi tử vong của chị gái kia mà đã bị quỷ hồn chị ấy bám vào người. Cô bé đương nhiên phải bắt chị gái kia rồi. Túc Bảo thấy sắc mặt Tô Tử Tích trắng bệch, hỏi, anh ơi, anh sợ à? Tô Tử Tích, nói bậy. Túc Bảo, thế đi thôi tương đương. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy hai tòa nhà cao đối diện nhau. Trên tầng cao nhất có ba ký tự lớn. Đào hoa Túc. Túc Bảo kiếng chân lên để đăng ký thông tin tại quầy lễ tân. Xong xuôi, cô bé kéo Tô Tử Tích vào thang máy, đi thôi. Thang máy đi thẳng lên tầng 34. Tòa nhà này thực sự rất cao, phòng ốc dày đặc, hành lang dài gần như không có điểm kết thúc. Tô Tử Tích chỉ nhìn lướt qua, chẳng rõ tại sao, cả người cậu đổ mồ hôi lạnh. Túc Bảo nhìn tới nhìn lui, phân tích nói. Hành lang quá hẹp lại quá dài, dễ dàng trở thành nơi để nuôi dưỡng quỷ hồn. Tô Tử Tích, giải thích hay lắm, nhưng lần sau đừng giải thích nữa. Nơi này không phải khách sạn hạng sang, hơn nữa tầng này giống nơi ở công cộng hỗn loạn, có cả hình thức thuê ngắn hạn và dài hạn, vì vậy hành lang không được trải thảm. Khi chiếc vali được kéo qua, cả hành lang đều vang vọng tiếng lạch cạch. Hai bên hành lang, thỉnh thoảng có một gian phòng mở cửa, người thuê ngồi ở cửa hóng gió mát. Vừa nhìn thấy hai đứa bé đi qua đã ngẩn người. Tô Tử Tích cảm thấy hành lang mà cậu đang đi quá dài, cuối cùng cũng đến 34.008. Túc Bảo quẹt thẻ phòng mở cửa. Khi cửa bị đẩy ra, một cơn gió mát thổi qua, cánh cửa phòng bên cạnh bỗng đóng sầm lại, da đầu Tô Tử Tích như tê dại. Tiểu Ngũ bên cạnh còn hét to một cách bất ngờ, ai ui, mát quá nhà tương đương. Trái tim của Tô Tử Tích như vọt lên cổ họng. Mau vào đi. Cậu muốn vào phòng ngay lập tức, chẳng ngờ gió quá lớn, cửa bị đẩy rầm một tiếng. Túc Bảo vào trong phòng rồi, còn cậu vẫn ở ngoài cửa. Gió lượn vòng trong hành lang, tiếng gió ù ù, cánh cửa phòng kế bên cũng đóng chặt, nhưng Tô Tử Tích luôn cảm thấy chỉ một giây sau cánh cửa đó sẽ bật mở.
Mẹ kiếp, như này còn kinh dị hơn vào phòng. Túc bảo, mở cửa, Tô Tử Tích vội đập cửa. Người thuê nhà đang hóng gió ở cửa nhà ban nãy thò đầu ra nhìn, kết hợp với tiếng gió rít gào, Tô Tử Tích chỉ thấy kinh hãi. Đúng lúc này, cửa lại cạch một tiếng, Tô Tử Tích vui mừng khôn xiết, vội đẩy cửa toan bước vào phòng. Nhưng, khi vặn nắm cửa cậu mới phát hiện ra cửa chưa mở. Có nghĩa là, tiếng mở cửa không phải từ phòng của bọn họ, mà là từ phòng bên cạnh. Tô Tử Tích quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía cửa phòng bên cạnh. Cung phản xạ của cậu bé rất dài, trơ mắt nhìn cửa phòng kẹt một tiếng, kéo cả kéo kẹt mở dần ra sau. Gió đối lưu mạnh đến nỗi ban nãy cánh cửa phòng của bọn họ đã bị gió đóng sầm lại. Nhưng cửa phòng bên cạnh lại từ từ mở ra, cảm giác cứ như có người nào đó đang đứng đằng sau chậm chậm mở cửa ra vậy. Cánh cửa mở đến 1/3, lại không di chuyển nữa. Tô Tử Tích cứng đờ người, cánh cửa kia cũng không nhúc nhích chút nào. Cứ như có một người vô hình đang nắm lấy tay nắm cửa, dựa vào cạnh cửa nhìn chằm chằm cậu bé vậy. Ra đầu Tô Tử Tích run rẩy, lại dùng sức đẩy cửa, Túc bảo, mở cửa. Mẹ nó, đùa quá trớn rồi đó. Cửa phòng bên cạnh vẫn không di chuyển chút nào, tiếng gió rít gào, cảm giác bên tai có tiếng cười của ai đó. Là tiếng cười mà không phải là tiếng khóc. Không sợ quỷ khóc, chỉ sợ quỷ cười. Tô Tử Tích đẩy càng mạnh hơn, con nhóc Túc bảo này. Cố ý hả? Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra một cách khó khăn, Túc bảo thở hồng hộc, không nói nên lời, anh trai, cửa mở ra ngoài mà. Cậu bé dùng sức đẩy mạnh vào trong như vậy, suýt chút nữa là bé không mở ra được rồi. Anh trai, anh khỏe quá rồi đó, Túc bảo nói. Tô Tử Tích không quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng bước vào trong. Có lẽ khi con người ta rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ thì đều sẽ bùng nổ tiềm năng, Tô Tử Tích cũng không biết ban nãy mình đã đẩy cửa mạnh đến mức nào nữa. Vào phòng, khuôn mặt căng thẳng của cậu bé cuối cùng cũng thả lỏng, cảm thấy cực kỳ khó hiểu bắt đầu mắng chửi, khách sạn này thiết kế cái kiểu gì vậy, sao cửa lại mở ra ngoài chứ? Hành lang hẹp như vậy, mọi người đều mở cửa ra ngoài, vậy chẳng phải những người muốn đi ngang qua sẽ không đi được à? Túc bảo gật đầu, thiết kế rất không hợp lý. Hành lang hẹp dài chạm tâm sát, cửa mở ngược, còn đối nghịch. Trong phong thủy, một hành lang quá dài hoặc quá hẹp lại chạy thẳng tắp sẽ biến sinh khí thành sát khí, nói chung là điểm xấu. Cứ như ban đầu tòa nhà này được thiết kế không phải để cho người ở vậy. Tô Tử Tích quan sát không gian trong phòng một chút, liếc qua thấy trang trí khá đẹp, mặt tường trắng ngần, trong phòng khách nhỏ đặt một chiếc ghế sofa màu trắng gạo, rèm cửa là loại hai lớp, lúc này mảnh vải chính đã được cuộn lên, chỉ để lại một lớp vải thưa màu trắng. Vải thưa trắng nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Bên cạnh chiếc ghế sofa hình đám mây có đặt một cái bàn cà phê hình tròn, khiến thiết kế màu kem chủ đạo này càng có vẻ sạch sẽ và mềm mại hơn nhiều. Nhưng Tô Tử Tích nhìn lại cảm thấy rất khó chịu. Cậu bé tùy ý ngồi xuống sofa, lập tức bị lún xuống. Cậu bé oán giận nói, trông thì thế thôi chứ thực chất trang trí kiểu này giả vãi. Một chiếc sofa chất lượng thì sẽ là kiểu mềm mại nhưng khi ngồi lên không bị xẹp lún, có độ đàn hồi tốt, chất vải thân thiện với da, tạo cảm giác thoải mái. Nhưng chiếc sofa này vừa ngồi xuống đã bị lún rồi, bề mặt vải cũng có cảm giác khó chịu không thể tả, nhìn kỹ chiếc bàn cà phê tròn ở trước mặt, thậm chí có thể thấy được nó đã được quét qua bằng loại lớp sơn kém chất lượng. Đây là một loại ảnh ảo vô cùng điển hình, xem ảnh thì thấy cũng ổn, nhưng khi vào ở rồi mới biết được nơi này cực kỳ không thoải mái. Túc bảo lôi đồ trong vali ra, đầu tiên thì bé lấy một đôi dép phịt nhỏ màu vàng đáng yêu ra rồi xỏ vào chân. Sau đó bé lấy dép lê của Tô Tử Tích ra, lôi hai bọc ga trải giường với chăn bông ra ngoài, lại lấy hai túi quần áo, một túi trang bị, một túi đồ dùng sinh hoạt gồm khăn mặt, bàn chải đánh răng, vân vân, rồi tiếp tục lấy ra một gói đồ ăn vặt lớn ra. Tô Tử Tích nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, một cái vali bé tí xíu như vậy, sao có thể nhét nhiều đồ vào như vậy chứ? Túc bảo lê dép chạy tới chạy lui, bày biện đồ dùng xong xuôi, còn bớt thời gian đi an ủi cậu bé. Anh trai, kiên trì một chút nha. Nếu anh cảm thấy quá chậm, vậy lát nữa chúng ta sẽ qua phòng bên cạnh để kiểm tra xem sao. Tô Tử Tích, còn muốn sang phòng bên cạnh để kiểm tra nữa hả? Tại sao, cậu bé cực kỳ khó hiểu. Có nữ quỷ liền nhất định phải chào sao? Tại sao cậu bé lại không thể yên phận ở lại nhà họ Tô, lấy 18 là bùa trừ tà để dùng chứ, tại sao lại cứ nằng nặc đòi tới bắt quỷ? Túc bảo nói, nếu không bắt thì nó vẫn sẽ luôn quấn lấy anh.
anh sẽ liên tục gặp ác mộng, từ từ yếu dần yếu mòn, thậm chí còn mắc bệnh, tinh thần hoảng hốt, bị bệnh tâm thần, lang ben, động kinh, thận hư, nấm móng. Bé giơ ngón tay liệt kê một đống. Tô Tử Tích, dừng lại. Mớ hỗn độn gì thế hả? Túc bảo, tóm lại, dựa theo lời sư phụ nói, như này gọi là tránh được mùng 1 nhưng không tránh được 15, trị ngọn không trị được gốc. Tô Tử Tích, vậy thì sao, tại sao lại phải lặn lội đường xa đến đây để bắt quỷ vậy, sao không gọi nó ra rồi bắt lấy nó ở ngay trong thủ đô chứ? Túc bảo ồ một tiếng, sao em không nghĩ ra nhỉ? Tô Tử Tích, vậy nên hiện tại chúng ta lập tức trở về. Túc bảo lắc đầu, không được. Tô Tử Tích che mặt gãi tóc, tại sao lại không được? Túc bảo, tiền phòng không hoàn lại, không ở thì sẽ rất lãng phí. Tô Tử Tích, cậu thiếu chút tiền đó chắc. Anh sẽ cho em tiền. Tô Tử Tích quật tính tình lên đây. Túc bảo vẫn lắc đầu nói không được, anh trai cho tiền là tiền của anh trai, ba cho tiền là tiền của ba, nếu lấy tiền của anh trai nhưng không ở lại khách sạn mà ba đã đặt trước, vậy tiền của ba sẽ bị lãng phí. Mỗi lần gặp tình huống như vậy, logic của cục bột nhỏ cực kỳ rõ ràng. Và lại, hôm đó khi bé xoay cụ rùa, quẻ tượng nói rằng bọn họ cần phải tới đây, tuy rằng bé cũng không biết vì sao lại vậy. Tô Tử Tích hộc máu. Tiểu công chúa của nhà họ Tô được cả nhà cưng chiều lại tính toán chi ly chỉ vì tiền thuê phòng 2 ngày. Thôi, tính ra thì tiền thuê phòng 2 ngày cũng tốn mất 1.000 tệ. Cậu bé phải bồi luyện mãi mới kiếm được 1.000 tệ một ngày. Bồi luyện ý chỉ việc cùng chơi game online với khách hàng, cung cấp dịch vụ trò chuyện bằng văn bản hoặc giọng nói với khách, từ đó nhận được phí chơi game cụ thể. Tô Tử Tích đã kiếm được tiền và tự nuôi sống bản thân từ sớm biết rõ kiếm tiền không dễ, không ngờ cậu bé lại vì 1.000 tệ này mà đạt chung nhận thức với Túc Bảo. Dù sao, tới cũng tới rồi. Thấy Túc Bảo bận bịu qua lại, cậu bé tức giận đi tới, nắm lấy cổ áo của bé, vẻ mặt ghét bỏ, đi qua một bên, anh dọn cho. Nhìn cái mớ hỗn độn mà em vừa bày ra kìa. Túc Bảo, đâu có lộn xộn đâu. Tô Tử Tích hừ một tiếng, anh không thích người khác chạm vào đồ của mình. Cậu bé lấy đồ của mình ra, tiện thể cũng sắp xếp đồ của Túc Bảo luôn. Túc Bảo không có việc gì làm, đành phải chạy tới chơi với Tiểu Ngũ. Vậy thì anh trai, buổi tối chúng ta qua phòng bên cạnh xem thử nha, Túc Bảo vừa mở lồng chim ra, vừa hỏi. Tô Tử Tích xị mặt, sao không phải là ngày mai, lúc mặt trời lên cao chứ? Túc Bảo lắc đầu, buổi tối quỷ mới ra ngoài á. Tô Tử Tích, được rồi, chết sớm đầu thai sớm vậy. Tiểu Ngũ bay ra khỏi lồng sắt, đi theo hình chữ bát, đi qua bên này rồi lại lượn sang bên kia. Ôi chao, mát quá đi. Nó vẫn lặp lại câu nói đó, chẳng qua lần này có nói thêm được mấy câu phía sau. Nơi này có người, nơi này cũng có người, gầm giường có người. Ôi chao, trên điều hòa có hai người. Tô Tử Tích đang định trải ga giường, lập tức rợn tóc gáy. Cậu bé lui về phía sau một bước, rồi lập tức kìm lại dưới ánh mắt khó hiểu của Túc Bảo. Cầm lấy đồ đánh răng rửa mặt đi vào phòng tắm. Tiểu Ngũ, a, phòng tắm có một bà gì? Tô Tử Tích không thể nhịn được nữa, câm miệng. Túc Bảo khó hiểu nhìn cậu bé, quay lại hỏi Tiểu Ngũ, làm gì có người ở trên điều hòa? Tiểu Ngũ, hai người không biết xấu hổ chỉ mặc quần lót kia. Tô Tử Tích, đó là anh em Hải Nhĩ. Hai nhân vật hoạt hình cho trẻ con mặc quần lót. Túc Bảo lại hỏi, dưới gầm giường cũng đâu có đâu. Tiểu Ngũ bay xuống dưới, ngậm một tấm danh thiếp từ gầm giường ra, trên danh thiếp ghi là rửa chân cả một đêm, còn in hình một chị gái ăn mặc mát mẻ. Quác quác, có người, có người. Tô Tử Tích, đó là, loại danh thiếp không biết xấu hổ. Quá đủ rồi. Cậu bé cầm bàn chải đánh răng với khăn mặt đi vào phòng tắm, nhìn thoáng qua tờ quảng cáo dán trên cửa phòng. Có một bà dì cười tủm tỉm, hiền hòa nhắc nhở hãy chú ý đến an toàn phòng chống cháy nổ. Vậy nên bà gì trong phòng tắm mà nó nhắc tới, ý là cái này hả? Lại không trông thấy Túc Bảo bỗng nhiên chớp mắt, tập trung nhìn qua, ồ lên một tiếng. Quả thật có gì nào đó mà. Tô Tử Tích đang định vào phòng tắm cất khăn mặt, nghe thấy Túc Bảo nói vậy thì lập tức dừng lại, xoay người đi trở về. Túc Bảo khó hiểu hỏi, anh trai, không phải anh định cất khăn mặt à? Tô Tử Tích không đổi sắc mặt, anh nghĩ mình vẫn nên trải ga giường trước. Túc Bảo, ồ. Bé nhìn dì nữ quỷ mặc áo ngủ, vắt một cái khăn lau trên vai chậm rãi đi vào trong phòng, ngồi xuống mép giường. Hơ, lại có khách mới tới thuê phòng à, sao lại là hai nhóc con vậy?
gì quỷ nói chuyện phiếm. Túc Bảo nhìn về phía giường, ngoan ngoãn đáp lại, quấy rầy mọi người rồi ạ. Bọn con chỉ ở lại 2 ngày thôi, sẽ rời đi sớm ạ. Tô Tử Tích đang bước đến cạnh giường lại đột nhiên dừng lại, xoay người đi về phía phòng tắm cất khăn mặt trước. Tiểu Ngũ nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng khó hiểu, quắc quắc, sao anh lại về vậy? Tô Tử Tích mặc kệ nó. Tiểu Ngũ, tôi biết rồi, anh sợ quỷ. Tô Tử Tích cười lạnh, trên đời này không có quỷ. Tuy rằng cậu bé đã bị cơn ác mộng dọa sợ. Tuy rằng cậu bé và Túc Bảo đã tới nơi này. Nhưng mà, cậu bé chỉ giữ thái độ thà rằng tin vào một cái hữu hình hơn là một cái vô hình, về bản chất cậu bé vẫn tin rằng trên đời không có. Vừa nghĩ đến đây, một ông chú bước ra từ trong phòng tắm. Tô Tử Tích. À à à, cậu bé đang nằm mơ hả, ảo giác đúng không? Nếu người nhìn thấy ông chú vào giờ phút này là Tô Tử Du, cậu ấy chắc chắn sẽ nhảy cao 3 thước rồi lao tới sau lưng Túc Bảo. Nhưng Tô Tử Tích vẫn đứng im tại chỗ, giống như đã hóa đá, sắc mặt dại ra. Ngoại trừ ông chú này, cậu bé còn thấy được một bà dì đang ngồi ở cạnh giường. Rõ ràng ban nãy trong phòng không có ai cả, hai người bọn họ từ đâu tới vậy? Nếu là quỷ, thế tại sao cậu bé lại nhìn thấy được bọn họ? Cung phản xạ của Tô Tử Tích hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại. Ông chú kia liếc nhìn cậu bé một cái, bất mãn oán giận, lại có khách mới tới thuê phòng à, đúng là hết nói, ngày nào cũng có người đến người đi, ồn chết đi được, đã không trả tiền rồi còn làm đông làm tây nữa. Túc Bảo vội vàng chạy đến cạnh vali, lấy trang bị mà cậu cả đã chuẩn bị cho bé ra, cực kỳ hào phóng lấy ra một xấp tiền giấy. Xin lỗi ạ, đã quấy rầy rồi, bọn con sẽ cho hai người tiền. Bé cầm tiền, dùng chu sa vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất, để lại một khoảng trống ở phía tây bắc của vòng tròn. Sau đó bé đốt tiền giấy, miệng lẩm bẩm. Thấy Túc Bảo đốt tiền giấy, cuối cùng Tô Tử Tích cũng có phản ứng. Cậu bé lập tức rùng mình, lông tơ khắp người dựng đứng hết cả lên. Em đang làm gì thế? Trong lòng cậu bé run sợ. Túc Bảo nói, đốt tiền giấy cho chú với gì, mượn phòng của bọn họ để ở vài hôm. Sống lưng Tô Tử Tích cứng đờ, tay chân khua đều bước tới, ngồi ở bên cạnh Túc Bảo giống như robot. Thấy hai con quỷ đang nhìn chằm chằm mình, Tô Tử Tích vội vàng cúi đầu nhìn về phía Túc Bảo. Tại sao lại phải vẽ vòng tròn, cậu bé cố tìm chủ đề để nói chuyện. Túc Bảo giải thích, phải vẽ vòng tròn thì bọn họ mới có thể lấy được tiền á, không thì tiền sẽ bay đi mất theo chiều gió. Tô Tử Tích, anh trai anh phải nhớ nha. Trước khi đốt tiền giấy cho người khác thì nhất định phải vẽ vòng tròn, nếu đối phương không có mặt ở đó vậy thì phải viết tên và ngày tháng năm sinh của đối phương lên. Không thì đối phương không nhận được đâu. Tô Tử Tích, vậy những người đốt tiền ở ngã tư đường vào ngày 14 tháng 7 thì sao, bọn họ đâu có vẽ vòng tròn. Cậu bé đã từng nhìn thấy, nhưng mà người ta không vẽ cái gì cả. Túc Bảo nói, vậy nên phần lớn tiền giấy mà bọn họ đốt đều không đến được tay của người thân nhà họ. Nhưng mà khi bọn họ đốt tiền giấy thì xung quanh sẽ có rất nhiều cô hồn dã quỷ, tiền có thể rơi vào tay đám cô hồn dã quỷ đó. Anh đã học được chưa? Cuối cùng Túc Bảo không yên tâm hỏi lại. Tô Tử Tích. Khoan đã, cậu bé học cái này để làm gì chứ? Đợi khi ánh lửa đã đốt rụi một góc tiền giấy cuối cùng, Túc Bảo lấy kiếm gỗ đào ra gảy tàn cho. Được rồi, chú và dì, đây là tiền thuê nhà cho hai người đó. Sắc mặt của dì quỷ trở nên vui vẻ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một khách thuê hiểu chuyện. Cô hồn dã quỷ giống như bọn họ thường không có người thân thờ cúng, sau khi chết cũng không có ai đốt tiền cho bọn họ. Vì vậy bọn họ chỉ có thể lang thang khắp các ngã tư đường vào ngày 14 tháng 7 để nhặt ít tiền gian nan sống qua ngày. Nhưng vào thời buổi này, rất hiếm có người đến ngã tư đường để đốt tiền giấy. Dì quỷ và chú quỷ bước vào vòng tròn thông qua khoảng trống ở phía tây bắc, vui vẻ nhặt tiền. Ái chà! Đúng là một cô bé hiểu chuyện mà. Đây đây đây, nơi này cho hai đứa ở, dì với chú sẽ qua nhà hàng xóm ở nhờ 2 ngày. Bà dì cười đến 2 mắt cong cong. Tâm trạng của ông chú cũng tốt, vui tươi hớn hở hỏi, có gì cần giúp thì hai đứa cứ nói nhé. Tô Tử Tích, mở rộng tầm mắt, cánh cửa đến thế giới mới đã mở ra. Cậu bé đực mặt ra. Túc Bảo suy nghĩ một chút, hỏi, hiện tại ai đang sống ở bên cạnh thế ạ? Bà dì và ông chú đã nhận tiền đều rất phối hợp, nói, bên cạnh ấy à, ý con là âm hồn có từ ban đầu hay là khách tới thuê phòng? Túc Bảo khó hiểu nói, em mờ hồn có từ ban đầu. Quả nhiên tòa nhà này không dành cho người sống ở mà. Ông chú nói,
ngày xưa khu này là bãi tha ma. Sau thì nơi này đã được quy hoạch lại mà đúng không? Túc Bảo gật đầu. Ba Di nói, trước khi đào móng bọn họ đã mời một tên đạo sĩ tới, mấy trăm năm qua không biết ở bãi tha ma này đã chôn cất bao nhiêu người nữa, dần ra có tới hơn 1.000 linh hồn ở tại đây, rời khỏi đây thì nào có biết đi đâu. M hồn thì không thể rời đi, đạo sĩ kia cũng không có năng lực thu phục toàn bộ bọn ta, nhưng lão ta lại muốn có tiền, cho nên lão ta đã đề xuất ý kiến cho ông chủ lớn của tòa nhà này. Nói cái gì mà cân bằng âm dương, ý là sau khi xây nhà xong, chia cho đám âm quỷ vốn dĩ đang ở nơi này như bọn ta một gian phòng, cánh cửa mở ngược ra bên ngoài, hàng lang thông từ đầu đến cuối, thông âm khí, phòng cũng làm theo tiêu chuẩn âm phủ. Vậy nên phần lớn phòng ở nơi này đều rất nhỏ. Túc Bảo nghe đến ngây người, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người sống. Hơn nữa nơi này có nhiều quỷ như vậy, ông chủ lớn cũng đồng ý à? Di quỷ nói, chỉ cần người sống không ở lại thường xuyên và lâu dài là được, tòa nhà này người đến người đi, ở lại không lâu, không ảnh hưởng được. Đám cô hồn dã quỷ bọn ta cũng không thể tồn tại, mãi mãi, lâu dần sẽ tiêu tán thôi, ông chủ lớn cũng không ở nơi này, thì sao ông ta lại không đồng ý cho được? Trái lại có mấy người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp ra trường, ghét bỏ hoàn cảnh sống ở làng quê, lại không trả nổi tiền thuê chung cư. Cho nên đã chọn đến sống ở đây mấy năm liền, cô gái sống ở bên cạnh là như vậy đó. Khi Túc Bảo nghe thấy câu chuyện mà bé muốn nghe, hai cái tai nhỏ lập tức dựng lên, chống cằm nghiêm túc nghe kể chuyện. Dì quỷ thấy bé đáng yêu, không nhịn được chậm chậm kể, cô gái kia đã sống ở đây 3 năm rồi, sống lâu tinh thần cũng có chút vấn đề. Túc Bảo gật đầu, trước khi tới đây ba của con đã điều tra qua giúp con, Đào Hoa Túc có rất nhiều người nhảy lầu tự tử. Nói cách khác, nữ quỷ bám lấy anh Tử Tích cũng không phải là người đầu tiên. Dì quỷ gật đầu, đúng vậy, sống ở đây lâu rồi, mạng mà không đủ cứng thì sẽ hay rơi vào trạng thái mê man, u uất, trầm cảm vân vân. Người có kẻ xấu thì quỷ cũng có, rất nhiều con quỷ đã nhân cơ hội lấy mạng người khác. Sau khi khách thuê chết, nếu gặp phải quỷ sai không thạo việc, lúc đến đón người chết lại đón chật hoặc đón sót, linh hồn người chết bị mắc kẹt ở đây, vậy sẽ trở thành người hầu cho âm hồn đã ở đây từ ban đầu. Túc Bảo chợt hiểu ra. Vậy bây giờ người đang sống ở bên cạnh là âm hồn có từ ban đầu và chị gái nhảy lầu bị mắc kẹt ạ? Dì quỷ và ông chú kinh ngạc, sao bé lại biết được vậy? Dì quỷ nói, bình thường cô gái ở phòng bên không thích ra ngoài, sau khi đi làm trở về thì chỉ thích ở nhà chơi game thôi, nghe nói còn thường nối mic với một streamer chuyên bồi luyện game gì đó thì phải. Tô Tử Tích, mẹ nó, bồi luyện game. Người này, không phải là chỉ cậu bé đó chứ? Tô Tử Tích bỗng vô cớ túa mồ hôi lạnh. Túc Bảo hỏi, hướng dẫn chơi game ư, anh của con cũng làm cái này nha. Tô Tử Tích, đừng nhớ tới anh, cảm ơn em gái. Dì quỷ nhìn Tô Tử Tích một cái, nói, thế à? Cô gái kia không có bạn bè nào cả, cô ấy thuê chung nhà với một cô gái khác, nhưng quan hệ giữa họ cũng không tốt lắm. Cô gái sống cùng nhà đó thi thoảng lại đưa bạn trai về ngủ qua đêm, vì thế hai cô gái sống chung thường có xích mích. Tô Tử Tích, tình tiết này hơi quen nha. Dạo trước, cậu thường nhận được đơn yêu cầu hướng dẫn chơi game vào các buổi tối, đối phương hay càm ràm chuyện bạn cùng phòng dẫn bạn trai về ngủ qua đêm. Sau đó thì sao, Tô Tử Tích kìm lòng không đặng hỏi. Dì quỷ nói, sau đó thì không còn sau đó nữa. Tô Tử Tích, cậu mới vừa muốn hóng chuyện thì không còn gì để kể nữa ư. Dì quỷ nói tiếp, khi nhảy lầu. Cô gái đó làm náo động cả phòng nên cô bạn cùng nhà không dám quay về nữa. Nghe đâu cô gái đó thích chàng trai hay chơi game cùng, trước khi nhảy lầu, cô ấy mặc áo cưới màu đỏ và viết tên chàng trai kia, có điều cô gái và chàng trai kia chưa bao giờ gặp mặt, chuyện sau đó thì ta không biết gì thêm. Dì quỷ ngẫm nghĩ rồi bồi thêm một câu, à đúng rồi, chàng trai trong game kia có tên là Mộc Tân Nhật Mộc Cấn, tôi đã trông thấy cuốn sổ đỏ mà cô gái kia viết tên người muốn nối âm duyên, chính là tên này. Tô Tử Tích, mẹ kiếp, không phải chứ, không trùng hợp thế đâu nhỉ. Thế giới này rộng lớn như vậy, sao cứ đè chúng cậu thế? Tô Tử Tích như bị sét đánh giữa trời quang, đứng chôn chân tại chỗ. Túc Bảo cảm ơn chú quỷ và dì quỷ rồi tiễn hai quỷ hồn ra cửa, nhìn họ bay đi. Cô bé nói, được rồi, anh ơi chúng ta sang phòng kế bên xem thử nha. Hồi nãy dì quỷ nói phòng kế bên hiện giờ không có người sống. Tô Tử Tích kinh hồn bạt vía, hay là thôi đi em. Túc Bảo khó hiểu hỏi,
anh ơi, từ lúc mới vào phòng anh đã rất kỳ lạ rồi, sao thế ạ? Ánh mắt Tô Tử Tích hơi né tránh, nhưng cuối cùng cậu vẫn thẳng thắn thừa nhận, hồi nãy lúc anh đứng bên ngoài, cửa phòng cách vách đã mở ra. Túc Bảo mở to đôi mắt, sao ban nãy anh không nói gì? Tô Tử Tích rầu môi, quay phắt đầu đi. Có gì đáng nói đâu, nói ra để Túc Bảo cười nhạo cậu là đồ thỏ đế à? Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, giờ cậu gặp quỷ thật rồi. Khóc to. Túc Bảo, anh ơi, rốt cuộc có chuyện gì thế, giờ anh càng kỳ lạ hơn đó. Cô bé nhìn Tô Tử Tích đăm đăm, cảm thấy anh trai vẫn còn điều giấu bé. Tô Tử Tích nhất thời nghẹn họng, phải nói như thế nào đây? Nói rằng cậu làm streamer hướng dẫn game để kiếm tiền. Vì cậu còn nhỏ tuổi nên khi mới bắt đầu, mọi người kêu cậu cút về nhà tìm mẹ đi. Cậu không thể gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào vì cậu là trẻ con, cuối cùng cậu phải mạo danh người trưởng thành để làm một blogger tự do chuyên đào tạo game. Sau đó, nữ quỷ phòng cách vách trở thành khách hàng được cậu đào tạo. Không có gì, Tô Tử Tích trầm mặc mím môi. Túc Bảo lặng lẽ bấm ngón tay, gương mặt nhỏ lộ vẻ nghiêm túc, cô bé nói, em bói một quẻ, anh sắp gặp nguy hiểm. Anh ơi, thể diện quan trọng hay tính mạng quan trọng đây? Tô Tử Tích. Cậu trừng mắt nghi ngờ Túc Bảo cố ý nói vậy. Cậu mím môi, cuối cùng nói, anh chính là Mộc Tân Nhật Mộc Cấn. Lần này đến lượt Túc Bảo há hốc miệng, anh ơi, tên anh là Tô Tử Tích, sao có thể là Mộc Tân Nhật Mộc Cấn? Lòng Tô Tử Tích rối như tơ vò, cậu lấy ra một tờ giấy rồi viết tên Tử Tích tách ra một chút, cuối cùng thành cái tên Mộc Tân Nhật Mộc Cấn. Túc Bảo thông cảm nhìn Tô Tử Tích, chẳng trách chị gái nhảy lầu bám lấy anh. Tô Tử Tích khó lòng chấp nhận sự thật này. Anh chỉ là một cậu nhóc thôi. Cậu chỉ muốn chơi game để kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, có cần phải thế không hả? Tô Tử Tích cảm thấy game đã trở thành bóng đen tâm lý với cậu. Túc Bảo lắc đầu, chị gái nhảy lầu không quan tâm anh là cậu nhóc đâu, ai bảo từ đầu anh không thành thật làm gì. Tô Tử Tích, mẹ kiếp. Lần đầu tiên Tô Tử Tích cân nhắc một vấn đề, có lẽ cậu đã sai thật rồi. Túc Bảo an ủi, nhưng không sao. Cái tên mà chị gái nhảy lầu viết trên cuốn sổ màu đỏ không phải tên thật của anh, chị nữ quỷ cũng đâu biết ngày sinh và bát tự của anh. Vì vậy, nữ quỷ chỉ có thể bám lấy Tô Tử Tích và khiến cậu gặp ác mộng thôi. Nếu viết tên thật của Tô Tử Tích thì bây giờ chưa chắc cậu có thể bình yên đứng ở đây với Túc Bảo rồi. Thế phải làm sao, Tô Tử Tích không khỏi vò đầu bứt tai. Trước khi tới đây, cậu hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như này. Thậm chí cậu còn nửa tin nửa ngờ về sự tồn tại của ma quỷ. Túc Bảo nhìn Tô Tử Tích, nghiêm túc nói, đừng sợ, có Túc Bảo ở đây mà. Tô Tử Tích ngẩn người. Lúc này, ánh mắt của em gái chỉ cao tới vai cậu đang đong đầy sự chân thành và nghiêm túc, Tô Tử Tích nhìn thôi cũng vô cớ thấy yên tâm. Tô Tử Tích không nói thêm gì nữa. Đêm đến, đào hoa túc chìm vào yên ắng, không gian tĩnh lặng tới mức nơi này như không tồn tại ở thế gian. Trong hành lang dài, đèn chiếu sáng trên trần nhà được đặt cách nhau 2 mét, ngọn đèn không sáng lắm nên hành lang cứ mờ mờ ảo ảo. Thậm chí, ai nhìn vào hành lang này còn có ảo giác đây là đường xuống địa phủ. Túc Bảo cầm thanh kiếm gỗ gụ, vai buộc một chiếc áo khoác màu vàng, trong áo đựng sâu tiền xu, tiền giấy, giấy vàng. Tô Tử Tích đi theo sau Túc Bảo, vẻ mặt cậu căng thẳng vô cùng, trên lưng cậu cũng đeo một thanh kiếm gỗ gụ để trừ tà. Tô Tử Tích nhìn cánh cửa đang đóng chặt phòng kế bên, đồng tử co lại. Dì quỷ hồi nãy nói phòng cách vách không có người sống, thế tại sao cánh cửa lại bật mở, cậu đâu có nghe thấy tiếng gió đẩy cánh cửa. Túc Bảo, không sao chứ, Tô Tử Tích nhìn hành lang dài tít tắp, tim như vọt lên cổ họng. Túc Bảo ra hiệu ok. Lúc này, cánh cửa phòng bên bỗng kéo kẹt một tiếng mở ra. Cánh cửa phòng kế bên dần mở ra, Tô Tử Tích nhìn đăm đăm vào cửa, hóa đá luôn tại chỗ. Túc Bảo liếc nhìn Tô Tử Tích một cái, chợt cảm thấy vô cùng thú vị. Khi gặp quỷ, anh Tử Du sẽ lập tức xù lông, phản ứng của anh ấy còn nhanh hơn cả tia chớp, hét to rồi co cẳng chạy. Anh Tử Tích thì sao, hễ gặp quỷ là giống bị điểm huyệt, hóa thành pho tượng đứng như trời trồng. Túc Bảo bụng miệng cười, anh ơi, nếu quỷ biết ăn thịt người thì anh nhất định là người đầu tiên bị ăn nha. Tô Tử Tích lười phải để ý tới Túc Bảo. Lúc này, Túc Bảo bỗng nhảy sang bên cạnh Tô Tử Tích. Au, Túc Bảo ngoạm miệng cắn vào cánh tay Tô Tử Tích một cái. Tô Tử Tích sợ tới độ lông tơ dựng đứng. Chấm, em làm gì thế? Cánh tay cậu dính đầy nước miếng của Túc Bảo, Tô Tử Tích câm nín.
Túc Bảo nhìn những bóng quỷ dày đặc ở hành lang, chúng vừa nấp vội khi nghe thấy tiếng a u ban nãy. Túc Bảo cười híp mắt, anh ơi đừng sợ, nước miếng của em trừ tà đó. Cút, Tô Tử Tích trợn trắng mắt. Túc Bảo lập tức nói, được rồi. Chị gái nhỏ ơi, Túc Bảo đến rồi nè. Cô bé nắm thanh kiếm gỗ gụ rồi vui vẻ chạy vào phòng. Tô Tử Tích. Chạy, chạy thật rồi ư. Cô em gái không đáng tin này. Tô Tử Tích cảm thấy bí bách khó chịu, cậu nhìn cánh cửa trước mặt rồi quyết định không vào phòng. Không vào, tuyệt đối không vào. Cậu vừa nghĩ vậy thì bên tai truyền tới tiếng thở dài, nhóc đến rồi. Đồng tử Tô Tử Tích co lại, lần này cậu phản ứng kịp thời, co cẳng bỏ chạy, Túc Bảo. Tô Tử Tích chạy vèo vào phòng. Phòng cách vách này cũng gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, ghế sofa bằng vải bông thông thường màu xám, bố cục trong phòng rất nhỏ, ghế sofa trong phòng khách hướng về phía nhà bếp và phòng tắm, không có tivi hay bất cứ đồ trang trí nào khác. Bên cạnh phòng khách là hai cánh cửa, một cánh đóng chặt, cánh còn lại mở toang, cửa phòng ngủ đối diện với cửa chính, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy phòng ngủ được bài trí màu đỏ. Khăn trải giường, chăn, gối lớn màu đỏ, chữ hỉ lớn màu đỏ dán trên tấm gương, trên bàn trang điểm có hai cây nến đỏ cháy dở. Một đôi giày cao gót đỏ được đặt ở cuối giường. Gió thổi qua giường như còn mang theo tiếng thở dài của cô gái. Cả người Tô Tử Tích nổi da gà, da đầu tê dại, cậu không dám ngoảnh đầu lại. Túc Bảo, em ở đâu? Tô Tử Tích gọi nhỏ. Hu hu hu, hồi nãy vừa kêu cô bé cút đi, bây giờ cậu chỉ hận không thể ôm đùi cô bé. Bỗng một cái đầu nhỏ chui ra từ phía sau Tô Tử Tích, em ở đây nè. Tô Tử Tích, cả người Tô Tử Tích cứng đờ. Cậu tức giận hỏi, sao em lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện thế hả? Túc Bảo như làm sai điều gì đó, nói, lần trước em vỗ vai thì anh cũng tức giận mà. Bỗng nhiên gọi tên sẽ khiến anh Tử Tích giật thót, đặt tay lên vai cũng dọa cho anh ấy xém mất nửa cái mạng. Bây giờ cô bé lặng lẽ ló đầu ra, anh Tử Tích vẫn tức giận đó thôi. Ôi, thật khó cho cô bé mà. Tô Tử Tích hỏi, em đi đâu đấy? Túc Bảo chỉ tay về phòng bếp. Em vào nhà bếp xem thử thì phát hiện ra hai quả trứng màu đỏ. Cô bé xòe hai tay ra, mỗi tay cầm hai quả trứng đỏ loại trứng dùng cho tiệc cưới. Tô Tử Tích lập tức đẩy tay Túc Bảo ra, mang nó ra xa đi. Túc Bảo nhìn quanh quất rồi đặt hai quả trứng lên bàn trà. Phù! Bỗng một cái bóng màu đỏ bay lướt qua cửa. Tô Tử Tích như chết lặng, Túc Bảo, em.ban nãy em trông thấy không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.